Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1401, đây không phải là muốn chết sao? Thấy vậy, Diệp Oản Oản thần sắc bình tĩnh, cử chỉ ưu nhã. Bạch Minh Chủ, năm đó cô rời khỏi Không Sợ Minh, sau đó liền không có tin tức. Chúng tôi muốn biết, Bạch Minh Chủ rốt cuộc đã đi nơi nào, tại sao lại bỏ lại Không Sợ Minh do một tay cô tạo ra? Một gã phóng viên trong đám cầm lấy micro, hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không hề bị lay động, sau khi liếc mắt nhìn người phóng viên kia xong, liền nhàn nhạt mở miệng nói, không thể trả lời. Không nghĩ tới Độc Lập Châu cũng có các đơn vị đưa tin bát quái. Bất quá, trải qua đủ loại nháo sự của giới truyền thông tại Hoa Quốc, loại trang diện này đối với Diệp Oản Oản mà nói, quả thực là trò trẻ con. Bạch Minh Chủ, vậy, lần này cô trở lại Độc Lập Châu, lần nữa quay trở về Không Sợ Minh, lại là bởi vì cái gì? Việc cô mất tích cùng quay trở về, đều đã trở thành một câu hỏi ngỏ không lời giải đáp, không biết có thể trao đổi với chúng tôi một chút có được hay không? Không thể trả lời, Diệp Oản Oản hờ hững mở miệng nói. Đạo lý, nói nhiều tất hớ, Diệp Oản Oản tự nhiên biết rõ. Chỉ một câu, không thể trả lời, chính là câu trả lời tốt nhất. Vậy, Bạch Minh Chủ, theo chúng tôi biết, trong số các thế lực lớn Độc Lập Châu vây công A-tu-la năm đó, Không Sợ Minh của cô là hung mãnh nhất, tấn công cũng mãnh liệt nhất. Mà cô lần này tới đây, có phải là để nói lời xin lỗi đối với Tu La Chủ, sau đó giao nộp lượng lớn cống phẩm? Phóng viên cũng chưa từ bỏ ý định, lập tức đổi một đề tài khác. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng. Cái khác không thể nói, nhưng cái này nhất định phải nói. Hết thảy mọi thứ nàng nói, đều sẽ bị Võ Đạo Liên Minh Công Hội biết được. Hiện tại không phải là thời điểm cho thấy thái độ của mình sao? À, giờ phút này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười lạnh giá thấu xương, nhìn về phía phóng viên, cười lạnh mở miệng, ta tới đây. Chẳng qua chỉ là ta muốn tới xem thử buổi hội nghị do Tu La Chủ tổ chức lần này thất bại đến cỡ nào, chỉ như vậy mà thôi. Không Sợ Minh bọn ta, chưa bao giờ cống nạp cho bất kỳ thế lực hay bất kỳ kẻ nào, A Tu La và Tu La Chủ, nếu như nguyện ý cống nạp cho ta, có lẽ, ta có thể cân nhắc một chút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời xôn xao một trận, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Sự can đảm này của Không Sợ Minh Chủ, có phần cũng quá lớn một chút. Ngay cả lời như vậy cũng dám nói ra. Cho dù trong lòng thật sự có ý tưởng như vậy, hẳn cũng nên tự nghẹn lại ở trong nội tâm mới đúng. Phải biết, nơi này chính là địa bàn thế lực của Tu La Chủ, Không Sợ Minh Chủ đi tới địa bàn Tu La Chủ, còn dám nói lời như vậy, đây không phải là muốn chết sao? Ha ha, Bạch Phong, nhiều năm không gặp, sự can đảm của ngươi càng lúc càng lớn. Đúng lúc này, một tiếng cười dễ nghe từ phụ cận truyền tới. Một lát sau, một cô gái tướng mạo thanh tú, tư thái cao quý chậm rãi đi đến đây. Sau lưng của cô ta, có mấy chục vị cao thủ thực lực mạnh mẽ hộ tống. Nhìn thấy nữ nhân này, mọi người tại đây không khỏi sững sờ, người tới chính là thế lực của Yến gia. Nữ nhân này là ai? Dám cùng Không Sợ Minh Chủ nói chuyện như vậy. Một người vây xem thần sắc hiếu kỳ. Cô ta gọi là Yến Vân. Là viên ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ. Khó trách, nguyên lai cô ta chính là Yến Vân. Người vây xem gật đầu một cái, như có điều gì suy nghĩ. Yến gia năm đó, so với Không Sợ Minh thời kỳ Hoàng Kim, dĩ nhiên là không cách nào đánh đồng được với nhau. Nhưng lúc này đã không giống ngày xưa. Từ khi Không Sợ Minh chủ mất tích, Không Sợ Minh chia ra các trận doanh lớn, nội bộ lục đục không ngừng. Còn Yến gia lại đang nhanh chóng phát triển, thế lực bây giờ đã không kém gì Không Sợ Minh. Mà viên ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ này, tại Độc Lập Châu từ trước đến giờ vẫn luôn ngông cuồng, tính tình vô cùng cuồng vọng. Thiên phú võ học của bản thân cũng cực cao, được xưng là thiên tài trăm năm khó gặp của Yến gia, cũng là người thừa kế Yến gia. Chương 1402, Phu nhân Tu La Chủ. Yến Vân, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện. Giờ phút này, Thất Tinh đi tới trước người Diệp Oản Oản. Cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía Yến Vân. Nghe được lời này của Thất Tinh, Yến Vân lườm Thất Tinh, lạnh giọng cười nói, Thất Tinh, ngươi chẳng qua chỉ là một con chó bên cạnh Không Sợ Minh Chủ mà thôi. Ngay cả Không Sợ Minh Chủ ta đều không coi vào đâu, ngươi lại tính là thứ gì. Vào giờ phút này, người vây xem bàn tán ầm ĩ. Tu La Chủ và gia chủ đời trước của Yến gia có quan hệ coi như không tệ. Sau khi gia chủ đời này thượng vị,
còn từng mong muốn gả con gái bảo bối Yến Vân cho Tu La chủ. Chỉ bất quá, còn chưa kịp mở miệng, Tu La chủ cũng đã mất tích. Mà mấy năm nay, cái cô ả Yến Vân này đều tự nhận mình là phu nhân Tu La chủ, hơn nữa trong giai đoạn Tu La chủ mất tích, thường xuyên điều động một phần nhỏ thế lực A Tu La giúp Yến gia tiêu diệt các chướng ngại. Nếu không, sự phát triển của Yến gia cũng không có khả năng nhanh như vậy. Chính là vì lý do này, ở trong mắt ngoại giới, Yến Vân cũng thật sự ngồi vững vị trí phu nhân Tu La chủ. Ha ha, không sợ minh chủ kia, đầu tiên là đắc tội Tu La chủ, hiện tại lại đắc tội với Yến Vân. Chỉ sợ, hôm nay cô ta thật đúng là chưa chắc có thể sống sót rời khỏi hội nghị lần này. Ta nghe nói, hôm nay không ít cao tầng của Yến gia cũng tới rồi, bao gồm cả Yến gia gia chủ. Gã Yến gia gia chủ này tựa hồ như muốn công bố hôn sự giữa con gái mình và Tu La chủ với mọi người vậy. Giờ phút này, Diệp Oản Oản lạnh lùng nhìn Yến Vân, còn không đợi Diệp Oản Oản có bất kỳ động tác gì, một ông lão đã đi tới bên người Yến Vân, đầu tiên là lườm Diệp Oản Oản một cái, chợt hướng về Yến Vân nói, Vân Nhi, con làm sao có thể cùng Bạch Minh chủ nói như vậy, có phần cũng quá thiếu phong độ. Con phải biết một chút, sau ngày hôm nay, nói không chừng, Bạch Minh chủ còn phải quỳ ở trước mặt con, bưng lấy cống phẩm dâng cho con. Đối với loại hèn hạ nhất định có thể dẫm dưới chân, sao lại còn cần phải khách khí một phen. Nghe được lời nói này, sắc mặt Bắc Đầu cùng Thất Tinh đều biến đổi. Lão già này chính là gia chủ Yến gia. Thấy Yến gia gia chủ xuất hiện cùng với viên ngọc quý trên tay hắn Yến Vân, tất cả phóng viên và cánh truyền thông đều rối rít thay đổi sự chú ý, đem hai người vây lấy. Yến lão, nghe nói, trước đó người của Yến gia tại một hộp đêm nào đó đắc tội Không Sợ Minh chủ, sau đó bị Không Sợ Minh chủ giết chết. Đối với chuyện này, Yến gia sẽ tiến hành trả thù sao? Nghe vậy, Yến Vân cười lạnh một tiếng, chờ một chút các người liền biết ngay thôi. Giờ phút này, Bắc Đầu đứng ở trước người Diệp Oản Oản, hướng về Yến gia gia chủ cùng Yến Vân phỉ nhổ một cái, thứ gì, sớm muộn cũng diệt các ngươi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản từ trên người bọn Yến gia thu hồi lại, nhàn nhạt nói, đừng quên mục đích chính tới chỗ này ngày hôm nay, đừng để ý những người bên cạnh. Bắc Đầu cùng Thất Tinh gật đầu, hôm nay tới đây, mục đích của bọn họ chính là vì muốn tỏ thái độ cho võ đạo liên minh công hội nhìn. Diệp Oản Oản nhìn các đại lão lần lượt đi tới tòa trang viên này, không khỏi thở dài. Sức ảnh hưởng của Tu La chủ này, có phần cũng quá đáng sợ. Cũng còn may, Nhiếp Vô Danh phái đến chi đội Chu Tinh, tuy nói chỉ có 3 người, nhưng gặp phải tình huống nguy hiểm, bảo vệ nàng chạy trốn hẳn là không thành vấn đề gì. Nghĩ đến đây, sự can đảm của Diệp Oản Oản lại lớn hơn một chút. Một vài thủ lĩnh các thế lực nhìn thấy Diệp Oản Oản, sau khi biết Diệp Oản Oản chính là Không Sợ Minh chủ, thần sắc không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Ai cũng không thể ngờ được, Không Sợ Minh chủ lại dám tới tham gia buổi hội nghị do Tu La chủ triệu tập lần này. Chỉ chốc lát sau, nhóm 3 người Chu Tinh đi xuống xe, đi tới bên người Diệp Oản Oản. Phù Sinh có bộ dáng như trẻ con, đứng ở trước người Diệp Oản Oản, thần sắc lạnh lùng, một chữ cũng không nói. Chương 1403, còn có mặt mũi đòi tiền. Nam tử tóc quăn, trên mặt từ đầu đến cuối đều treo nụ cười mê người, ngôn hành cử chỉ cực kỳ giống trí thức. Nếu không nói ra, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, cái gã nam tử tóc quăn dáng vẻ đàng hoàng này, sẽ là một thành viên của đoàn lính đánh thuê Chu Tinh. Loại đội viên của các tổ chức lính đánh thuê này, đều thập phần thần bí, vì phòng ngừa kẻ thù trả thù, rất ít khi xuất hiện ở trước công chúng. Cho dù có xuất hiện, người bên cạnh cũng không biết bọn họ là ai. Phong tỷ, chúng ta lần này có cần đem Tu La chủ giết chết hay không? Nếu như muốn ám sát, phương diện thù lao. Phong tỷ, ý của tôi, hẳn là cô cũng hiểu. Nam tử tóc quăn mặt đầy tươi cười, hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe được lời này, Diệp Oản Oản không nhịn được lườm một cái. Chính mình đi tới nơi này, cũng đã là mạo hiểm rất lớn rồi, nếu lại còn ám sát Tu La chủ, vậy còn đến đâu? Các ngươi ám sát Tu La chủ, bằng cái gì? Bắt đầu đi lên trước. Mặt đầy vẻ khinh thường. Bằng hắn, nam tử tóc quăn chỉ vào Phù Sinh cười nói. Phù Sinh ở trên bảng xếp hạng sát thủ châu Âu, đứng hàng top 15, trừ bản thân thực lực của Phù Sinh ra, còn có dung mạo cùng vóc người vô cùng, lừa đảo, này của hắn. Không cần đâu, Diệp Oản Oản mở miệng nói, các cậu nghe theo chỉ thị của tôi để hành sự. Về phần cái khác, cũng không cần. Nếu Diệp Oản Oản đã nói như thế, nam tử tóc quăn đương nhiên sẽ không tiếp tục nhiều lời. Hơn nữa, Tu La chủ đâu có dễ ám sát như vậy. Làm không tốt bọn họ thậm chí có thể, tèo, ở chỗ này.
Huống chi, Diệp Oản Oản trả tiền chỉ toàn bằng giấy nợ. Bạch Minh Chủ, nếu đã tới, vậy thì mời vào. Lúc này, A-tu-la sứ giả mấy ngày trước đây bị Diệp Oản Oản từ Không Sợ Minh đuổi ra ngoài, mặc một thân tây trang màu đen, đi tới phía trước đám người Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không nhiều lời, nhanh chân đi vào trong trang viên. Bên trong trang viên, rượu chát rượu tây, thức ăn quà vặt, muốn gì có nấy. Cất bước bên trong trang viên, cơ hồ đều là nhân vật cấp đại lão của các thế lực lớn. Diệp Oản Oản hướng vào bên trong trang viên đánh giá chung quanh, nhưng cũng không phát hiện ra Terran. Cuối cùng, Diệp Oản Oản lúc này mới biết, Terran tuy nhận được lời mời của A-tu-la, nhưng căn bản là hắn không đến, cũng như không dùng hành động thực tế để ngăn chặn A-tu-la. Bớt đi một vị đồng minh như Terran, tình cảnh Diệp Oản Oản hơi lộ ra vẻ lúng túng. Hôm nay, mỗi một thành viên các thế lực đến đây, cơ hồ đều có quan hệ không tệ cùng với A-tu-la, hoặc cũng đã chấp nhận tiến cống. Chỉ có Diệp Oản Oản, có vẻ hơi lạc loài. Không bao lâu, một đám nam nữ đi tới phía trước, trắng trợn đánh giá Diệp Oản Oản. Một cô gái trong đó cười lạnh nói, không sợ minh chủ, người hôm nay dám đến tham gia hội nghị tu la chủ, hẳn là cũng không dự định sống mà rời đi. Đã như vậy, không bằng, chúng ta đem ngươi giết trước, cũng coi như là lấy lòng tu la chủ rồi, người xem thế nào. Cái gì, bắt đầu mặt đầy mộng bức. Nhìn về phía cô gái kia, chợt cười to một tiếng, giết. Giết chúng ta, người đây là chưa tỉnh ngủ sao? Làm sao, các ngươi cho là mình còn có thể sống sót rời khỏi nơi này hay sao? Mấy tên nam nữ trẻ tuổi cười lớn tiếng nói. Diệp Oản Oản chú ý quan sát, đám nam nữ trẻ tuổi này, đều là người của Yến gia. Cái Yến gia này, sợ là muốn ỉ vào tu la chủ, sớm ngày gây khó dễ cho nàng. Chờ một chút. Bỗng nhiên. Một gã lính đánh thuê mặc đồ hoa phục, mắt đeo kính gọng vàng bên cạnh Diệp Oản Oản, chậm rãi đi tới chỗ bọn Yến gia nọ. Cút sang một bên, không có quan hệ gì với ngươi. Cô gái cầm đầu cười lạnh nói. Nghe được lời nói này, trong mắt gã lính đánh thuê nọ chợt hiện ra vẻ khát máu. Vút, cơ hồ chỉ trong chốc lát, nam đeo kính bỗng nhiên ra tay, một ngón tay linh hoạt điểm thẳng vào không trung. Một giây kế tiếp, chỉ nghe á á á, một tiếng. Ngón tay của nam đeo kính xỉa một cái, liền đâm vào hốc mắt nữ nhân kia. Dưới ánh mắt khó tin của mọi người, ả ta than vãn kêu khóc, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt. Các ngươi! Thấy vậy, người Yến gia liền vội vàng đem nữ tử đỡ đi. Mới vừa rồi, một đòn của nam tử đeo kính, đã chọt đuôi con mắt trái người của Yến gia bọn họ. Nam đeo kính mặt không cảm xúc, chẳng qua chỉ từ trong lòng ngực lấy ra khăn tay màu đen. Nhẹ nhàng đem máu tươi trên ngón tay lau chùi sạch sẽ. Phong tỷ, cô xem, thù lao này, phải tăng thêm đó nha. Chúng tôi ra tay đều thu lệ phí. Nam tử tóc quan liền vội vàng tiến lên, sau đó lấy máy tính cầm tay trên người ra, ngón tay dài nhọn không ngừng nhấn trên máy tính, nghiêm túc nói. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản quả thật là mặt đầy mộng bức, nàng có bảo bọn họ ra tay đâu, đây không phải là hố nàng sao. Còn có mặt mũi đi đòi tiền của mình. Chương 1404, thực sự nghèo. Đánh mù một con mắt, 500 tệ, nếu như tiếp tục sử dụng dịch vụ, lại đánh gãy một chân mà nói, phụ thu 200 tệ, nếu như phong tỷ muốn giết người, vậy thì có giá 1.000 tệ trọn gói. Nam tử tóc quan tự mình lẩm bẩm. Sao 1.000 nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương khoảng 3.400.000 mạng người nha mấy bạn. Diệp Oản Oản. Đúng rồi, phong tỷ. Hôm nay cô dự định giết mấy người, chúng tôi có chính sách ưu đãi, giết 10 tặng 1 mạng, giết 20 tặng miễn phí 3 mạng. Nam tử tóc quan nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Các cậu, thực sự nghèo như vậy sao? Diệp Oản Oản cũng chịu không nổi nữa, khóe miệng hơi hơi co giật. Hích, nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nam tử tóc quan khẽ than thở một tiếng, lắc đầu một cái, hướng về Diệp Oản Oản thấp giọng nói, phong tỷ, tình cảm giữa cô và nhiếp gia gắn bó như vậy. Chẳng lẽ không biết chúng tôi tại sao lại nghèo như vậy sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, làm sao nàng biết được? Thật ra thì, là như vậy, nhiếp thiếu gia năm đó, tuổi trẻ nóng tính, đã từng bùng nổ mâu thuẫn nghiêm trọng với nhiếp gia chủ và nhiếp phu nhân. Sau đó mới thề, từ nay không cần một phân tiền của nhiếp gia. Nếu như anh ta dùng một phân tiền của nhiếp gia, cả nhà anh ta liền chết sạch. Nam tóc quan mặt đầy thần bí giải thích. Nghe nam tóc quan nói như vậy. Diệp Oản Oản lại dở khóc dở cười. Khó trách nhiếp vô danh lại nghèo như vậy,
thân là đại thiếu gia Nhiếp gia, lại coi tài sản như mạng. Nguyên lai là anh ta thực sự nghèo. Loại tình huống này, Diệp Oản Oản cũng có thể lý giải được. Vì lúc Nhiếp Vô Danh còn trẻ, từng phát sinh cãi vã với cha mẹ, vì mặt mũi, lúc này mới thề độc không cần dùng tiền của Nhiếp gia. Hơn nữa, Nhiếp Vô Danh thề kiểu này rất có vấn đề, nếu như dùng tiền Nhiếp gia, cả nhà anh ta liền chết sạch. Như vậy, coi như Nhiếp Vô Danh có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Nhiếp phu nhân và gia chủ cũng không có khả năng lại cho Nhiếp Vô Danh một phân tiền rồi. Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản vẫn còn có chút hoài nghi, Nhiếp Vô Danh không là lính đánh thuê sao? Lính đánh thuê kiếm tiền rất khá cơ mà. Nghe vậy, nam tóc quan khóc không ra nước mắt, Phong tỷ, lời nói như vậy không có gì sai. Nhưng ngành nghề lính đánh thuê ở đây phát triển đình trệ, Nhiếp đại thiếu gia lại thề trấn hưng nghề lính đánh thuê, hơn nữa tiếp nhận nhiệm vụ cũng không đòi bao nhiêu thù lao, nhiều nhất chỉ thu một chút sinh hoạt phí. Chuyện này, tất cả mọi người đều biết. Nghề lính đánh thuê mặc dù bởi vì có Nhiếp đại thiếu gia mà lần nữa phát triển hơn, nhưng vì mặt mũi, anh ấy đến chết vẫn sĩ diện, tiếp nhận nhiệm vụ nhiều nhất cũng chỉ thu xấp xỉ 1.000 tệ. Cho nên, chúng tôi cũng không có biện pháp nào. Quy củ do Nhiếp thiếu gia quy định, chúng tôi phải tuân thủ. Diệp Oản Oản. Đây là chuyện mà Nhiếp Vô Danh có thể làm ra, tuyệt đối không sai. Vào giờ phút này, mọi người nhìn chằm chằm đám người Diệp Oản Oản, chân mày hơi nhíu lại. Thậm chí một số người, thần sắc kinh ngạc, có chút khó tin. Hôm nay chính là buổi họp nghị do Tu La chủ triệu tập, cô nàng không sợ minh chủ này lại dung túng thủ hạ, ở nơi này hành hung, ra tay ác độc như vậy. Hơn nữa, đối phương lại còn là người của Yến gia. Không sợ minh chủ, ngươi làm như vậy, có phần quá không nể mặt Yến gia ta, không nể mặt Tu La chủ rồi. Bỗng nhiên, mấy vị cao tầng Yến gia cùng Yến gia gia chủ bỗng nhiên ra mặt. Ngươi cái con tiện nhân ác độc này, lại dám như thế. Yến Vân Thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nguyên bản sự việc lần trước, Yến gia ta khoan hồng độ lượng, không muốn cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi lại như thế, được voi đòi tiên. Vào giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại, nàng quả là đã chọc giận quá nhiều người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nam tóc quan giơ tay phải lên. Dùng ngón tay hướng về người của Yến gia đếm đếm. Chợt, nam tử tóc quan lấy máy tính ra, tính qua một lần, sau đó đem máy tính đặt ở bên cạnh Diệp Oản Oản, mặt đầy nụ cười lấy lòng, nói, Phong tỷ, cô xem đi, cái Yến gia này, tổng cộng 14 người. Chúng ta cứ theo đầu người tính tới, giết một người 1.000, giết 14 người 18.000 tệ. Chương 1405, quá mức lớn lối. Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm nam tóc quan. Một người 1.000, 14 người không phải là 14.000 sao? Mua 10 tặng 1, hẳn là còn lại 13.000 chứ? Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, nam tử tóc quan mặt đầy lúng túng, ạc. Tôi không phải là cố ý tính sai. Được rồi, vậy thì 13.000. Phong tỷ, chúng tôi bắt đầu giết được rồi chứ? Giờ phút này, ánh mắt của đông đảo các thế lực lớn đều rối rít rơi vào trên người đám người Diệp Oản Oản. Hừ, không sợ minh chủ này, quả nhiên giống như tin đồn. Có phần cũng quá mức lớn lối. Một lão già nào đó, hừ lạnh một tiếng. Ha ha, không sợ minh chủ được xưng tóc húi cua ca. Nếu như không phách lối cuồng vọng, há có thể lấy được danh hiệu tóc húi cua ca. Đại lão một phe khác cười lạnh nói. Hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái người được gọi là tóc húi cua ca này, có phải là danh xứng với thực, có thể từ trang viên này còn sống đi ra ngoài hay không? Bất kể Yến gia như thế nào, Tu La chủ cũng nhất định sẽ không cho cô ta một con đường sống. Gia chủ một đời trước của Yến gia có chút giao tình với Tu La chủ, hơn nữa cô nàng Yến Vân kia, nghe nói còn có thể gả cho Tu La chủ. Không sợ minh chủ làm nhục Yến gia như thế, hôm nay chắc chắn phải chết. Trước mắt, đám người Yến gia nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thấy Diệp Oản Oản ở ngay trước mặt bọn họ, cứ vậy mà định mua mạng của bọn họ. Đáng hận nhất, mạng của đám người bọn họ, mỗi một người chỉ có thể trị giá 1.000 tệ. Lại còn con mẹ nó mua 10 tặng 1. Giết ả ta, lúc này, một vị cao tầng của Yến gia nghiêm nghị quát lên. Đến đây, không giết được ta, bắt đầu ta là cha của các ngươi, thất tinh là ông nội của các ngươi. Bắt đầu cười lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía thất tinh, lão thất, đúng không? Nghe vậy, thất tinh liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, hiếm thấy đồng ý ừm. Diệp Oản Oản, cái gã bắt đầu này. Nhưng mà... Còn không đợi người của Yến gia ra tay,
viên ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ Yến Vân lại lạnh giọng mở miệng nói, các vị trước tiên không cần tức giận. Nghe Yến Vân nói như vậy, người Yến gia đều sững sờ, mặt đầy vẻ khó hiểu, không biết Yến Vân vì sao không để cho bọn họ động thủ. Nơi này là sân nhà chồng tương lai của ta, Tu La chủ. Không sợ minh chủ nếu đã được mời, cũng là khách của Tu La chủ. Không sợ minh chủ cuồng vọng phách lối như thế, tại sân nhà Tu La chủ sát hại người Yến gia, phải do Tu La chủ xử trí. Chúng ta phải tôn trọng Tu La chủ, nếu không, hội nghị lần này, há chẳng phải là thành trò cười sao? Yến Vân lãnh đạm mở miệng. Nghe Yến Vân nói như vậy, chân mày đám người Yến gia nhíu chặt lại, như có điều gì suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ một chút, Yến Vân nói vậy xác thực là hợp lý. Lần này là hội nghị do Tu La chủ triệu tập, mặc kệ không sợ minh chủ như thế nào, đều tương đương với khách do Tu La chủ mời tới. Nếu như bọn họ ở chỗ này cùng với không sợ minh bùng nổ mâu thuẫn, cũng có nghĩa là bọn họ không nể mặt Tu La chủ, ảnh hưởng đối với Yến Vân cũng không tốt. Dù sao, Yến Vân đã được công nhận là phu nhân Tu La chủ. Được, liền nghe Vân Nhi, tạm thời không cùng đám nhóc con này tranh đấu. Một vị cao tầng Yến gia gật đầu một cái. Vào giờ phút này, đại lão rất nhiều thế lực ở đây, không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên đối với Yến Vân. Viên ngọc quý trên tay Yến gia này, đích xác là người có tầm nhìn xa, biết chú trọng đại thể, lấy đại cuộc làm trọng. Ha ha, không sợ minh chủ kia, hôm nay sợ là số kiếp đã định. Không nói đến ân oán giữa Tu La chủ và không sợ minh chủ, dù chỉ là để giúp nữ nhân mình yêu thích hả giận, cái cô nàng không sợ minh chủ này cũng chắc chắn phải chết. Một lão già nào đó nhẹ giọng cười nói. Kẻ trước người sau, luôn miệng phụ họa. Lập tức, trong lòng Diệp Oản Oản liền đem tổ tông 18 đời của đội lính đánh thuê Chu Tinh đều, hỏi thăm, một lần. Đây quả thật là chuyên gia đào hố chuyên nghiệp mà. Chương 1406, lưu con đường sống đi. Nguyên bản, chính mình đáp ứng Tu La chủ tham gia hội nghị lần này, chẳng qua chỉ là muốn tỏ thái độ cho võ đạo liên minh công hội nhìn một chút. Ai có thể ngờ được, lại sẽ phát triển thành lầy lội đến thế này. Quả nhiên, người của Nhiếp Vô Danh, đều con miệng nó không đáng tin cậy. Phong tỷ, rốt cuộc có giết hay không vậy? Yến gia gia chủ kia cùng cô ả, Viên Ngọc Quý, Yến Vân, thực lực mạnh hơn một chút, vậy chúng tôi có thể phải phụ thu một chút. Mỗi người thêm khoảng 1.000 tệ. Hẳn là không thành vấn đề chứ. Nam tử tóc quan nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng ra giá. Đây là phi vụ mua bán lớn, nhất định phải nắm lấy cơ hội. Các cậu đừng suy nghĩ chuyện giết người nữa. Giữ sức đợi lát nữa chuẩn bị trốn đi. Diệp Oản Oản lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Trốn cũng phải thu lệ phí nha. Đến lúc đó, nếu như quả thật bùng nổ tranh đấu, ba người chúng tôi che chở cho Phong tỷ cô, còn có hai người thủ hạ này của cô chạy thoát thân. Bất quá, chúng tôi sẽ phải đưa thân vào hiểm cảnh. Cái giá tiền này, nếu so với giết người sẽ cao hơn một chút. Ít nhất 20.000, nếu không thì không được. Tóc quan nam nhấn máy tính cầm tay, Huyên Thuyên lại nhảy không ngừng. Giờ phút này, Diệp Oản Oản quả thật là muốn đập đầu chết quách cho xong. Cái gã Nhiếp Vô Danh, thật sự là gửi người tới giúp nàng, mà không phải cố ý tới đào hố cho nàng nhảy sao. Có thể tìm mấy người bình thường một chút hay không? Người nào đáng tin một chút, hơi hơi lưu lại cho nàng một con đường sống đi. Các vị, đúng vào lúc này, một vị lão giả tóc trắng, chậm rãi từ trong trang viên đi ra, đảo mắt nhìn mọi người một cái, tôi tự giới thiệu mình một chút, tôi là quản gia của Tu La chủ. Tu La chủ chỉ chốc lát nữa sẽ đến nơi, xin mọi người bình tĩnh chớ nóng. Nghe được lời nói này, mọi người rối rít gật đầu. Nghe nói Tu La chủ không bao lâu nữa sẽ xuất hiện. Diệp Oản Oản đi lang thang khắp nơi trong trang viên để giết thời gian. Tuy nói là đi lang thang, thật ra là đi nhớ kỹ đường chạy trốn. Nếu không, hôm nay nàng và Thất Tinh Bắc Đầu, chỉ sợ đều sẽ phải, tèo, tại cái địa phương quỷ quái này. Ngược lại, chắc chắn lập luận của nàng cũng không sai biệt mấy, võ đạo liên minh công hội tất nhiên sẽ biết được những chuyện phát sinh ở chỗ này có liên quan tới nàng. Đợi một hồi nữa Tu La chủ đi ra, nàng sẽ mắng hắn đôi câu, sau đó chuồn. Diệp Oản Oản lần này đi tới nơi này, không phải là vì biểu lộ sự trung thành đối với võ đạo liên minh công hội, mà là để cho võ đạo liên minh công hội biết được thái độ của nàng. Dựa theo kế hoạch của Diệp Oản Oản, nếu như chẳng qua chỉ làm ồn ào, dưới loại trường hợp này, hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng được ba người chi đội Chu Tinh này trợ giúp chỉ sợ. Trong một góc trang viên, Diệp Oản Oản cau mày suy nghĩ, trong đầu hoạch định sẵn một con đường chạy trốn.
Bỗng nhiên, nàng đâm đầu vào một vị nam tử áo đen đi tới. Diệp Oản Oản cũng không chú ý, hai người trong nháy mắt đụng vào nhau. Ngươi mù à? Nam tử áo đen lớn tiếng chửi. Diệp Oản Oản sắc mặt lạnh lẽo, mới vừa muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng mà, một giây kế tiếp, nam mắt kiếng gọng vàng lấy thế lôi đình ra tay, một chưởng đánh vào ngực của nam nhân áo đen. Chỉ nghe, uỳnh, một tiếng vang thật lớn, nam nhân áo đen hai chân hổng khỏi mặt đất, cả người như diều đứt dây trong nháy mắt bắn ngược ra sau mấy thước. Chợt, nam nhân áo đen kia bị một chưởng đánh văng vào bên trong đám người. Bạch Minh Chủ, người cũng có phần quá cản rỡ. Bạch Minh Chủ chẳng lẽ ngay cả chúng ta cũng thấy ngứa mắt, muốn luận bàn một chút. Giờ phút này, không ít đại lão các thế lực khắp nơi bị nam nhân áo đen kia đụng vào, rối rít đứng dậy, căm tức nhìn Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ che chán, cái này con miệng nó, mắc mớ gì đến nàng. Người cũng không phải là do nàng đánh, là do gã nam đeo kính của đội lính đánh thuê Chu Tinh gì đó, có được hay không? Muốn tìm thì đi mà tìm hắn đi chứ. Bất đắc dĩ, ba người này đều là theo chân nàng tới, muốn phủi sạch quan hệ cũng không thể nào. Chương 1407, Dương Cung Bạt Kiếm. Phong tỷ, mới vừa rồi cậu ta ra tay bảo vệ cô. Một trưởng kia giá 500 tệ, cô nhớ dùm, đừng quên. Nam tử tóc quan đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, lại nhấn mấy con số trên máy tính, bày ra trước mặt Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản hướng về nam tóc quan quan sát, như là muốn nói gì, đôi môi hé mở, nhưng cuối cùng ngay cả một câu nói cũng chưa từng nói ra khỏi miệng. Mấy người thuộc đội lính đánh thuê Chu Tinh này, thật con miệng nó không phải là tới hại mình sao? Mới vừa rồi, người bị nam nhân đeo kính gọng vàng đánh ngã, chính là thành viên thuộc thế lực Atula. Giờ phút này, đại lão thế lực khắp nơi, rối rít nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nữ nhân này, thật là cuồng vọng đến cực hạn, không chỉ vẻn vẹn ra tay với Yến gia, hiện tại ngay cả người của Tu La chủ cũng dám động rồi. Ha ha, không sợ Minh chủ kia, xem ra, thực sự là không muốn sống. Trước đó động người của Yến gia, hiện tại lại có thể bắt đầu động tới người của Tu La chủ. Có người muốn chết, cản cũng không cản được, lại xem náo nhiệt thôi. Ta ngược lại thật sự mong đợi, đợi một lát nữa Tu La chủ đến, cái cô ả không sợ Minh chủ này sẽ chết thảm như thế nào. Vào giờ phút này, nam tử mặc hoa phục, nâng mắt kính gọng vàng lên, nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói, Phong tỷ, Nhiếp gia bảo chúng tôi chú ý bảo vệ cô, bất kỳ người nào dám uy hiếp hoặc bất kính với cô, chúng tôi đều sẽ xuất thủ. Có chúng tôi ở đây, không cần Phong tỷ tự mình động thủ, Phong tỷ cũng không cần lo lắng. Nghe nam đeo kính nói vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi co giật. Chính là có các ngươi ở đây, ta con miệng nó mới càng thêm nguy hiểm. Thực lực võ học của Diệp Oản Oản, tại Hoa Quốc mặc dù là không tệ, nhưng so với các cường giả độc lập châu, căn bản là không ra gì, không đáng chú ý. Ở đây có nhiều cường giả và đại nhân vật như vậy, Diệp Oản Oản ngay cả một người cũng đều không đánh lại. Nói không chừng, người ta một ngón tay liền có thể đem nàng bóp chết. Nếu như ở trên địa bàn của Không Sợ Minh, chính mình người đông thế mạnh, ngược lại cũng không có gì phải sợ, nhưng nơi này là địa phương nào? Là địa bàn của Atula, không phải là ở trên địa bàn của Không Sợ Minh. Nếu như mình thật sự chọc nhiều người tức giận, sợ là lát nữa chết cũng không biết chết thế nào. Nguyên bản, kế hoạch của Diệp Oản Oản, chỉ cần tới nơi này đấu khẩu với Tu La chủ chút xíu là được. Nhiều nhất coi như là không lễ phép, quậy một chút, muốn thoát thân, cũng không khó lắm. Đội lính đánh thuê Chu Tinh này, đúng thật là đem tất cả mọi người đều đắc tội hết. Phong tỷ, các thế lực ở đây, rất nhiều nơi cũng không sánh bằng Không Sợ Minh, mà đám thủ lĩnh các thế lực này, lại dám xem thường Phong tỷ như thế, thậm chí muốn để cho Phong tỷ chết đi. Tôi cảm thấy, loại hành vi này của bọn họ, đối với Phong tỷ cô là một loại vũ nhục lớn lao. Cho nên, tôi cho là, có thể giết chết bọn họ, để cho bọn họ biết được uy nghiêm của Không Sợ Minh chủ không thể tùy tiện khiêu chiến. Nam tóc quan nghiêm trang hướng về Diệp Oản Oản mở miệng, chợt, còn không đợi Diệp Oản Oản nói chuyện, nam tử tóc quan bắt đầu đếm đầu người như đúng rồi. Thấy vậy, đám đại lão bị nam tóc quan chỉ tay qua đều giận tím mặt, muốn cùng Diệp Oản Oản liều mạng. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, đúng lúc này, một nhóm nam tử áo đen khí thế lăng nhiên, võ trang đầy đủ che chở cho một người đi tới phương hướng của bọn họ. Nam nhân cầm đầu vẻ mặt đầy lạnh lùng, mái tóc màu trắng xám. Một đôi con ngươi thâm thúy đen trầm phảng phất như hàn đàm sâu không thấy đáy, không hề có chút tình cảm nhân loại. Người đàn ông này vừa xuất hiện,
Nhiệt độ trong trang viên dường như cũng trong nháy mắt giảm xuống, đến mức có thể đóng băng. Vị này chính là Tu La chủ sao? Nhìn thấy hắn ta, một vài đại nhân vật cấp thủ lĩnh các thế lực, trong ánh mắt tất cả đều hiện ra vẻ kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Chương 1408, dương mắt liếc trộm. Tu La chủ từ trước đến giờ vẫn luôn thần bí, tại Độc Lập Châu, không ai biết tên thật, cũng có rất ít người thấy được bộ mặt thật của Tu La chủ. Giờ phút này, người đàn ông mặc một thân tây trang màu đen, cả người phảng phất như cùng đêm tối hòa làm một thể. Sau khi nam nhân xuất hiện, sự huyên náo nguyên bản bởi vì không sợ minh chủ mà khuấy lên, liền chợt im lặng lại, cũng không có một người nào mở miệng nói chuyện. Rất nhanh, tất cả đại nhân vật các thế lực ở đây đều dùng ánh mắt đầy kiêng kỵ và kính sợ để nhìn sang. Nam nhân đi tới ngay chính giữa trang viên, dừng lại, đảo mắt qua toàn trường một vòng. Giờ phút này, viên ngọc quý trên tay Yến gia gia chủ Yến Vân, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn vào người đàn ông nọ, mặt đầy vẻ kích động. Người đàn ông này, quả thực chính là Tu La chủ chí cao vô thượng. Nhiều năm trước, Yến Vân từng gặp Tu La chủ, những năm gần đây, trừ việc tóc của anh ta hóa thành màu trắng xám ra, dường như cũng không có gì thay đổi quá lớn. Rất nhanh, nam nhân ngồi xuống ở thượng vị phía trước, dường như từ trên cao nhìn xuống vậy, dò xét mọi người. Thấy anh ta ngồi xuống, trong lòng mọi người liền đã xác định, người này chính là Tu La chủ chí cao vô thượng, không hề sai. Tham kiến Tu La chủ. Lúc này, hơn 10 vị thủ lĩnh các thế lực rối rít đứng dậy, hướng về nam nhân trên ghế chủ tọa, ôm quyền nói. Nghe được câu này, Tư Dạ Hàn mặt không cảm xúc, chẳng qua chỉ hơi gật đầu một cái coi như là đáp lại. Phong tỷ, Tu La chủ tới rồi. Bắt đầu nhìn về phía Diệp Oản Oản, kích động thấp giọng nhắc nhở. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản đang núp ở sau lưng của mấy người nam tóc quan cùng bắt đầu, rất sợ Tu La chủ chú ý tới mình. Lúc này, Diệp Oản Oản len lén hướng về nam tóc quan mở miệng nói, tóc quan, nhìn ánh mắt tôi để hành sự, tùy thời chuẩn bị chuồn. Phong tỷ, xin yên tâm, chúng tôi là dân chuyên nghiệp. Tóc quan gật đầu liên tục, để cho nàng yên tâm. Diệp Oản Oản lười tiếp tục phản ứng lại cái đoàn đội, chuyên nghiệp, hại người này, ánh mắt hơi nhấc lên, lặng lẽ hướng về phía Tu La chủ trên ghế chủ tọa nhìn lại. Trước khi chạy trốn. Hình dáng của Tu La chủ đại danh đỉnh đỉnh vẫn là phải liếc mắt nhìn một cái. Nghe nói Tu La chủ này dáng dấp xấu xí vô cùng, cũng không biết là làm cách nào mà xấu xí được đến như vậy. Vào giờ phút này, ánh mắt của Tư Dạ Hàn lại cũng đang hướng về phía Không Sợ Minh quan sát. Vì vậy, trong nháy mắt ngay khi Diệp Oản Oản dương mắt liếc trộm, lại ngoài ý muốn cùng ánh mắt nam nhân trên ghế chủ tọa không hẹn mà gặp nhau. Trong nháy mắt, hai người bốn mắt chạm nhau. Cả hai đều sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt của Tư Dạ Hàn, hiện ra vẻ kinh ngạc khó tin, Diệp Oản Oản thì lại càng ngẩn ra. Trong chớp mắt khi thấy gương mặt đó của Tư Dạ Hàn, quả thật là cùng một dạng với thiên lôi độ kiếp bổ thẳng xuống đầu. Trong khi Diệp Oản Oản thời khắc này còn đang đầy chấn động, Tư Dạ Hàn bên kia, gần như trong nháy mắt, liền thu hồi lại ánh mắt, phảng phất chẳng qua chỉ là ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua nàng, không để lại một chút dấu vết gì. Phong tỷ. Sao vậy, tỷ không sao chứ, Phong tỷ, bắt đầu thấy thần sắc Diệp Oản Oản không đúng, liền vội vàng quan tâm mở miệng dò hỏi. Mà Diệp Oản Oản chân chối nhìn chằm chằm nam nhân đang ngồi kia, không có bất kỳ phản ứng nào. Giống như rất sợ khi nàng chớp mắt một cái, người kia liền sẽ biến mất. Ho khan khục, bắt đầu thấy vậy không nhìn được thấp giọng thầm thì, Phong tỷ. Phong tỷ tỉnh lại đi, tỷ thế này, chẳng lẽ lại vừa ý sắc đẹp của Tu La chủ rồi sao? Không nghĩ tới tướng mạo gã Tu La chủ này lại hại nước hại dân như vậy. Bắt đầu lại kêu khoảng chừng mấy tiếng, Diệp Oản Oản cuối cùng mới phục hồi lại tinh thần, trên mặt vẫn là thần sắc khó mà tin nổi. Nếu như nàng không bị mù mà nói, người đàn ông ngồi ở trên chiếc ghế cao cao tại thượng kia, được xưng là Tu La chủ. Không phải là Tư Dạ Hàn sao? Chương 1409, có lẽ sắp có đại động tác. Trong nháy mắt, dòng suy nghĩ của Diệp Oản Oản hỗn loạn tưng bừng. Căn cứ theo thần hư đạo nhân cùng Nhiếp Vô Danh từng nói, sau khi bọn họ trở lại Độc Lập Châu, đã từng nghe ngóng được tin tức của Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn chắc là người của Tư tộc. Nhưng mà, nam nhân trên, ngai vàng, Tu La chủ này, trừ một mái đầu tóc màu xám trắng kia ra, rõ ràng là cùng Tư Dạ Hàn giống nhau như đúc. Giờ phút này, Diệp Oản Oản mặc dù lập tức muốn tiến lên hỏi một câu, nhưng nàng cũng không ngốc. Ở tại loại trường hợp như thế này,
tất nhiên cũng không thể làm mình bại lộ. Còn có vấn đề khiến cho Diệp Oản Oản không cách nào hiểu được chính là, nam nhân trên ghế chủ tọa mới vừa rồi, rõ ràng đã cùng nhìn nhau với mình trong một chớp mắt. Nếu như anh ta là Tư Dạ Hàn mà nói, tại sao lại không hề nhận ra mình, thậm chí một chút phản ứng cũng không có. Không nghĩ tới, Tu La chủ từ trước đến giờ luôn thần bí, bây giờ lại phá vỡ sự thần bí đó, đem bản thân mình bại lộ trong mắt của thế nhân. Xem ra, cái gã Atula này, đã muốn từ sau màn đi ra ngoài ánh sáng rồi, có lẽ sắp có đại động tác gì đó. Nam tử tóc quăn mở miệng nói. Vào giờ phút này, bên trên thượng tọa, chàng trai ung dung thản nhiên hướng về phía của Diệp Oản Oản quan sát, nhưng ngay sau đó lại đem ánh mắt thu hồi, tựa như không muốn để cho Diệp Oản Oản phát hiện ra. Phúc bá! Tư Dạ Hàn hướng về phía quản gia bên cạnh mở miệng nói. Chủ thượng, ngài có gì cần phân phó? Lão quản gia liền vội vàng tiến lên. Nhắn cho Lâm Khuyết đừng xuất hiện, Tư Dạ Hàn mở miệng nói. Nghe được mệnh lệnh này, thần sắc Phúc bá hơi có chút nghi ngờ, không hiểu Tu La chủ vì sao lại truyền đạt chỉ thị như vậy, nhưng vẫn gật đầu một cái, xoay người rời đi. Vào lúc này, Lâm Khuyết đang, đầy hiên ngang, hướng về phía của Tư Dạ Hàn đi tới. Nhưng mà, anh ta còn chưa kịp tiếp cận, đã bị Phúc bá kéo đi. Phúc bá, ông làm gì vậy? Lâm Khuyết mặt đầy ngơ ngác không giải thích được. Mệnh lệnh của Tu La chủ, bảo cậu không nên ra sân. Lão quản gia điềm nhiên mở miệng truyền đạt. Cái đồ chơi gì? Lâm Khuyết mặt đầy mộng bức. Không cho mình ra sân, tại sao? Phúc bá mở miệng, đây là ý của chủ thượng. Giở trò quỷ gì vậy? Tại sao lại không cho hắn xuất hiện cơ chứ? Lúc này, ánh mắt Lâm Khuyết đầy hoài nghi, trong lúc vô tình khóe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc thấy cái gì đó. Một cái liếc mắt này, lại từ trong đám người thấy được gò má của Diệp Oản Oản. Lúc này, cả người Lâm Khuyết sửng sốt một chút. Con bà nó, Lâm Khuyết giống như là gặp quỷ, khó có thể tin được, dụi dụi con mắt. Nếu như mắt của hắn không bị mù mà nói, nữ nhân kia. Không phải là Diệp Oản Oản sao? Trong lúc nhất thời, Lâm Khuyết đầu to như cái đấu. Diệp Oản Oản không phải là đang ở Hoa Quốc sao? TRUIENFULL VN làm sao lại sẽ tới Độc Lập Châu? Hơn nữa, còn xuất hiện tại bên trong hội nghị do Cửu Ca triệu tập. Vào giờ phút này, Lâm Khuyết rốt cuộc đã hiểu rõ, khó trách Cửu Ca nhà mình lại bảo quản gia ngăn mình lại, không để mình ra sân. Chỉ sợ, Cửu Ca cũng không định thừa nhận thân phận của mình đối với Diệp Oản Oản. Nếu như mình vừa vào sân, vậy không phải là hoàn toàn bại lộ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Khuyết lập tức lau mồ hôi tránh ở một bên, không dám tiếp tục tiến lên, rất sợ Diệp Oản Oản nhìn thấy mình, chỉ có thể tránh trong xó xỉnh, âm thầm quan sát tình huống trên sân. Bên trong trang viên, Tư Dạ Hàn sau một hồi yên lặng, lúc này mới lãnh đạm nói, ta tin các vị cũng biết, mục đích của hội nghị lần này. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Yến Vân của Yến gia lập tức là người thứ nhất đi tới bên cạnh Tư Dạ Hàn, gật đầu liên tục nói, biết. Yến gia chúng ta, nhất định sẽ hết sức phối hợp. Ngày sau, cống phẩm hàng tháng sẽ nộp lên đầy đủ. Nghe vậy, Tư Dạ Hàn lãnh đạm nhìn Yến Vân, cũng không nhiều lời. Thần sắc Yến Vân tựa hồ có chút thất vọng, nhưng ánh mắt si ngốc vẫn như cũ hướng về phía nam nhân nhìn lại. Chương 1410, đã tạo cái nghiệt gì? Diệp Oản Oản nhìn Tư Dạ Hàn cùng cái con ả Yến Vân đó liếc mắt đưa tình, trong lòng vẫn như cũ không khỏi dâng lên một cơn tức giận. Tiếp đó, một vị thủ lĩnh thế lực nó cũng đứng dậy, mặt đầy nụ cười lấy lòng, hôm nay có thể thấy được dung nhan Tu La chủ, thật là vinh hạnh của chúng tôi. Nếu đã nhận lời mời của Tu La chủ hôm nay, chúng tôi đây sẽ tự mình tuân theo quy củ do Tu La chủ quyết định. Cống phẩm hàng tháng, sẽ nộp lên đủ số. Thấy các thế lực lớn lần lượt đứng dậy bày tỏ sự trung thành, bên cạnh Tu La chủ, một vị nam tử tóc đỏ cười lạnh không thôi. Những thế lực này, sau khi Tu La chủ rời đi, mỗi một phe đều cự tuyệt nộp cống phẩm lên, nhưng khi Tu La chủ trở về, từng tên một lại giống như chó chết bày tỏ trung thành, quả thực buồn cười. Tu La chủ, chúng tôi dĩ nhiên là tuân thủ theo quy tắc trò chơi do ngài quyết định. Chỉ bất quá, có mấy người lại cuồng vọng đến tột độ, cho tới bây giờ vẫn không có ý định nộp lên cống phẩm. Giờ phút này, một vị đại lão thế lực lớn, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, cười lạnh không dứt. Nghe được lời nói này, không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, bắt đầu lại bỗng nhiên đứng lên, tỏ thái độ, trời lão đại thì ta đây lão nhị, nực cười, minh chủ chúng ta đã nói rồi, muốn để cho chúng ta nộp lên cống phẩm, ngươi đi mà nằm mơ đi.
Atula các người mỗi tháng nộp lên cống phẩm cho Không Sợ Minh bọn ta, ngược lại có thể xem xét. Bắt đầu vừa dứt tiếng, Tư Dạ Hàn tuy mặt lạnh không biểu tình, nhưng nam tử tóc đỏ sau lưng Tư Dạ Hàn, sắc mặt lại nhất thời lạnh đi, âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Năm đó, Atula bị các thế lực lớn vây công, Không Sợ Minh bọn họ đánh tích cực nhất, hoan hô vui mừng nhất, chửi mắng vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại, Không Sợ Minh chủ chỉ mang theo một ít người, chạy đến địa bàn của Atula Dương Oai. Đó là không dự định sống rời đi rồi. Phải không? Nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Bắt Đầu, âm u nói. Ha ha, phải hay không cái bà nội ngươi đó. Ông nội Bắt Đầu của ngươi ở chỗ này, Khương Tặc, có bản lĩnh xuống đánh một trận, để cho ngươi biết ông nội Bắt Đầu của ngươi lợi hại. Bắt Đầu chỉ vào nam tử tóc đỏ la lối ầm ĩ. Nguyên bản, bọn họ tới chỗ này, mục đích chính là vì gây chuyện, náo loạn hội nghị Tu La chủ. Bắt Đầu giờ phút này hoàn toàn tung bay, tự do phát huy. Diệp Oản Oản thở dài che chán, cuối cùng nàng đã tạo cái nghiệt gì, gây chuyện kiểu đó, không khác nào muốn chết, gây chuyện cũng không phải là gây như vậy cơ mà. Trước đó rõ ràng nàng đã nói với Bắt Đầu quy trình để gây rối. Tìm chết. Nam tử tóc đỏ trong chớp mắt lóe lên sát cơ, nhanh chân hướng về phía Bắt Đầu cùng đám người Diệp Oản Oản đi tới. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nam nhân trên thượng vị lại lãnh đạm thờ ơ mở miệng, nói, Khương Viêm. Nghe tiếng, nam tử tóc đỏ Khương Viêm xoay người, nhìn về phía anh ta. Lui ra, Tư Dạ Hàn lạnh lùng nói. Vâng, nam tử tóc đỏ Khương Viêm không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức lui sang một bên. Tại Atula, cho tới bây giờ không một ai dám nghi ngờ lời Tu La chủ nói. Tu La chủ, giờ phút này, một vị cao tầng yến gia tiến lên, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói, con ả Không Sợ Minh chủ này, kiêu căng như vậy thì thôi đi, nhưng hôm nay là sân nhà của Tu La chủ ngài. Không Sợ Minh chủ lại dám ở trên sân nhà của ngài, trước mặt của mọi người, đánh mù con mắt trái một người yến gia bọn ta. Hy vọng Tu La chủ nói câu công bằng. Nghe được lời nói này, Tư Dạ Hàn theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, bất quá ngay lập tức liền đem ánh mắt thu hồi. Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, nam nhân kia, có tướng mạo giống với Tư Dạ Hàn như đúc, nhưng sau khi nhìn thấy chính mình, cũng không nhận nhau. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Anh ta không phải là Tư Dạ Hàn. Hay là, có nỗi khổ gì khó nói, không tiện cùng mình nhận nhau. Chương 1411, đòi một cái công đạo. Phong tỷ, cũng không sai biệt lắm. Chúng ta chạy đi, Bắt Đầu hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, con người của Diệp Oản Oản đánh giá chung quanh một vòng. Từ khi Tu La chủ Bắt Đầu xuất hiện, trang viên cũng đã bị thế lực Atula phong tỏa. Muốn chạy đi, cũng không dễ dàng. Không cần lo lắng, có chúng tôi ở đây. Tóc quan lộ ra nụ cười mê người. Nghe vậy, Bắt Đầu hướng về tóc quan giơ ngón tay cái lên, má nó trâu. Đó là tất nhiên, chúng tôi rất chuyên nghiệp. Tóc quan gật đầu cười nói. Cao tầng yến ra bên kia, sau khi nói xong liền đem cô gái yến giá trước đó bị trọt mù một mắt mang ra. Giờ phút này, ánh mắt của cô gái kia được băng bó và xử lý chuyên nghiệp, thoạt nhìn hơi lộ ra vẻ dữ tợn và chật vật. Tu La chủ, đây chính là chuyện tốt mà con tiện nhân Không Sợ Minh chủ kia làm. Một vị cao tầng yến ra lạnh lùng nói. Không Sợ Minh chủ. Nghe được lời nói này, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Tư Dạ Hàn cũng không biết, tại sao Diệp Oản Oản lại từ Hoa Quốc đi tới Độc Lập Châu. Thời điểm Tư Dạ Hàn rời khỏi Hoa Quốc, đã từng lưu lại một vài người có năng lực ở lại, để cho bọn họ âm thầm bảo vệ Diệp Oản Oản. Như sự việc Tư gia, còn có chuyện của Diệp gia, Tư Dạ Hàn đương nhiên đều biết được. Chỉ bất quá, Tư Dạ Hàn cũng không mấy lo âu. Với năng lực của Diệp Oản Oản, xử lý những chuyện này, cũng sẽ không quá mức khó khăn. Hơn nữa, để Diệp Oản Oản ở lại Hoa Quốc, trừ bảo vệ an toàn cho nàng ra, Tư Dạ Hàn lại càng muốn giúp cho bản thân Diệp Oản Oản tự mình phát triển. Nhưng cho dù là thần cũng có lúc tính sai, huống chi là người. Diệp Oản Oản không thể một mực ở dưới cánh chim che chở của anh mà trưởng thành. Nếu không, một khi chính anh xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, Diệp Oản Oản cũng giống như một viên thủy tinh dễ vỡ. Kết quả, tất nhiên không cần nói nhiều nữa. Thủy tinh sẽ vỡ, nhưng sắt thì lại khác. Chỉ có chính bản thân cường đại, mới có thể càng thêm an toàn. Tư Dạ Hàn đem ánh mắt thu hồi lại, anh cũng không biết được tin tức Diệp Oản Oản đến Độc Lập Châu. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Diệp Oản Oản, dường như không hề giống như đã khôi phục lại ký ức trước đây.
ngài nhất định phải đòi lại công đạo cho Yến gia chúng ta. Cao tầng Yến gia nhìn về phía Tư Dạ Hàn, chợt, vừa cười lạnh, vừa hướng về Diệp Oản Oản quan sát. Ngươi là đang dạy ta cách làm việc à? Tư Dạ Hàn ánh mắt lạnh như băng xương, nhìn về phía gã cao tầng Yến gia kia. Nghe được lời nói này, cao tầng Yến gia hơi sững sờ, vội vàng nói, không không không. Cũng không phải là như vậy. Rất nhanh, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Phúc Bá, nói tường thuật lại. Lão quản gia nghe lệnh gật đầu, thấp giọng ở bên tai Tư Dạ Hàn mở miệng giải thích đầu đuôi sự tình. Chợt, Tư Dạ Hàn lạnh giọng mở miệng, Bạch Minh chủ là khách quý ta mời, môn đồ Yến gia ở nơi này sinh sự, giết. Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, nam tử tóc đỏ ở bên cạnh không do dự chút nào, nhanh chân đi tới bên người nữ nhân kia. Còn không đợi đám người Yến gia phục hồi lại tinh thần, cổ của nữ nhân kia cũng đã bị nam tử tóc đỏ bóp nát. Tình cảnh này, quả thật là khiến cho mọi người tại đây khó mà tin nổi, nhất là đám người Yến gia gia chủ cùng Yến Vân. Lợi hại, không hổ là A-tu-la chí cao. Bắt đầu chật chật mở miệng, cái gã tu la chủ kia là đang muốn lập uy với mọi người đây. Đây là nói cho mọi người biết, ở trên địa bàn của hắn ta gây chuyện, không cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Phòng trừng, chờ chút nữa liền đến phiên chúng ta ngay thôi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó sai sai. Nam nhân kia, tất nhiên là Tư Dạ Hàn. Từng sống hai kiếp người, nàng không đến nỗi ngay cả người bên gối của mình đều không nhận ra. Không sợ minh chủ, bỗng nhiên, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, lạnh lùng mở miệng. Ánh mắt nhỏ của Diệp Oản Oản dương lên, nhìn về phía chàng trai của mình, trực tiếp mở miệng, tu la chủ, cống phẩm, không sợ minh chúng ta sẽ không giao. Giống như trước đó ta từng nói, a tu la ngươi mỗi tháng cống nạp cho không sợ minh bọn ta, có lẽ ta sẽ còn xem xét. Vì sao không giao, Tư Dạ Hàn nói. Diệp Oản Oản, vì sao? Không giao chính là không giao, sao lại còn sao với chăng gì? Gần đây kinh tế không sợ minh chúng ta sa sút. Chính mình còn chưa có tiền lời, ngươi còn bảo ta cống nạp cho ngươi. Diệp Oản Oản cười lạnh, tùy tiện tìm một cái cớ. Nàng hôm nay liền muốn thử một chút, người đàn ông này, rốt cục có phải là Tư Dạ Hàn hay không? Nếu như không phải là Tư Dạ Hàn, chính mình tỏ thái độ như vậy, tu la chủ sẽ buông tay như thế nào? Chương 1412, có quan hệ gì đâu? Từ lúc Diệp Oản Oản nhận lời mời dự hội nghị của tu la chủ, liền chưa bao giờ có ý tưởng tiến cống. Nhất là sau khi nhìn thấy tướng mạo tu la chủ giống Tư Dạ Hàn như đúc xong, lập tức trong lòng nàng dường như đang kìm nén một cơn tức giận không cách nào phát tiết được. Rõ ràng từ đâu lại mọc ra một khuôn mặt của Tư Dạ Hàn, nhưng lại từ đầu đến cuối đều xem nàng như người lạ, không hề có chút sơ hở nào để bắt bẻ, thật giống như chưa từng quen biết nhau. A tu la các ngươi có tài đức gì, mà đòi từ trong tay không sợ minh bọn ta lấy được cống phẩm. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm tu la chủ, cười lạnh một tiếng. Nghe được lời này, nam tử tóc đỏ bên cạnh Tư Dạ Hàn, hàn quang trong mắt chợt lóe lên. Chẳng qua là, tu la chủ không mở miệng, hắn cũng không dám vọng động chút nào. Vào giờ phút này, thủ lĩnh các thế lực ở đây, nhìn Diệp Oản Oản, cả đám đều cười lạnh không thôi. Đi tới địa bàn của tu la chủ, cô nàng không sợ minh chủ này còn xuất khẩu cuồng ngôn như thế, chỉ sợ là đang nóng lòng muốn nhanh đi đầu thai. Phe Yến gia cũng âm thầm cười lạnh, tu la chủ còn chưa động thủ với cô ta, không sợ minh chủ lại chủ động muốn tìm chết. Nói tiếp, Tư Dạ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhẹ giọng nói, dường như cũng không tức giận. Ngay từ năm đó, không sợ minh bọn ta cũng đã cùng A Tu La các ngươi đánh nhau một trận quang minh chính đại. Bọn ngươi là bại tướng dưới tay không sợ minh ta, các ngươi là một đám bại tướng, còn vọng tưởng từ trên người không sợ minh lấy được lợi ích. Ai cho A Tu La các ngươi dũng khí này? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khinh thường, tiếp tục mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Cô nàng không sợ minh chủ này lại thật sẽ tự rát vàng lên mặt mình. Nhiều năm trước, rất nhiều thế lực của độc lập châu liên thủ tiến hành vây công đối với A-tu-la, cũng không phải chỉ riêng một mình không sợ minh của cô ta. Huống chi, A-tu-la cũng chưa bao giờ thảm bại. Nhưng mà không sợ minh chủ lại nói kiểu đó. Giống như là không sợ minh và A-tu-la đơn đả độc đấu, cũng đem A-tu-la đánh bại triệt để. Đây rõ ràng là có ý muốn chọc giận tu la chủ đi. Tu la chủ, không sợ minh chủ càn rỡ như thế, không biết khép miệng, hôm nay nếu như thả ả ta rời đi, hẳn là thả cọp về núi, há có thể lưu ả ta lại. Yến Vân của Yến gia tiến lên một bước,
nhìn về phía Tư Dạ Hàn, vội vã mở miệng. Nghe được lời nói này, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Tư Dạ Hàn, chậm rãi rơi vào trên người Yến Vân, lãnh đạm nói, ngươi là ai? Nơi này, có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Lời Tư Dạ Hàn vừa nói ra, Yến Vân sững sờ tại chỗ, mặt không cách nào tin tưởng được. Cha không phải đã từng nói với nàng, Tu La Chủ sẽ lấy nàng sao? Huống chi, mấy năm nay khi Tu La Chủ rời đi, nàng tự xưng là phu nhân Tu La Chủ, cũng có thể điều động một phần thế lực của A-Tu-La. Lúc này, Yến gia gia chủ đi lên trước, cười nói, Tu La Chủ, ngài quên rồi sao? Đây là con gái ta, Yến Vân. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn lườm Yến gia gia chủ một cái, con gái của ngươi, có quan hệ gì với ta đâu? Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, toàn trường đều xôn xao hẳn lên. Cái đám Yến gia này, cho tới nay, không phải đều nói bọn họ cùng A-Tu-La là thông gia sao? Nhưng mà Tu La Chủ, năm đó, cha của ta, gia chủ một đời trước, không phải là đã từng nói với ngài, để cho ngài cưới Yến Vân sao? Không lâu sau, ngài liền rời đi, bây giờ quay trở lại, chuyện hôn sự này, Yến gia gia chủ mở miệng. Nhưng mà, Yến gia gia chủ vẫn chưa kịp nói xong, đã bị Tư Dạ Hàn cắt ngang, lạnh lùng nói, ngươi nói là cha ngươi cùng ta đàm luận qua. Đúng thế, Yến gia gia chủ gật đầu một cái. Nếu như thế, bảo cha ngươi qua đây nói với ta. Tư Dạ Hàn nói. Yến gia gia chủ cùng đám người Yến gia nhất thời sững sờ tại chỗ. Gia chủ đời trước này, ngay từ mấy năm trước cũng đã rời khỏi nhân thế, hiện tại làm sao có thể hiện thân cùng trò chuyện với Tu La Chủ. Chương 1413, quá hư cấu. Khương Viêm, Tư Dạ Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ. Nghe tiếng, nam tử tóc đỏ đi tới bên người Tư Dạ Hàn. Ta rời đi mấy năm nay, một phần thế lực A-Tu-La, nghe nói bị Yến gia sai bảo, có chuyện này không? Thanh âm Tư Dạ Hàn đầy lạnh lùng, phảng phất như hàn băng vạn năm, làm cho người khác khẽ run rẩy trong lòng. Vâng, Yến Vân vẫn luôn tự cho mình là phu nhân của ngài, hơn nữa, Yến gia còn lấy việc ngài và gia chủ một đời trước của bọn họ đã thống nhất để giải thích. Một số thành viên của A-Tu-La, quả thực đã tin là thật, Yến Vân có thể điều động và thao túng. Nam tử tóc đỏ kể lại đúng sự thật. Tư Dạ Hàn thờ ơ đáp một tiếng, chợt lại nói, đem nhóm người kia nghiêm khắc trừng phạt. Đã hiểu, nam tử tóc đỏ gật đầu. Vào giờ phút này, Yến gia gia chủ cùng đám người Yến Vân, toàn bộ đều sững sờ tại chỗ. Chuyện này, cùng với những gì bọn họ nghĩ trước đó, hoàn toàn không phù hợp. Tư Dạ Hàn cũng không nhìn Yến gia bằng nửa con mắt, ngược lại lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, vừa muốn mở miệng. Một vị thủ lĩnh thế lực nọ bỗng đứng dậy, ôm quyền nói, Tu La Chủ, không sợ minh chủ ăn nói cản rỡ, bất kính đối với ngài, nên tru diệt. Nhưng mà, Tư Dạ Hàn lại lơ đễnh, lạnh nhạt nói, thắng bại là chuyện thường của nhà binh, năm đó ta quả thật đã thất bại. Không sợ minh chủ nói lời thật lòng, chỉ như vậy mà thôi. Một đám thủ lĩnh các thế lực, quả thật là không thể tin nổi, như vậy. Cũng quá là hư cấu rồi đi. Tu La chưa từng thất bại. Coi như là bại, cũng là thất bại dưới sự vây công của rất nhiều thế lực, cũng không phải là bại bởi chỉ riêng mỗi mình không sợ minh. Diệp Oản Oản như có điều muốn nói quan sát nam nhân trên thượng vị, vừa tức vừa cạn miệng nó não. Nếu như anh ta không phải là Tư Dạ Hàn, làm sao lại sẽ khoan dung như thế? Nhưng nếu như là Tư Dạ Hàn, vì sao lại không nhận chính mình? Nếu như là không tiện tại chỗ này nhận nhau với mình, với chỉ số thông minh của Tư Dạ Hàn, nhất định sẽ nhắc nhở nàng một chút. Cho dù là một ánh mắt nhìn cũng được. Không nên giống như đối đãi với người xa lạ, một chút phản ứng cũng không có. Trừ phi, anh ta căn bản chính là cố ý làm bộ như không quen biết nàng. Không sợ minh chủ, bỗng nhiên, Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Oản Oản nói. Có lời liền nói, Diệp Oản Oản lạnh lùng mở miệng. Nếu ngươi lần này đã tới rồi, số lượng tiến cống hàng tháng, một phần cũng không thể thiếu. Tư Dạ Hàn mở miệng. Muốn để cho không sợ minh bọn ta tiến cống với A-Tu-La của ngươi, trừ phi ta chết. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Một bên, thần sắc Thất Tinh và Bắt Đầu hơi có chút kinh ngạc. Thế này có hơi quá rồi đi, quấy rối cũng phải có mức độ mà thôi, cứ tiếp tục như vậy nữa, cũng không phải là chuyện đùa đâu nha. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không quan tâm những chuyện đó, nàng nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, lạnh lạnh mở miệng, thế nào? Không sợ minh bọn ta xưa nay đều như vậy. Liền chưa từng sợ ai. Đừng nói là ngươi, coi như là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Lão Tử tới đi nữa, cũng giống như vậy. Nghe tiếng,
Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, ngay sau đó mở miệng nói, cho ta một cái lý do để không sợ Minh Không tiến cống. Diệp Oản Oản bật thốt lên, trước đó liền đã nói qua, không sợ Minh rất nghèo, không có tiền. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, không ít thủ lĩnh các thế lực cười lạnh không dứt. Một người trong đó chỉ vào Diệp Oản Oản, nói quả thật là nói bậy nói bạ, không sợ Minh các ngươi là thế lực không có quy củ nhất tại Độc Lập Châu, trộm cướp phá rối, giết đốt cướp đoạt, không có chuyện gì không làm được. Không sợ Minh các ngươi nếu như nghèo, chỉ sợ Độc Lập Châu liền không có ai giàu rồi. Thả chó rắm thối của ngươi, bắt đầu chỉ người kia mắng, không biết gì về không sợ Minh bọn ta cũng đừng đánh rắm. Không sợ Minh ta cái khác đều làm, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng ăn trộm bao giờ. Giết đốt cướp đoạt ngược lại là thứ mà không sợ Minh ta am hiểu. Diệp Oản Oản hoàn toàn không còn gì để nói, hận không thể một cái tát tát chết bắt đầu. Lại còn mặt dày nói ra, vinh quang lắm hay sao? Chương 1414 Tinh, hộ thê cuồng ma online. Đã như vậy, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, lại chỉ vào Yến gia gia chủ, nói, từ nay về sau, số lượng tiến cống hàng tháng của không sợ Minh, sẽ do Yến gia thay không sợ Minh các ngươi gánh vác. Lời này của Tư Dạ Hàn vừa nói ra, không nói đến đám người Yến gia cũng như thủ lĩnh các thế lực ở đây, ngay cả đám người Diệp Oản Oản cùng Thất Tinh Bắc Đầu cũng sững sờ tại chỗ, mặt đầy mộng bức. Chuyện này mắc mớ gì đến Yến gia? Yến gia gia chủ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Còn cho là mình nghe lầm. Nhưng nhìn thấy thần sắc của đám người Yến Vân cũng tương tự, lúc này mới vội vàng hướng về Tư Dạ Hàn nói, Tu La chủ. Chuyện này là có ý gì? Số lượng tiến cống của không sợ Minh, vì sao Yến gia chúng ta lại phải gánh? Trên trời dưới đất, trong sơn hà này, sao lại có loại đạo lý này? Bọn họ cùng không sợ Minh không quen không biết, dựa vào cái gì phải gánh giúp không sợ Minh việc tiến cống hàng tháng? Nhưng mà, Tư Dạ Hàn lại hờ hững mở miệng nói, nhiều năm trước, Yến gia cùng không sợ Minh từng có mấy lần hợp tác kinh tế. Yến gia thiếu nợ không sợ Minh một khoản tiền lớn, có đúng không? Nghe được lời nói này, chân mày Thất Tinh hơi hơi nhíu lại. Nếu không phải là Tu La chủ nhắc tới, chuyện này, ngay cả hắn cũng đã sắp quên bẵng đi mất rồi. Trước khi không sợ Minh chủ mất tích, quả thực có từng cùng với Yến gia hợp tác kinh tế. Lần hợp tác cuối cùng, Yến gia thiếu nợ không sợ Minh một khoản tiền lớn không trả. Mà sau đó, không sợ Minh chủ mất tích, Yến gia lại lơ đẹp món nợ này, cũng chưa từng nhắc lại lấy một lần. Cho dù không sợ Minh ba lần bốn lượt thúc giục, Yến gia lại lấy đủ loại lý do để từ chối, không muốn đem tiền nợ trả lại cho không sợ Minh. Năm đó chuyện này gây nhốn nháo, Tu La chủ đương nhiên cũng biết được. Lão bất tử không biết xấu hổ nhà ngươi, thiếu không sợ Minh chúng ta nhiều tiền như vậy. Đến bây giờ cũng không hề đề cập tới một câu. Tu La chủ không nhắc, ta cũng đã sắp quên rồi. Bắt đầu chỉ vào Yến gia gia chủ, mở miệng chửi ầm lên. Giờ phút này, Yến gia gia chủ mặt già đỏ lên, bỗng nhiên vạn phần nổi nóng. Cái gã Tu La chủ này rốt cuộc là có ý gì, tiền nợ bọn họ thiếu không sợ Minh, đó là chuyện nhiều năm trước rồi, cho tới bây giờ lại lôi ra là có ý gì. Huống chi, đây là chuyện giữa bọn họ và không sợ Minh. Cùng A Tu La lại có quan hệ gì? Cái gã Tu La chủ này không thu được tiền tiến cống của không sợ Minh, cũng không thể đè đầu bọn họ mà thu bù như vậy chứ. Yến gia gia chủ tràn đầy vẻ không phục, hướng về Tư Dạ Hàn nói, Tu La chủ. Quyết định lần này của ngài, có phải là không công bằng hay không? Lại nói, chuyện này, là chuyện riêng của Yến gia chúng ta cùng không sợ Minh. Ngụ ý của Yến gia gia chủ đã rất rõ ràng, đây là chuyện riêng, không tới phiên A Tu La. Thậm chí còn là Tu La chủ quan tâm. Bọn họ cũng không phải là thế lực chi nhánh của A Tu La. Trong mắt Tư Dạ Hàn hiện ra một tia hàn quang khó hiểu, đôi con ngươi như muốn hấp nhiếp linh hồn người khác, chậm rãi nhìn về phía Yến gia gia chủ, lãnh đạm thờ ơ mở miệng, nói như vậy, ngươi là đang chất vấn ta. Nghe được lời này của Tư Dạ Hàn, cộng thêm ánh mắt lạnh giá thấu xương kia, lại khiến cho thân thể Yến gia gia chủ khẽ run lên, trên trán thấm ra một giọt mồ hôi lạnh. Mãi đến giờ phút này, Yến gia gia chủ lúc này mới ý thức được, chính mình đến tột cùng là đang nói chuyện cùng với người nào. Đầu óc bị cơn tức giận làm cho mê muội dần dần hồi tỉnh, Yến gia gia chủ lắc đầu liên tục, hướng về Tư Dạ Hàn nói, không không không. Tu La chủ, ta không phải là có ý này, cũng không hề hoài nghi chút nào về ý của Tu La chủ ngài. Ta chẳng qua là, quyết định vậy đi. Cuối cùng, Yến gia gia chủ thở dài một tiếng, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Nếu Yến gia không có ý kiến, vậy cứ theo lời ta nói,
thay không sợ Minh Tiến cống hàng tháng, mãi đến khi nào bàn giao xong đủ số tiền nợ. Tư Dạ Hàn đem ánh mắt thu hồi, mở miệng nói. Chương 1415, thiên vị nghiêng hẳn về một bên. Đám người Yến gia hận đến nghiến răng, nhưng lại không có một ai dám nghi ngờ quyết định của Tu La chủ. Cuối cùng, phẫn hận nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản cùng Thất Tinh Bắt Đầu, chỉ có thể đem món nợ này tính vào trên người Không Sợ Minh. Lúc này, trong một xó xỉnh của trang viên cách đó không xa, Lâm Khuyết giáo giác mà ló đầu ra, đang đánh giá nhất cử nhất động tại khuôn viên. Mắt thấy Tư Dạ Hàn thiên vị đến mức nghiêng ngả hẳn sang một bên rồi, Lâm Khuyết sạm mặt lại, đồng thời trong lòng không khỏi thay Yến gia mặc niệm. Cái Yến gia này đắc tội ai không được, lại nhất định phải đắc tội Diệp Oản Oản. Như vậy, cửu ca nhà mình, có thể không bắt bọn họ khai đao sao? Đáng chết nhất chính là, cái con ả Yến Vân kia lại còn dám tự xưng mình là phu nhân Tu La chủ. Trong trang viên, Bắt Đầu kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng nói, Phong tỷ. Tỷ cùng gã Tu La chủ kia, chẳng lẽ cũng có một chân sao? Nếu không, hắn ta làm sao lại giúp chúng ta như vậy? Nghe vậy, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ co giật, hận không thể một cái tát tát chết Bắt Đầu. Chỉ bất quá, giờ phút này mà nói, Diệp Oản Oản cũng không rảnh nói nhảm với Bắt Đầu, tinh thần tập trung toàn bộ trên người Tu La chủ kia. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói, Không Sợ Minh chủ, xử lý như vậy, người có dị nghị gì không? Diệp Oản Oản há miệng, như là muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói, không có. Cái gã Tu La chủ này đều đã đem sự tình xử lý đến mức này, tuy nói là để cho Không Sợ Minh tiến cống hàng tháng, nhưng trên thực tế, lại chẳng hề có liên quan gì đến ngay cả một xu một cắc của Không Sợ Minh nữa là. Lượng tiền tiến cống hàng tháng kia, lại Yến gia chi ra, không hề quan hệ gì với Không Sợ Minh. Được, Tư Dạ Hàn lại hướng về mọi người trên khuôn viên nhìn lại, lãnh đạm nói, các vị, có gì dị nghị không? Nghe được lời này của Tư Dạ Hàn, mọi người trố mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nào dám có dị nghị gì? Nguyên bản, mọi người vốn muốn nhìn một chút kết quả của cái cô nàng Không Sợ Minh chủ này sẽ thảm đến mức nào, nhưng lại không một ai có thể nghĩ đến, Không Sợ Minh ngay cả một chút thua thiệt cũng chưa hề ăn, mà Yến gia đã gặp vận rủi lớn. Thấy không có ai mở miệng, Tư Dạ Hàn lúc này mới thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói, nếu sự việc số lượng tiến cống hàng tháng đã xử lý xong, vậy nói một chút về chuyện của Yến gia. Chuyện của Yến gia. Nghe tiếng, mọi người thần sắc quái dị, cái Yến gia này, còn có chuyện gì? Sau khi ta rời đi, Yến Vân của Yến gia, giả mạo phu nhân của ta, nhiều lần điều động thành viên thuộc thế lực Atula, giúp Yến gia tiêu diệt chướng ngại. Tư Dạ Hàn hờ hững mở miệng, trong thanh âm, dù chưa hề lộ ra mảy may tức giận, nhưng lại làm người ta kinh hãi. Khương Viêm. Tư Dạ Hàn nhìn về phía nam tử tóc đỏ bên cạnh. Nghe gọi, nam tử tóc đỏ tiến lên một bước. Chuyện này, phải xử lý như thế nào? Tư Dạ Hàn nói. Yến Vân của Yến gia giả mạo phu nhân Tu La chủ, to gan lớn mật điều động thế lực Atula, dựa theo quy củ của Atula chúng ta, phải đem Yến gia diệt trừ. Chỉ bất quá, chuyện này là do Yến Vân một người gây nên, cũng không có quan hệ gì với người của Yến gia bên cạnh, nên chỉ tru diệt Yến Vân. Nam tử tóc đỏ nói. Nam tử tóc đỏ vừa dứt tiếng, sắc mặt Yến Vân trắng bệch hoàn toàn, không cách nào tin nổi. Ừm, Tư Dạ Hàn nhàn nhạt đáp ứng, vậy sẽ do cậu xử lý. Dứt lời, Tư Dạ Hàn đứng dậy, được đông đảo thành viên Atula hộ tống, rời khỏi nơi này. Chuyện này, Tu La chủ, đây là hiểu lầm, Yến gia gia chủ tê liệt ngã xuống đất như bùn nát. Rất nhanh, nam tử tóc đỏ ở trước mặt của mọi người, đang lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ một chưởng, liền đã đánh cho Yến Vân đang đứng cạnh Yến gia gia chủ ngã gục tại chỗ. Đối với Yến gia, Atula căn bản không để ở trong mắt. Cho dù Yến gia ghi hận trong lòng, đối với Atula mà nói, cũng chẳng hề quan trọng gì. Chương 1416, một mình đi gây chuyện. Mắt thấy Tu La chủ sắp rời khỏi trang viên, mà nàng vẫn còn chưa dò xét ra được bất kỳ kết quả gì, Diệp Oản Oản nhất thời nôn nóng. Bắt đầu, tôi bên này có chuyện quan trọng cần xử lý, còn lại giao cho các cậu. Diệp Oản Oản nói xong, lập tức đi theo hướng Tu La chủ đang rời khỏi. Hả, Phong tỷ đi đâu vậy? Bắt đầu mới vừa kêu một tiếng, Diệp Oản Oản bên kia đã chạy biến, không còn thấy bóng dáng. Phong tỷ không phải là muốn một mình đi gây chuyện đấy chứ? Bắt đầu hoài nghi gãi đầu một cái.
với tính tình của Phong tỷ, khẳng định là vẫn chưa quậy đủ. Chủ thượng, Yến gia bên kia, có cần phải tiến hành xử lý hay không? Nam tử tóc đỏ Khương Viêm hơi nhíu mày, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, thần sắc kính sợ mở miệng dò hỏi. Hôm nay, Tu La chủ đối xử với Yến gia ác như vậy, chỉ sợ sẽ tạo ra hận ý bên phía Yến gia. Tuy nói, Yến gia đối với A Tu La mà nói, giống như một con kiến hôi, nhưng theo nam tử tóc đỏ, nhổ cỏ tận gốc vẫn hơn. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn lông mi âm trầm, nghe vậy thần sắc hơi có chút mất kiên nhẫn kéo cổ áo một cái, phất phất tay nói, không cần, lui xuống trước đi. Chuyện này, nam tử tóc đỏ nghe vậy vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại nhạy cảm mà phát giác ra giờ phút này trạng thái của chủ thượng thoạt nhìn tựa hồ có chút nguy hiểm và cáu kỉnh, vì vậy không dám tiếp tục nhiều lời, hơi hơi gật đầu một cái, ngay sau đó liền lĩnh mệnh dẫn theo mọi người rời khỏi nơi này. Mà cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cũng đã lặng lẽ mò theo sau, đang núp ở cách đoàn người Tu La chủ không xa. Đáng tiếc không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chỉ thấy Tu La chủ khoát tay một cái, ngay sau đó những người khác liền lui xuống. Thấy chỉ còn lại chỉ có một mình Tu La chủ, ánh mắt của Diệp Oản Oản sáng lên một cái, cơ hội tốt. Vào lúc này, Tư Dạ Hàn giống như là một cây cung đang bị kéo căng đến cực hạn đột nhiên buông ra, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, lại dường như đã hút khô tất cả sinh khí của anh ta. Lông mi đẹp mắt của chàng trai giờ phút này nhíu chặt lại, giống như bị bao phủ trong một tầng mây mù dày đến mức không nhìn thấy rõ bên trong. Không biết qua bao lâu, tầng sương mù dày đặc kia mới thoáng dịu đi một chút. Tư Dạ Hàn xoay người, đang muốn cất bước hướng về phía dinh thự ở sâu trong trang viên đi tới. Nhưng mà, trong nháy mắt khi anh xoay người lại, tựa hồ là phát hiện ra cái gì, trên mặt chàng trai đột nhiên lóe lên một thoáng ngạc nhiên, sống lưng từng chút một trở nên cứng đờ. Thần sắc mới vừa hòa hoãn được một tí lại đột nhiên căng thẳng lên. Một loạt tiếng bước chân dẫm lên lá rụng vang lên xào xạc, Diệp Oản Oản nắm chặt lấy cơ hội Tu La chủ đang ở một mình, từ phía sau bụi hoa đi ra. Trong nháy mắt khi nhìn thấy cô gái xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của chàng trai đột nhiên co rúc lại một phần. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, bắt đầu mở lời, e hèm, Tu La chủ đại nhân. Lại gặp mặt. Tầm mắt của chàng trai khóa chặt trên khuôn mặt của cô gái, đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy biển, âm trầm dập dềnh, ẩn giấu tất cả tình cảm của mình ở dưới đại dương mênh mông kia. Khuôn mặt nam nhân bình tĩnh giống như mặt hồ không lay động, hết thảy tâm tình mãnh liệt đều bị vững vàng đè xuống, hờ hững nhìn cô gái, Bạch Minh chủ có chuyện gì? Diệp Oản Oản cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng, Tu La chủ, không biết có thể tìm một chỗ để nói chuyện một chút, có được hay không? Tới Độc Lập Châu đã lâu như vậy rồi, không nghĩ tới sẽ dưới tình huống này, tận mắt nhìn thấy một người đàn ông nhìn giống với Tư Dạ Hàn như đúc. Mà người đàn ông này lại chính là vị Tu La chủ trong truyền thuyết. Vô luận như thế nào, chuyện này hôm nay nàng phải tìm hiểu cho rõ ràng. Người đàn ông cũng không lên tiếng, không nói một lời, tùy tiện hướng về phía trước đi tới. Đây coi như là ngầm thừa nhận đồng ý có phải không? Diệp Oản Oản thấy vậy vội vàng đi theo. Chương 1417, bão kỹ thuật diễn xuất sao? Lâm Khuyết núp trong bóng tối nhìn thấy Tư Dạ Hàn rời đi, vốn đang muốn tiến lên đi tìm anh ta nói chuyện. Không nghĩ tới vừa mới chuẩn bị đi qua, liền thấy Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn gặp nhau, vì vậy vội vàng thắng gấp xe một cái, núp sang một bên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau. Rất nhanh, Diệp Oản Oản theo chàng trai tiến vào bên trong một gian thư phòng. Lâm Khuyết theo sát núp ở bên cạnh cửa. Đẩy khe cửa ra. Tư Dạ Hàn sau khi vào nhà, ngồi xuống trên chiếc ghế ra trước bàn đọc sách, ngay sau đó dương mắt lên, thần sắc hờ hững hướng về cô gái trước mặt nhìn lại, Bạch Minh chủ có chuyện gì mời nói thẳng. Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt hờ hững của chàng trai, cảm giác có rút đau đớn quen thuộc trong lòng lại hiện ra. Nếu như nói mới vừa rồi là do có quá nhiều người không thuận tiện nói, hiện tại anh ta chung quy cũng không còn bất kỳ lý do nào phải làm bộ làm tịch, không nhận biết nàng mới đúng chứ. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, cố làm cho mình tỉnh táo lại, ngay sau đó khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, Tu La chủ lớn lên vóc người rất giống một người bạn cũ của ta, thật là làm ta hết sức tò mò. Nam nhân mặt không đổi sắc mở miệng nói, trên đời, người giống nhau vốn là rất nhiều. Diệp Oản Oản nghe vậy hai con ngươi híp lại, ồ, thật sao, vậy dám hỏi Tu La chủ một câu, mới vừa rồi bên trong trang viên, ngài vì sao lại phải bảo vệ không sợ minh bọn ta? Cái logic này, đều đã bị bẻ cong đến muốn biến thành hình chữ U rồi đi.
Nam nhân thản nhiên liếc nàng một cái, ta chỉ cần đạt được mục đích của ta, mà quá trình cũng không quan trọng. Chờ Yến gia trả hết nợ, số tiền tiến cống của Không Sợ Minh, vẫn như cũ phải nộp lên hàng tháng. Ý bóng gió của câu này chính là, mục đích hôm nay của hắn chính là tới thu tiền cống nạp, chỉ cần có thể nhận được tiền là được. Nhìn thấy vẻ mặt không hề sơ hở chút nào của anh ta, ngọn lửa giận trong lòng Diệp Oản Oản thiêu đốt phần phật. Cái tên này, con mẹ nó là đang cùng nàng bão kỹ thuật diễn xuất sao? Dáng dấp giống nhau như đúc, trừ phi nàng mù mới đi tin tưởng câu chuyện hoang đường của anh ta, có được không? Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ không đơn giản tin tưởng như vậy. Được, muốn bão kỹ thuật diễn xuất đúng không? Bàn về kỹ thuật diễn xuất, nàng còn chưa từng ngán ai đâu nha. Ồ, Diệp Oản Oản từng bước một chậm rãi hướng về phía bàn đọc sách mà tiếp cận, vậy. Nếu như ta chính là không có tiền, chính là không giao thì sao đây? Trong nháy mắt khi nàng dứt tiếng, Diệp Oản Oản đi tới trước bàn đọc sách, hai tay chống ở trên mặt bàn, cơ thể hơi nghiêng về trước, ép tới gần. Tư Dạ Hàn ngước mắt lên, nhìn thấy cô gái cách mình chỉ một cánh tay, chỉ cần anh đưa tay ra, liền có thể ôm ấp được nàng. Bạch Minh Chủ có thể thử xem, nam nhân lạnh như băng mở miệng khiêu khích. Nghe giọng nói đầy uy hiếp cảnh cáo của đối phương, Diệp Oản Oản cúi thấp đầu. Ngón tay khẽ siết chặt, một giây kế tiếp, cô gái lại đột nhiên nâng con ngươi lên, một đôi con ngươi sáng rỡ trong vắt tràn đầy nụ cười mê người, thanh âm thong thả, từng chữ một mở miệng nói, ồ, thật sao? Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản nói xong, lại đột nhiên nghiêng người, xít lại gần đến bên tai chàng trai, hai người nhất thời chỉ còn cách nhau một khoảng cách ngắn ngủi, thậm chí có thể nghe được hơi thở của nhau. Giọng của cô gái mang theo hương thơm ôn nhuyễn vang lên ở bên tai của anh, Tu La chủ đại nhân. Tiền này nhất định là không có. Không bằng, ta đem mình dâng cho ngươi thì sao? Trong nháy mắt khi thiếu nữ vừa dứt tiếng, sống lưng của nam nhân bỗng căng thẳng đến cực hạn, đáy mắt u ám đến mức không còn một tia sáng nào. Lâm Khuyết núp ở cửa thấy một màn như vậy thiếu chút nữa kinh hô thành tiếng, vội vàng bưng kín miệng của mình. Đệt đệt đệt, nhà đầu này âm hiểm, quá âm hiểm à nha. Chơi chiêu này, cửu ca cũng không biết có thể chống đỡ nổi hay không. Không hiểu tại sao, đột nhiên thật đồng cảm với cửu ca quá đi. Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, liền như vậy cười khanh khách, mang theo mấy phần khiêu khích, hướng về nam nhân nhìn lại. Nàng liền muốn ép anh ta lộ ra sơ hở. Chương 1418, mặt không cách nào dễ nhìn nổi. Nụ cười khiêu khích đầy giảo hoạt của cô gái, quả thật giống như là độc dược, ăn mòn lớp tường thành đang bao phủ trái tim của anh. Cơ hồ trong nháy mắt suýt chút nữa đã làm cho anh toàn quân tan rã. Trái tim Tư Dạ Hàn tê dại một trận, không biết mình rốt cuộc phải làm cách nào để có thể kiềm chế dục vọng muốn ôm ấp và hôn nàng. Mấy giây ngắn ngủi, lại giống như là mấy thế kỷ đã trôi qua. Như thế nào, Diệp Oản Oản mở miệng. Ánh mắt của Tư Dạ Hàn thanh lãnh bình tĩnh, không nhanh không chậm hướng về phía cô gái nhìn một cái, ta không bao giờ làm ăn lỗ vốn. Diệp Oản Oản nghe được câu này. Đầu tiên sửng sốt 3 giây, ngay sau đó quả thật là không cách nào tin tưởng nổi. Mẹ nó, nàng muốn, dâng hiến, cái tên này lại còn nói hắn bị thua thiệt. Coi như dung mạo của ngươi đẹp mắt, coi như nàng cũng cảm thấy là chính mình kiếm lời. Nhưng mà lúc này, mặt nàng không cách nào dễ nhìn nổi. Ngươi, Diệp Oản Oản trợn to hai mắt, quả thực là đã muốn tức điên rồi, ngươi cả nửa ngày cũng đều không nói ra lời. Mãi hồi lâu mới đứng dậy. Cắn răng nghiến lợi nói, vậy cũng được, Tu La chủ đại nhân ngài, phong thái tuyệt đại này, dù sao cũng là ta tương đối có lời. Lâm Khuyết núp ở bên cửa vừa xem, vừa suýt xoa, vừa nuốt nước miếng. Còn tưởng rằng sẽ hỏng việc rồi chứ, năng lực tự kiềm chế này của cửu ca, hắn coi như là phục rồi. Diệp Oản Oản làm sao cũng nghĩ không thông, Tu La chủ cùng Tư Dạ Hàn lớn lên giống nhau như đúc, rõ ràng cho thấy là cùng một người, nhưng tại sao lại không để ý tới mình. Cũng không hề có ý tứ nhận nhau cùng mình, điều này thật sự khiến cho nàng không cách nào tiếp nhận được. Đồng dạng khiến cho nàng nghi ngờ là, nếu như Tư Dạ Hàn quả thật là Tu La chủ, tại Độc Lập Châu nắm giữ thế lực đáng sợ như vậy, vì sao lại phải trở về Hoa Quốc, làm cái gì mà Tư gia gia chủ? Dường như cũng không được hợp với lẽ thường cho lắm. Hơn nữa, sau khi Tư Dạ Hàn trở lại Độc Lập Châu, chẳng lẽ không biết được biến cố tại Tư gia? Anh ta cứ như vậy mặc kệ Tư gia sao? Thật ra thì, coi như là thời điểm ban đầu nàng phát hiện ra hết thảy, hay là thời điểm anh ta chuồn đi mất, nội tâm của nàng từ đầu đến cuối vẫn luôn còn sót lại một ý niệm,
nàng nhất định phải tin tưởng anh ta. Nhưng vào giờ phút này, sự lạnh lùng và ánh mắt như đang nhìn người xa lạ của chàng trai, lại làm cho trái tim ôm ấp chút hy vọng cuối cùng đã lâu như vậy của nàng, bỗng lạnh tê tái. Lửa giận của Diệp Oản Oản rốt cuộc đã dồn nén đến cực hạn, không muốn vòng vo nữa, chỉ thẳng vào người đàn ông, trực tiếp mở miệng nói, Tư Dạ Hàn, anh tại sao khi đó tại Hoa Quốc không nói tiếng nào liền rời đi? Hôm nay sau khi thấy em xong, lại còn làm bộ không quen biết em. Trên mặt người đàn ông như mang một chiếc mặt nạ bằng sắt không thể nào rạn nứt, nhàn nhạt mở miệng, Bạch Minh Chủ, lời này nói ra, ta có chút không hiểu được. Không hiểu, Diệp Oản Oản cười lạnh nói, Tư Dạ Hàn, anh ở trước mặt em còn giả bộ cái gì? Anh dám nói anh không phải là Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái, trên mặt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thờ ơ, là sao? Anh có nghe rõ không vậy? Chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lại. Nam nhân gật đầu, Bạch Minh Chủ là đem ta nhận lầm thành vị bằng hữu kia của ngươi, chỉ bất quá. Ta từ nhỏ lớn lên ở Độc Lập Châu, chưa bao giờ đi đến Hoa Quốc. Ngược lại cũng có mấy người bạn làm ăn tại Hoa Quốc, Bạch Minh Chủ sợ là nhận lầm người rồi. Ngươi không hề đến Hoa Quốc, Diệp Oản Oản nhìn vào con ngươi của Tư Dạ Hàn, muốn từ trong mắt anh ta tìm ra một chút kẽ hở. Nhưng mà, một đôi con ngươi thâm thúy của Tư Dạ Hàn lại không hề đung đưa rung động chút nào, phảng phất bình tĩnh như mặt hồ không lay động. Không sai, Tư Dạ Hàn nói. Vậy cũng thật trùng hợp, cõi đời này, lại còn có người tướng mạo giống nhau như đúc, hơn nữa, càng thêm trùng hợp chính là, vị bằng hữu kia của ta, bây giờ cũng đang ở tại Độc Lập Châu. Chương 1419, gã đàn ông phụ lòng đáng chết. Diệp Oản Oản kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia của ta, trong nhà hắn đều loạn cào cào cả lên rồi, chính mình thì lại đang ở Độc Lập Châu tiêu giao tự tại, ngay cả vợ cũng bỏ lại mặc kệ, quả thực là một gã đàn ông phụ lòng đáng chết. Tu La Chủ, ngài nói có đúng không? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn lại cũng không trả lời ngay. Bạn của Bạch Minh Chủ, tên là Tư Dạ Hàn. Chỉ chốc lát sau, Tư Dạ Hàn lúc này mới nói. Không sai, chính là Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản nói. Nếu như ta nhớ không lầm mà nói, tại Độc Lập Châu, có một thế lực nọ, gọi là cổ tộc Tư Thị. Ánh mắt thâm thúy của Tư Dạ Hàn, rơi vào trên người Diệp Oản Oản, trong Tư Thị, có một người, tên là Tư Dạ Hàn. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhíu chặt lông mày, không hiểu anh ta nói lời này là có ý gì. Ta nghe nói, Tư Dạ Hàn của Tư Thị. Có tướng mạo giống nhau y hệt với ta. Người Bạch Minh Chủ muốn tìm, hẳn là người của Tư Thị nọ, mà không phải là ta. Tư Dạ Hàn lãnh đạm nói. Tư Dạ Hàn vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản thần sắc hơi kinh ngạc. Người đàn ông này nói, cùng Nhiếp Vô Danh và Thần Hư Đạo Nhân nói, giống nhau như đúc. Dựa theo Thần Hư Đạo Nhân nói, cổ tộc Tư Thị, quả thực có một người tên là Tư Dạ Hàn. Ngay từ sớm, Diệp Oản Oản cũng đã hoài nghi. Tư Dạ Hàn của Tư Thị chính là A Cửu. Chỉ bất quá, hôm nay sau khi nhìn thấy Tu La Chủ, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Nhưng giờ phút này, vị Tu La Chủ này lại nói, Tư Dạ Hàn Tư Thị, lại có tướng mạo giống hắn y hệt. Chẳng lẽ, Tư Dạ Hàn của cổ tộc Tư Thị mới là A Cửu? Còn cái gã Tu La Chủ này, thật chỉ là trùng hợp có tướng mạo rất giống với A Cứu sao? Nhưng Diệp Oản Oản nhìn kiểu nào, trừ màu tóc ra, chỗ nào cũng đều giống nhau. Nam nhân thờ ơ không thèm đếm xỉa mà nói, Bạch Minh Chủ nhận nhầm ta cũng có thể hiểu được, trước đó tại cổ tộc Tư Thị, đã từng có người nhận nhầm ta. Lời ngươi nói là thật, Diệp Oản Oản thấy hắn nói có chút hợp lý, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thật ra thì, ngược lại cũng đơn giản, nếu như những gì gã Tu La Chủ này nói là sự thực, nàng chỉ rất cần trước tiên hướng về phía cổ tộc Tư Thị, tìm đến Tư Dạ Hàn là được. Ta cũng không cần thiết phải lừa gạt ngươi. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt mở miệng nói, chỉ bất quá, nghe nói mấy ngày trước đây, Tư Dạ Hàn đã đi Hoa Quốc. Nếu như Bạch Minh Chủ muốn tìm, hẳn là phải đến Hoa Quốc mới được. Nghe vậy, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, ngược lại thì hay rồi, nàng làm sao trở về Hoa Quốc? Thứ nhất là không có giấy thông hành, thứ hai là không có thẻ căn cước, thế này thì còn chưa kịp tới Hoa Quốc, chỉ sự liền bị thuế quan các nước khác giữ lại rồi. Và lại, bây giờ nếu như mình muốn trở về Hoa Quốc, có cái đám lão bất tử kia của Không Sợ Minh nhìn chằm chằm, nàng cũng khó lòng mà rời đi. Làm sao người biết, Tư Dạ Hàn của cổ tộc Tư Thị đã đi Hoa Quốc? Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Chẳng qua là nghe nói tới. Nam nhân nhẹ giọng nói. Ý này chính là ngươi không hề tận mắt nhìn thấy, cũng không cách nào xác định.
Diệp Oản Oản nhìn chăm chú nam nhân trước mặt. Cũng có thể nói như vậy, Tư Dạ Hàn nói. Được, ta đây liền trước tiên đi đến cổ tộc Tư Thị tìm xem. Nếu như Tư Dạ Hàn của cổ tộc Tư Thị chính là người ta muốn tìm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ dẫn hắn qua đây, chính mình nói đa tạ ngươi. Lời của Tu La Chủ đã nói đến nước này, Diệp Oản Oản cũng chỉ có thể nói như vậy, ngay sau đó đứng dậy. Vô luận Diệp Oản Oản dò xét như thế nào, từ đầu đến cuối thần sắc anh ta vẫn bình tĩnh. Cho dù Diệp Oản Oản thật sự đi đến Tư Thị cổ tộc, cũng không có khả năng tìm được Tư Dạ Hàn. Bởi vì, gần đây anh cũng không có dự định trở về Tư tộc. Chỉ cần Diệp Oản Oản không tìm được Tư Dạ Hàn của Tư Thị cổ tộc, tất nhiên sẽ tin lời anh nói, cho rằng Tư Dạ Hàn đã trở về Hoa Quốc. Như vậy quan trọng nhất, Diệp Oản Oản hẳn là sẽ trở lại Hoa Quốc. Như vậy, mục đích của anh ta cũng đã đạt được. Chẳng qua là, ta phải nhắc nhở Bạch Minh Chủ một câu. Nam nhân nhàn nhạt nói, cửa của những cổ tộc độc lập châu kia, cũng không phải là ai cũng có thể vào. Điểm này, cũng không nhọc đến người quan tâm. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm nam nhân trước mặt. Nếu như nói Tư Dạ Hàn là đang diễn trò mà nói, vậy anh ta thật đúng là gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Trò giỏi hơn thầy. Chương 1420, chẳng lẽ đã hối hận? Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, âm thầm suy tư, nếu như cái gã Tu La Chủ này nói láo, đến lúc đó chính mình trở lại tìm anh ta là được. Nếu như anh ta không có nói láo, cái người thuộc cổ tộc Tư Thị tên Tư Dạ Hàn, quả thật rất giống với anh ta, vậy liền đủ để chứng minh Tư Dạ Hàn thuộc cổ tộc Tư Thị kia, mới là A Cửu. Còn Tu La Chủ này, chính là một sự trùng hợp. Bất quá, mặc dù người đàn ông này không hề có chút sơ hở nào, nhưng Diệp Oản Oản vẫn còn tồn tại một chút nghi ngờ. Có đôi khi, giác quan thứ 6 của phụ nữ chính là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc như vậy đấy. Nhưng tệ nhất chính là, trực giác trong trường hợp này cũng không có mấy tác dụng. Người đàn ông trước mặt này căn bản chính là khó chơi, hơn nữa hoàn toàn không có một sơ hở nào để bắt bẻ. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gương mặt không cảm xúc của nam nhân, không hiểu sao lại có cảm giác trường giang sóng sau đè sóng trước đập vào bờ, nằm chết queo đầy bi thương. Thiên lý ở đâu? Gừng càng già càng cay, thực sự là gặp quỷ rồi sao? Diệp Oản Oản thu hồi suy nghĩ, từ trên bàn sách của nam nhân cầm giấy bút lên, xoẹt 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 trên giấy, viết ra số điện thoại của mình. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản đưa tay ra, đem tờ giấy có ghi số điện thoại của mình chậm rãi nhét vào túi áo nơi ngực âu phục của người đàn ông, khẽ mở miệng cười, đây là số di động của ta, về đề nghị tiến cống, vừa rồi của ta, nếu như Tu La Chủ đại nhân ngài hối hận rồi. Tùy thời có thể liên lạc với ta. Chàng trai theo bản năng hướng về tờ giấy dán vào ngực mình nhìn một cái, cạn lời, chỉ có mí mắt hơi hơi co giật, tiết lộ một chút tâm tình của chủ nhân. Sau khi nhét xong số điện thoại di động, Diệp Oản Oản vỗ vỗ tay ngồi dậy, nháy mắt một cái đầy mê hoặc, nói, như thế nha, sau này gặp lại. Theo biểu hiện của hôm nay, có vẻ sẽ không có kết quả gì. Bất quá, tương lai còn dài, ngược lại hắn cũng không chạy thoát được. Nàng trước tiên nghĩ biện pháp đi đến cái Tư Thị cổ tộc kia tra hỏi rõ ràng rồi lại nói. Diệp Oản Oản nói xong, xoay người liền định rời đi. Chỉ bất quá, nam nhân lại cũng lập tức đứng dậy, đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Tu La Chủ đại nhân, ngài đi theo ta để làm cái gì? Chẳng lẽ đã hối hận? Diệp Oản Oản xoay người lại, hơi nhíu mày nhìn về phía nam nhân đằng sau mình. Nếu ta không tiễn Bạch Minh Chủ, chỉ sợ Bạch Minh Chủ rất khó có thể rời khỏi nơi này. Nam nhân mở miệng nói. Diệp Oản Oản nhún nhún vai, không lại tiếp tục nhiều lời, mặc cho chàng trai đuổi theo, hai người đi sóng vai nhau. Tu La Chủ, cái người tên Tư Dạ Hàn của Tư Thị cổ tộc, tướng mạo so với người thật sự rất giống sao? Diệp Oản Oản vừa đi, vừa hỏi lại một lần. Nam nhân bước đi rất chậm chạp, không nhanh không chậm tùy tùng nàng đi về phía trước, nghe vậy vẫn trả lời lại một câu như cũ, ta không cần thiết phải lừa ngươi. Nam nhân dừng lại một chút. Ngay sau đó tiếp tục mở miệng, Bạch Minh Chủ, không sợ Minh Rắn mất đầu đã nhiều năm, bây giờ phe phái không ít, cần phải cẩn thận. Tu La Chủ dường như rất quan tâm đến ta, Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân trước mặt. Nghe tiếng, nam nhân hờ hững nói, chẳng qua chỉ là tán thưởng năng lực cùng sự can đảm của Bạch Minh Chủ. Diệp Oản Oản, tán thưởng năng lực và sự can đảm của nàng khi đi gây rối với A Tu La sao? Lúc này, hai người đi ra trước cửa trang viên. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng nói chuyện, một đoàn xe, nhanh chóng chạy tới, cơ hồ chỉ trong nháy mắt,
mấy chục chiếc xe liền đem toàn bộ trang viên vây quanh. Trong chốc lát, một chiếc xe cầm đầu sang trọng dừng ở cách Tư Dạ Hàn và Diệp Oản Oản không xa. Rất nhanh, Khô Cốt mở cửa xe, nghênh đón Kỳ Tu Nhiễm. Người đàn ông mặc một thân Âu phục ưu nhã màu xám cho, khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên, từ trong xe đi ra, chậm rãi tới gần. Hích, Kỳ Tu Nhiễm. Sau khi thấy rõ người đàn ông từ trong xe vừa xuống là ai, Diệp Oản Oản nhất thời có chút kinh ngạc. Ta phi, đây không phải là Kỳ Hoàng sao? Hắn ta làm sao lại tới rồi? Chương 1421, đón vị hôn thê của ta. Người nào ở chỗ này càn rỡ? Bỗng nhiên, nam tử tóc đỏ từ bên trong trang viên đi ra. Không có quan hệ gì tới ngươi. Khô Cốt cũng lập tức tiến lên một bước. Tìm chết, cơ hồ trong chốc lát, nam tử tóc đỏ Khương Viêm lập tức hướng về Khô Cốt sải bước tiến tới. Âm tiếng nổ tung vang lên, một chưởng của Khô Cốt và nam tử tóc đỏ đụng vào nhau, thân thể hai người đồng thời lùi về sau mấy bước. Khô Cốt và nam tử tóc đỏ hai mắt nhìn nhau một cái, con ngươi của hai người đều hiện ra vẻ đầy kinh ngạc. Khô Cốt, lui ra. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Khô Cốt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vâng, Khô Cốt đáp một tiếng, ngay sau đó lui xuống. Khương Viêm, cùng lúc đó, bên cạnh Diệp Oản Oản, Tu La Chủ cũng lãnh đạm mở miệng. Nghe tiếng, Khương Viêm gật đầu, cũng lui sang một bên. Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều treo một nụ cười đầy hiền hòa như có như không. Anh ta đầu tiên nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt lại nhìn vào người đàn ông bên cạnh nàng, có lẽ, các hạ chính là Tu La Chủ danh chấn Độc Lập Châu rồi. Kỳ Tu Nhiễm, ánh mắt của người đàn ông kia cũng đồng dạng rơi ở trên người Kỳ Tu Nhiễm. Khí trời tựa hồ như muốn đổ mưa, đỉnh bầu trời đầy u ám, gió cuốn cắt bay mù mịt, bầu không khí bỗng nhiên như lạnh đi vài phần, khiến cho Diệp Oản Oản theo bản năng xoa xoa cánh tay run cầm cập. Ha, Kỳ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng, chưa từng nghĩ, tên của kẻ hèn này, ngay cả Tu La Chủ cũng từng nghe được, vô cùng vinh hạnh. Gương mặt điển trai ngời ngời tựa như trích tiên của Tư Dạ Hàn lúc này lại như một khối băng ngàn năm không tan, con người đen nhánh không hề có một chút nhiệt độ nào, Kỳ Hoàng hôm nay tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Kỳ Tu Nhiễm nghe vậy, ánh mắt hướng về thiếu nữ ở bên cạnh nhìn lại, khẽ mở miệng cười nói, chỉ giáo thì không dám, chẳng qua là thuận đường tới đón vị hôn thê của ta. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cũng không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, trong nháy mắt khi Kỳ Hoàng dứt tiếng. Khuôn mặt như băng tuyết của Tư Dạ Hàn, bỗng nhiên như đột ngột tan vỡ, từng tảng băng một như muốn đổ ập xuống. Thời điểm Diệp Oản Oản còn đang hoài nghi có phải là mình hoa mắt hay không, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Cơ hội tốt à nha. Kỳ Hoàng đột nhiên qua tới nơi này, nói không chừng có thể lợi dụng cơ hội này một chút. Tư Dạ Hàn, ý niệm muốn chiếm nàng làm của riêng của anh ta cường đại đến đáng sợ, lượng giấm mà anh ăn có thể nhấn chìm cả toàn bộ Độc Lập Châu. Nàng cũng không tin, nếu như nàng ngay tại đây cho anh đội nón xanh, anh còn có thể diễn kịch diễn trò với nàng nữa sao? Vì vậy, Diệp Oản Oản lúc này lộc cà lộc cộc đi về phía đối diện, đến bên người của Kỳ Tu Nhiễm, hơn nữa thân mật khoác lên cánh tay của anh ta, không sai không sai, anh ấy là vị hôn phu của ta, là tới đón ta đấy. Kỳ Tu Nhiễm thấy cô nàng hiếm khi nào lại chủ động thân cận với chính mình, ánh mắt như có như không hướng về phía cánh tay bị khoác lên nhìn một cái. Diệp Oản Oản vừa nói vừa ung dung thản nhiên quan sát phản ứng của Tu La Chủ. Đối diện, người đàn ông thân hình cao lớn, một mình đứng ở trước cánh cửa sắt chạm trổ hoa văn tinh xảo bên ngoài trang viên, hơi hơi cúi đầu. Cộng thêm sắc trời có chút âm u, khiến cho người ta trong lúc nhất thời không có cách nào thấy rõ được biểu cảm của anh. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm trái tim Diệp Oản Oản như muốn thoát lên đến cổ họng, chỉ thấy nam nhân chậm rãi nâng con ngươi lên, chân mày lại như càng thêm mấy phần tà mị. Khóe miệng vẽ ra một đường cong vô hình khiến cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Anh ta đầu tiên hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái, ngay sau đó nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, chậm rãi mở miệng nói, thật sao? Vậy không biết Kỳ Hoàng có biết hay không? Vị hôn thê của ngươi, tùy ý cho một người đàn ông xa lạ số điện thoại di động riêng, thậm chí còn thả thính đối với ta. Miệng nó, ánh mắt của Diệp Oản Oản đột nhiên trợn to, trong lòng như có 10.000 con chiến mã đang lao nhanh qua giày xéo. Cái tên này lại có thể bán đứng nàng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1422, cái gì cũng chưa hề làm đối với anh ta. Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về Kỳ Tu Nhiễm ở bên cạnh nhìn lại,
chỉ thấy Kỳ Tu Nhiễm nghe nói như vậy, ý cười nơi đáy mắt dường như rõ ràng lãnh đạm đi mấy phần. Coi như ngươi ác. Diệp Oản Oản hung hăng hướng về phía người đàn ông đối diện trừng mắt một cái, ngay sau đó vội vàng giải thích cùng với Kỳ Tu Nhiễm, cái đó là hợp tác kinh tế, lưu lại số điện thoại đơn thuần là vì hợp tác kinh tế. Tôi cái gì cũng không làm, cái gì cũng chưa hề làm đối với anh ta. Làm bậy rồi, cái này không giải thích cũng còn đỡ, vừa giải thích xong sao lại cứ có cảm giác đã sai càng thêm sai. Vấn đề là, nàng thật sự là cái gì cũng không làm cơ mà, đơn thuần chỉ là vì dò xét mà thôi, vì sao nàng lại phải chột dạ như vậy? Hợp tác kinh tế, Tư Dạ Hàn nhìn thấy bộ dáng khẩn trương giải thích này của cô gái, trong con người thoáng qua vẻ mỉa mai đầy nguy hiểm, sự lạnh giá thấu xương ùn ùn kéo đến. Có một con quái vật nào đó, dường như muốn từ trong lồng giam nổ tung thoát ra ngoài. Diệp Oản Oản thấy vẻ mặt của Tu La chủ có vẻ bất thiện, nhất thời cảm thấy tràn đầy nguy cơ. Xong rồi, xong rồi. Thân phận của nàng bây giờ là tóc húi cua ca, là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm đó. Nếu như nam nhân này nói cái không nên nói, để cho Kỳ Hoàng biết nàng nhân lúc không có ai chạy đi, cấu kết với Tu La chủ, nàng bên mặt trận này liền muốn bể tè le tét lét rồi. Diệp Oản Oản có cảm giác kiếp sống đóng vai tóc húi cua ca của nàng đang gặp phải một nguy cơ trước giờ chưa từng có. Chuyện này thật là, trộm gà không được còn ném mất nắm gạo. Diệp Oản Oản gấp đến độ xoay mòng mòng, cuối cùng bị bức đến kết luận là không có biện pháp nào, chỉ có thể bán thảm, mặt đầy đáng thương mà hướng về người đàn ông đối diện mình với một ánh mắt đầy cầu xin. Đại ca à, em sai rồi, cầu xin anh đừng vạch trần em. Hu hu. Vào giờ phút này, tâm tình kiềm nén mãnh liệt nơi ngực của chàng trai hầu như đã sắp nổ tung. Nhưng mà sau khi nhìn thấy gương mặt nhỏ đáng thương đầy cầu khẩn của cô gái xong, con dã thú đang gào thét trong lồng giam trong nháy mắt như dịu lại. Ngón tay để ở bên người chàng trai như siết chặt lại mấy phần, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên mặt của cô gái, liếc mắt nhìn nàng một cái. Vậy liền không tiễn, cuối cùng, sau khi nói xong một câu này, chàng trai liền trực tiếp xoay người, hướng về phía chỗ sâu trong trang viên rời khỏi. Nhìn lấy bóng lưng rời đi của nam nhân, Diệp Oản Oản lúc này mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng là vì muốn buộc anh ta lộ ra sơ hở, làm sao cuối cùng lại thành cuối cùng nàng suýt chút nữa đã bị chôn sống. Quá ngược rồi. Bất quá cũng còn may, tránh thoát được một kiếp. À, mặc dù mới vừa rồi lời nói kia của Tu La chủ thoạt nghe tựa hồ như không có vấn đề gì, nhiều nhất có khả năng chỉ là muốn cho nàng một chút khó chịu, nhưng lại ngược lại khiến cho Diệp Oản Oản càng thêm cảm thấy cổ quái. Thấy ánh mắt của Diệp Oản Oản vẫn nhìn chằm chằm về phương hướng người đàn ông kia rời đi, Kỳ Tu Nhiễm như có điều gì suy nghĩ, hướng về nàng nhìn một cái, Tiểu Phong, đi thôi. Ồ, vâng, Diệp Oản Oản vội vàng gật đầu, thực sự muốn sớm quay trở về một chút. Nàng phải tranh thủ tìm cách lăn lộn vào thư thị cổ tộc. Sau lưng cách đó không xa, chàng trai mắt thấy cô gái leo lên xe của Kỳ Tu Nhiễm, nhìn thấy chiếc xe kia rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Sắc mặt là nét âm trầm xưa nay chưa từng có. Sau một hồi gió thổi mây bay, phong ba bão tố trôi qua, Lâm Khuyết từ phía sau bụi cây xem trộm toàn bộ quá trình ló cái đầu ra, khiếp đảm mở miệng nói, ho khan, cái đó. Cửu, cửu ca, anh không sao chứ? Trong nháy mắt ngay khi Lâm Khuyết vừa dứt tiếng, khóe miệng chàng trai đột nhiên tràn ra một vệt máu tươi, càng làm thêm nổi bật sắc mặt âm trầm lạnh lẽo đến kinh người. Cửu ca. Lâm Khuyết quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, chuyện này là tức đến hộc máu thật sao? Được rồi, xem ra đây là, thực sự không có khả năng là không sao. Giờ phút này, trong trang viên, Lâm Khuyết đứng ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, nhìn ánh mắt làm cho người ta phát rét của anh, không nhịn được dùng mình một cái. Chương 1423, quá cẩu huyết đi. Cũng khó trách. Cửu ca nhà mình tận mắt nhìn bảo bối của anh ta leo lên xe của một người đàn ông khác. Cửu ca, còn không bằng anh nên dứt khoát một chút, liền như vậy thừa nhận thân phận của mình. Lâm Khuyết có chút không nhìn nổi, hướng về phía Tư Dạ Hàn, lầu bầu mở miệng nói. Tư Dạ Hàn sau khi yên lặng một lát, mở miệng nói, thừa nhận thân phận, nàng sẽ không rời khỏi Độc Lập Châu. Diệp Oản Oản ở lại Độc Lập Châu, nguy hiểm biết bao nhiêu. Huống hồ mới vừa rồi, anh đã xác nhận được. Oản Oản cũng không hề khôi phục lại ký ức. Ở dưới loại tình huống như thế này, tình cảnh của nàng sẽ càng thêm nguy hiểm. Cửu ca, vậy trước kia anh còn nói với Diệp Oản Oản việc, Tư Dạ Hàn, ở tại cổ tộc Tư Thị. Đây là có ý gì?
Lâm Khuyết có chút không cách nào hiểu được tại sao Tư Dạ Hàn lại tự tiết lộ thông tin của mình. Nói cho nàng biết đến Tư thị cổ tộc, là vì muốn cho nàng không tiếp tục hoài nghi tôi. Tư Dạ Hàn nói, huống chi nàng tra ra được thân phận này của anh vốn chính là chuyện sớm hay muộn, thậm chí rất có thể tầng thân phận tại cổ tộc Tư thị, nàng đã sớm tra ra được. Anh báo cho Diệp Oản Oản biết, Tư thị cổ tộc có người có tướng mạo giống như anh, tên gọi là Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản tất nhiên sẽ cho rằng, Tư Dạ Hàn, tại Tư thị cổ tộc, mới thực sự là anh. Hơn nữa, Tư thị cổ tộc và Tư Dạ Hàn, thật sự có tồn tại, cho dù Diệp Oản Oản điều tra, cũng không thành vấn đề. Lâm Khuyết nghe vậy, như có điều suy nghĩ nói, cửu ca, mục đích của anh là. Để cho Diệp Oản Oản cho rằng, Tư Dạ Hàn, của Tư thị cổ tộc mới thật sự là anh. Đến lúc đó, cửu ca chỉ cần yêu cầu cho Tư tộc, thông báo một tiếng, nếu như có ai đó điều tra về Tư Dạ Hàn, anh liền để cho người của Tư tộc nói, Tư Dạ Hàn đã đi đến Hoa Quốc. Diệp Oản Oản sau khi biết được tin tức này, tất nhiên sẽ tin là thật, thật sự cho rằng anh đã trở về Hoa Quốc. Đến lúc đó, nàng liền sẽ rời khỏi Độc Lập Châu, trở lại Hoa Quốc. Lâm Khuyết hướng về Tư Dạ Hàn giơ ngón tay cái lên, cửu ca, cao tay. Thật sự là cao tay nha, thậm chí ngay cả cao tầng Tư tộc, cũng không biết được Tu La chủ chính là Tư Dạ Hàn. Như vậy, màn diễn này, kín như áo trời, không tìm được bất kỳ lỗ hổng nào. Cửu ca cũng thật là nhọc lòng rồi. Đối với lời Lâm Khuyết nói, Tư Dạ Hàn cũng không hề đáp lại. Chẳng qua là anh không hy vọng Diệp Oản Oản ở lại một nơi thị phi như Độc Lập Châu này. Hơn nữa, anh mới vừa trở lại Độc Lập Châu, gây dựng lại Atula mà thôi. Ở giai đoạn hiện tại mà nói, anh còn không có đầy đủ thực lực để có thể đảm bảo cho nàng bình an vô sự. Ngay cả chính bản thân anh, cũng đang ở trong hoàn cảnh có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nhưng Hoa Quốc thì lại khác. Hoa Quốc là một quốc gia cực kỳ mạnh mẽ, thế lực của Độc Lập Châu, xa xa không cách nào giải tay đến tận Hoa Quốc, tương đối an toàn hơn rất nhiều. Cửu ca, anh nói xem tại sao Diệp Oản Oản lại trở thành không sợ minh chủ. Chuyện này cũng thật là quỷ dị, Lâm Khuyết nhíu chặt chân mày, không cách nào hiểu được. Đối với chuyện này, đừng nói là Lâm Khuyết, ngay cả chính Tư Dạ Hàn cũng có chút không cách nào hiểu được. Tư Dạ Hàn biết được, Diệp Oản Oản trước đó nhiều năm, đích xác là thành viên thuộc thế lực không sợ minh. Nhưng ngờ đâu hôm nay lại lắc mình một cái, trở thành không sợ minh chủ Bạch Phong. Hơn nữa, Diệp Oản Oản căn bản là chưa hề khôi phục lại ký ức. Tư Dạ Hàn như có điều gì suy nghĩ. Năm đó, thời điểm Diệp Oản Oản gặp được anh, cũng chưa từng tiết lộ thân phận của mình, cho nên, anh theo bản năng cho rằng, Diệp Oản Oản là một thành viên phổ thông của không sợ minh. Kết hợp với thời gian không sợ minh chủ Bạch Phong mất tích để suy đoán. Cũng có thể là, Diệp Oản Oản nguyên bản chính là minh chủ không sợ minh, Bạch Phong. Năm đó, Diệp Oản Oản cho rằng anh là tiểu đầu mục Atula, mà anh cũng cho rằng Diệp Oản Oản là tiểu đầu mục không sợ minh. Nói cách khác, hai vị thủ lĩnh của Atula và không sợ minh, lần lượt đem đối phương xem thành tiểu nhân vật không có danh tiếng gì. Nghe xong suy đoán của Tư Dạ Hàn, Lâm Khuyết mặt đầy kinh ngạc, khó tin nói, con bà nó. Cửu ca, quá cẩu huyết rồi đi. Oản Oản, anh không cần ghé qua đón tôi. Tôi đã là tiểu bảo bối của rất nhiều người rồi, hừ. Chương 1424, vẫn là nên nghe lời một chút. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn lắc đầu một cái, chẳng qua chỉ là suy đoán, sự thật không biết thế nào. Trừ phi Diệp Oản Oản khôi phục lại ký ức, nếu không, hết thảy những điều này chỉ là phỏng đoán mà thôi. Cửu ca, vậy làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản theo Kỷ Hoàng đi rồi. Lâm Khuyết vuốt vuốt cằm, như có điều gì suy tư. Phái người theo dõi bọn họ chằm chằm, Tư Dạ Hàn nói xong, xoay người rời đi. Lâm Khuyết gật đầu một cái, còn không phải là nhìn chằm chằm sao. Gã kia thừa cơ hội tiến vào, đâm cho một dao chí mạng. Xem ra cái gã Kỷ Hoàng kia liền không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu. Hoàng giả thế giới ngầm châu Âu, khống chế toàn bộ các thế lực ngầm ở đây, lại còn là người thừa kế một trong tứ đại thế gia, Kỷ gia. Về tướng mạo nha, cũng tạm được không có gì trở ngại, quả thực cũng rất có sức hút đối với các cô gái. Thích, cửu ca, anh chờ một chút. Lâm Khuyết còn đang lải nhải, thấy Tư Dạ Hàn đã rời đi, lập tức đuổi theo. Cùng lúc đó, tại trụ sở chính của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Trong đại điện, mấy vị trưởng lão liên minh ngồi ở một bên, nhìn về phía nam nhân trên thượng tọa. Hội trưởng, không sợ minh chủ đã cùng Tu La chủ chạm mặt, nhưng dường như cũng không có chuyện gì phát sinh.
Một vị trưởng lão trong đám nhìn về phía bóng lưng của người đàn ông, mở miệng nói. Chỉ chốc lát sau, người đàn ông chậm rãi xoay người lại, trong tay bưng một ly rượu vang đỏ như màu máu tươi. Ngón tay đang cầm ly rượu khẽ lay động, trong mắt hắn ta, hiện ra một nét bệnh hoạn điên cuồng, phải không? Rốt cuộc cũng gặp mặt, vậy, trò chơi, cũng đã chính thức bắt đầu. Nếu như Diệp Oản Oản ở chỗ này, nhìn thấy được hội trưởng của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nhất định sẽ khiếp sợ đến tột độ. Nàng tuyệt đối sẽ không cách nào tưởng tượng, gương mặt của hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nàng lại sẽ quen thuộc đến như vậy. Mấy vị cao tầng trưởng lão của Võ Đạo Liên Minh Công Hội, nhìn người đàn ông, mặt lộ ra một nụ cười. Người đàn ông trước mặt này, chính là hội trưởng đương nhiệm của Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Hội trưởng, tôi có một chuyện không hiểu. Một vị trưởng lão nhìn về phía hắn ta, mở miệng nói, Atula cùng không sợ minh, đối với Võ Đạo Liên Minh Công Hội chúng ta mà nói, vô cùng nhỏ yếu không đáng quan tâm. Nhưng mà hội trưởng vì sao lại phải để cho không sợ minh đi tiếp xúc với Atula? Lần này là thực sự muốn nhìn một chút xem thái độ của không sợ minh đối với Atula, hay là còn có ý gì khác? Nghe câu hỏi của trưởng lão, nam nhân cười như không cười, nói ta có mục đích của ta. Nếu hội trưởng đã nói như vậy, mấy vị trưởng lão gật đầu một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời. Giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở trong xe của Kỳ Hoàng, tâm trạng rối bời. Tình hình hôm nay, nàng chưa bao giờ nghĩ đến. Một bên là Tu La chủ, một bên khác chính là Tư Dạ Hàn của Tư thị cổ tộc. Vô luận là tin tức do Tu La chủ tiết lộ, hay là tin tức do Nhiếp Vô Danh và Thần Hư đạo nhân tiết lộ mà xem, Tư Dạ Hàn của Tư thị cổ tộc mới có khả năng cao nhất chính là A Cửu. Tất nhiên, Diệp Oản Oản cũng không ngốc, nếu như Tu La chủ thật sự là Tư Dạ Hàn, lại không muốn cùng nàng thừa nhận, nhất định có rất nhiều lý do để kiếm cớ. Hơn nữa, loại chiến thuật dương đông kích tây này, anh ta chính là một tay lão luyện. Tu La chủ phải tiếp tục dò xét, Tư thị cổ tộc bên kia cũng nhất định phải điều tra. Nàng cũng không tin, còn không thể tra ra được một Tư Dạ Hàn hay sao? Lần sau, loại địa phương này, không nên tới nữa. Ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói. Nghe vậy, Diệp Oản Oản có chút cạn lời, có tới hay không cũng không phải là nàng muốn là được. Võ Đạo Liên Minh Công Hội nhìn mình chằm chằm không nói, Tu La chủ bên này còn đích thân mời mình. Nếu như không tới, chẳng phải là đã đắc tội với cả hai bên hay sao? Đương nhiên, trong lòng Diệp Oản Oản cũng rõ ràng, thân phận của nàng bây giờ, chính là vị hôn thê của người gọi là Kỳ Hoàng này. Vẫn là nên nghe lời một chút. Chương 1425, cùng tôi về nhà. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Kỳ Tu Nhiễm lại nói, năm đó, không sợ minh của cô tấn công Atula, cửu hận kết xuống. Bây giờ, cô lại dám một người một ngựa đi tới địa bàn của Tu La chủ. Diệp Oản Oản, nàng ở đâu ra một người một ngựa, không phải là có mang theo thất tinh bắt đầu, còn có nhóm ba người Chu Tinh hay sao? Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về bốn phía quan sát, bỗng nhiên nhất thời biến sắc. Thất tinh bắt đầu cùng nhóm ba người Chu Tinh, thật giống như bị nàng bỏ quên. Diệp Oản Oản cũng không kịp phản ứng lại Kỳ Tu Nhiễm, lập tức gọi điện thoại cho bắt đầu. Phong tỷ, tỷ cũng quá hố hàng rồi đi, tỷ tự mình chạy đi, làm sao lại bán đứng bọn đệ. Cũng còn may bọn đệ kịp chạy ra ngoài, hiện tại đám tóc quan đang tìm bọn đệ đòi tiền đây. Đòi 100.000 phí bảo kê. Rất nhanh, trong điện thoại truyền tới tiếng cãi vã và mặc cả của bắt đầu và tóc quan. Sau khi Diệp Oản Oản xác định mấy người bình an vô sự, lúc này mới cúp điện thoại. Lúc này, ánh mắt của Kỳ Tu Nhiễm rơi vào trên người Diệp Oản Oản, không khỏi lắc đầu một cái, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hả, nghe tiếng, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, lời này của Kỳ Tu Nhiễm là có ý gì? Cô vẫn là cô, y hệt năm đó, tuy là tính tình quậy phá đã thu liễm đi rất nhiều, nhưng về bản chất, vẫn là không sợ trời không sợ đất. Kỳ Tu Nhiễm nhẹ giọng nói. Diệp Oản Oản nghe vậy, hơi nhíu mày. Cái gã Kỳ Tu Nhiễm này, dường như trong lời nói có ẩn ý gì đó à nha. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng hỏi cho rõ ràng, Kỳ Tu Nhiễm lại hướng về phía Khô Cốt nói, trở về Kỳ Phủ. Ặc ặc, chờ tôi về không sợ minh đi chứ. Diệp Oản Oản nói. Hôm nay theo tôi về nhà. Giọng nói của Kỳ Tu Nhiễm, chắc như đinh đóng cột. Hả, sống lưng Diệp Oản Oản nhất thời thẳng băng. Cùng anh ta về nhà. Đến thăm nhà của vị hôn phu dường như cũng là hợp tình hợp lý, Diệp Oản Oản thật sự không có lý do để cự tuyệt, cũng chỉ có thể đáp ứng, ừm.
Diệp Oản Oản phát hiện, tựa hồ là hôm nay tùy tiện đi đến sự hội nghị tu la chủ, đã chọc cho Kỳ Tu Nhiễm không vui. Bất quá cũng khó trách được, lần này quả thật rất nguy hiểm. Nhưng mà sóng gió này hiển nhiên cũng không thua thiệt, nếu như nàng không tới, cũng không có khả năng sẽ phát hiện ra tu la chủ và Tư Dạ Hàn có tướng mạo giống nhau, lại sẽ càng không biết được cặn kẽ thông tin về Tư Dạ Hàn ở cổ tộc Tư Thị như vậy. Hồi lâu sau, chiếc xe lái vào kỳ khu. Kỳ khu được mệnh danh theo kỳ gia, cũng như vị trí của nhiếp gia, được gọi là nhiếp khu của độc lập châu. Một điểm này, Diệp Oản Oản đã sớm biết được. Không biết qua bao lâu, ngay tại thời điểm Diệp Oản Oản sắp buồn ngủ, chiếc xe rốt cục cũng ngừng lại. Trong tầm mắt, là một phủ đệ to lớn đến mức làm cho người ta không thể thấy được hết toàn bộ. Trước cửa phủ đệ, có hai con rồng đá trông rất sống động, mỗi một con dài đến mấy chục thước, khí phái siêu nhiên. Nhìn thấy những gì trước mắt, Diệp Oản Oản không khỏi chắc lưỡi hít hà. Cái kỳ gia này, trong nhà không phải là có mỏ vàng đấy chứ. Sau khi Khô Cốt đi xuống xe, liền giúp Diệp Oản Oản và Kỳ Tu Nhiễm đem cửa xe mở ra. Đứng ở trước cửa kỳ phủ, Diệp Oản Oản đầy tự ti mặc cảm. Không so sánh thì thôi, đem so với cường hào dầu nứt đố đổ vách thế này, quả thật là vạn tiễn xuyên tâm. Tu Nhiễm. Lúc này, đột nhiên từ trong phủ kỳ gia đi ra một cô gái trẻ tuổi. Cô gái tóc dài tới eo, tướng mạo duyên dáng, bộ dáng nhìn có vẻ vô cùng động lòng người. Thời điểm nhìn thấy bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm là Diệp Oản Oản, chân mày cô gái nọ hơi hơi nhíu lại, mở miệng hỏi Tu Nhiễm, vị này là? Một vị bằng hữu, Kỳ Tu Nhiễm hờ hững trả lời. Bằng hữu? Nghe vậy, cô gái kia sững sờ, thậm chí có chút khó tin. Kỳ Tu Nhiễm từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có bạn khác giới. Trước kia còn có một người tên là Nhiếp Vô Ưu của Nhiếp gia khá là thân thiết từ nhỏ. Nhưng từ sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, bên người Kỳ Tu Nhiễm lại chưa bao giờ có một nữ nhân nào khác. Chương 1426, Động Tâm Tư. Coi như là cô nàng Nhiếp Linh Lung của Nhiếp gia kia, thường xuyên đến tìm Kỳ Tu Nhiễm cũng không chào đón. Không chỉ là cô gái nọ, chính Diệp Oản Oản cũng sững sờ tại chỗ. Mình không phải là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm sao? Làm sao ở trong miệng của Kỳ Tu Nhiễm lại biến thành bằng hữu rồi? Cô gái này, chẳng lẽ cùng Kỳ Tu Nhiễm có quan hệ gì đó? Vị này là Kỳ Lăng Phi, tỷ tỷ của tôi. Kỳ Tu Nhiễm tựa hồ như nhìn ra Diệp Oản Oản đang suy nghĩ gì, hướng về Diệp Oản Oản giải thích. Diệp Oản Oản gật đầu, cái gã Kỳ Tu Nhiễm này, lại còn có tỷ tỷ. Bất quá, quan hệ có phải là có chút hỗn loạn hay không? Chẳng lẽ tỷ tỷ của Kỳ Tu Nhiễm, không biết Kỳ Tu Nhiễm có một vị hôn thê là mình? Hay là, quan hệ giữa Không Sợ Minh Chủ Bạch Phong và Kỳ Tu Nhiễm, là quan hệ mờ ám, cũng không công khai? Vào đi thôi, Kỳ Tu Nhiễm trầm giọng nói, dẫn theo Diệp Oản Oản còn chưa kịp bắt chuyện, đi vào phủ đệ Kỳ gia. Diệp Oản Oản và Kỳ Lăng Phi đi theo sau lưng Kỳ Tu Nhiễm, bước nhanh đi vào bên trong trang viên của Kỳ gia. Tiến vào phủ đệ Kỳ gia. Không ít người làm của kỳ phủ hơi có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Đây cũng là quá ly kỳ rồi. Kỳ hoàng nổi danh là không màng nữ sắc, đây cũng là lần đầu tiên dẫn theo một cô gái đến kỳ gia. Rất nhanh, ở dưới sự dẫn dắt của Kỳ Tu Nhiễm, đám người Diệp Oản Oản đi vào phòng khách của kỳ gia. Vị muội muội này, không biết nên xưng hô như thế nào. Kỳ Lăng Phi nhìn Diệp Oản Oản từ trên xuống dưới. Có thể được Kỳ Tu Nhiễm dẫn về nhà, chuyện này đủ để chứng minh. Quan hệ giữa cô gái này và em trai nàng Kỳ Tu Nhiễm tuyệt đối không bình thường. Bất quá, nhìn bộ dáng của Diệp Oản Oản, cũng thật là không tầm thường. Khó trách, sau khi vị nhị tiểu thư của Nhiếp gia Nhiếp Vô Ưu trở về, Kỳ Tu Nhiễm lại cũng không hề đi tìm nàng. Hóa ra là có một vị mỹ nhân như vậy, coi như niềm vui mới. Cơ hồ theo bản năng, trong lòng Kỳ Lăng Phi vô cùng bài xích đối với Diệp Oản Oản. Kỳ Lăng Phi từ nhỏ đã có quan hệ khá tốt với Nhiếp Vô Ưu. Mặc dù đã bao năm không gặp, nhưng tình nghĩa từ đầu đến cuối không hề thay đổi. Toàn bộ kỳ gia, thậm chí còn có kỳ gia chủ và phu nhân, đều hy vọng Kỳ Tu Nhiễm có thể cùng với Nhiếp Vô Ưu ở chung một chỗ. Nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu trở lại Nhiếp gia, Kỳ phu nhân vẫn nhiều lần thúc giục Kỳ Tu Nhiễm đi đến Nhiếp gia thăm Nhiếp Vô Ưu. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm lại căn bản không công nhận. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỳ Lăng Phi, chẳng biết tại sao. Tựa hồ lại từ trong ánh mắt của tỷ tỷ Kỳ Tu Nhiễm, thấy được một vẻ không vui. Tôi gọi là Bạch Phong, Diệp Oản Oản mở miệng cười nói. Bất kể như thế nào,
Kỳ Lăng Phi này là chị ruột của Kỳ Tu Nhiễm, nhất là chính mình còn tới cửa ghé thăm nhà. Cân nhắc đến lễ độ của một người khách, không thể không cấp thể diện. Cô nói cái gì? Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Kỳ Lăng Phi trong nháy mắt đứng bật dậy, chân mày nhíu chặt lại, khó tin nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Cô gọi là Bạch Phong, chính là minh chủ của Không Sợ Minh, Bạch Phong. Kỳ Lăng Phi hơi có chút kích động hỏi dò. Lúc này, Diệp Oản Oản gật đầu thừa nhận. Quá đáng. Đột nhiên, Kỳ Lăng Phi mặt đầy vẻ không vui, nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm, em muốn làm ba mẹ tức chết. Không Sợ Minh là thế lực gì? Tại Độc Lập Châu, tiếng xấu vang xa, giết đốt cướp bóc, không chuyện ác nào không làm. Thậm chí cả các thế lực chi nhánh của Kỳ gia chúng ta, đều bị Không Sợ Minh tiêu diệt, em ngày hôm nay lại dẫn Không Sợ Minh chủ về nhà. Kỳ Lăng Phi mặt đầy tức giận, nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt tràn đầy sự chán ghét và khinh thường. Loại đầu lĩnh thế lực thổ phỉ này, bây giờ lại còn muốn nịnh bợ Kỳ gia bọn họ. Món nợ trước đó hủy diệt mấy chi nhánh phụ thuộc Kỳ gia bọn họ, Kỳ gia bọn họ còn chưa kịp tính sổ đâu đấy. Chẳng lẽ là bởi vì cô gái này và Vô Ưu giống nhau đến mấy phần, nên em trai của nàng liền động tâm tư ư? Không đúng, ban đầu không phải là vì chính Tu Nhiễm không thích Vô Ưu, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đáp ứng hôn sự này hay sao? Chương 1427, cha mẹ chồng tiện nghi. Lần này, em dẫn Tiểu Phong trở lại, là hy vọng ba mẹ đem danh ngạch của võ đạo hội trao cho Tiểu Phong. Kỳ Tu Nhiễm lãnh đạm mở miệng. Em nói cái gì, vị trí của võ đạo hội, cho Không Sợ Minh chủ. Kỳ Lăng Phi trong nháy mắt bật cười, Kỳ Tu Nhiễm, em không bị sao đấy chứ. Danh ngạch chân quý như vậy, Kỳ gia chúng ta bất quá cũng chỉ có mấy danh ngạch mà thôi, em lại muốn Kỳ gia phân một suất tham dự cho Không Sợ Minh chủ. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản ngồi ở phía xa, chân mày nhướn lên, như có điều gì suy nghĩ. Xem ra người của Kỳ gia quả thật là không biết được quan hệ của Kỳ Tu Nhiễm và Bạch Phong. Đồng dạng khiến cho nàng không nghĩ tới chính là, Kỳ Tu Nhiễm dẫn mình về nhà, là bởi vì không lâu sau sẽ cử hành võ đạo hội. Cái gọi là võ đạo hội, Diệp Oản Oản đã từng nghe Bắc Đầu nói qua, cơ hồ mỗi 3 năm, Độc Lập Châu đều sẽ cử hành võ đạo hội. Võ đạo hội này là do các đại cổ tộc liên thủ với võ đạo liên minh công hội tổ chức, quy tắc hàng năm đều bất đồng. Nếu như ở tại võ đạo hội có biểu hiện xuất sắc, sẽ có thể được các đại cổ tộc mời gọi, trở thành khách khanh. Đối với một chút tình huống cụ thể của võ đạo hội, Diệp Oản Oản cũng không biết được rõ ràng cho lắm. Chỉ bất quá, danh ngạch của võ đạo hội, đối với loại thế lực không chịu tuân theo quy củ như Không Sợ Minh, rất khó có thể nhận được danh ngạch. Nghe nói, lúc Không Sợ Minh mới vừa thành lập, đã từng có được một suất tham dự. Chỉ bất quá, sau đó, Không Sợ Minh không hề nhận được thêm một danh ngạch nào của võ đạo hội nữa. Mức độ chân quý của danh ngạch này, có thể tưởng tượng được. Diệp Oản Oản nào có hứng thú tham gia võ đạo hội gì gì đó. Chỉ bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, sau khi lấy được danh ngạch võ đạo hội, có lẽ có thể tiến vào cổ tộc. Có lẽ, có thể tìm được Tư Dạ Hàn tại Tư Thị cổ tộc. Nhưng, từ thái độ của Kỳ gia, dường như không mấy hoan nghênh mình, hẳn là cũng không có khả năng sẽ tặng cho mình một suất tham dự. Diệp Oản Oản vẫn cho rằng, người của Kỳ gia hẳn là đều biết Không Sợ Minh chủ là hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm, nhưng hôm nay đi tới Kỳ gia, lúc này mới biết, chính mình rõ ràng đã suy nghĩ nhiều rồi. Đừng nói tới việc Kỳ gia thừa nhận Không Sợ Minh chủ, ngay cả mặt mũi của Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, bọn họ đều chưa từng thấy qua, càng không thể biết được chuyện hôn thê hôn thẹo gì. Tu Nhiễm, em trước tiên chiêu đãi vị Bạch Minh chủ này đi, chị đi xem ba mẹ trở lại chưa? Kỳ Lăng Phi hướng về Kỳ Tu Nhiễm nói, sau đó rời khỏi phòng khách. Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, trên mặt mang theo một nụ cười lãnh đạm, nhẹ giọng mở miệng nói, không cần khẩn trương, hôm nay dẫn cô về nhà, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm đạm bạc mà thôi. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Kỳ Tu Nhiễm, nói năng có vẻ ung dung. Thấy thái độ của Kỳ Lăng Phi đối với chính mình, Diệp Oản Oản cũng đã có thể đoán được thái độ của Kỳ gia nhị lão đối với mình chốc nữa. Hơn nữa, Kỳ Tu Nhiễm trước đó cũng không hề nói qua với mình chuyện về danh ngạch võ đạo hội, do đó nàng cũng chưa hề có chút mảy may chuẩn bị nào. Chỉ chốc lát sau, một vị lão giả vô cùng uy nghiêm, dẫn theo một vị phu nhân sang trọng duyên dáng chậm rãi đi vào phòng khách. Kỳ Lăng Phi đi theo sau lưng hai người, cũng không hề mở miệng. Lão giả và phu nhân sau khi tiến vào phòng khách, ánh mắt liền rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Thái độ lãnh đạm kia của phu nhân, không hề che giấu chút nào. Cha, mẹ,
Kỳ Tu Nhiễm đứng dậy, hướng về phu nhân và lão giả thỉnh an. Nghe được lời này của Kỳ Tu Nhiễm, Diệp Oản Oản cũng nhanh chóng đứng dậy. Hai vị này, chính là Kỳ gia chủ cùng Kỳ phu nhân của một trong tứ đại thế gia Độc Lập Châu, cha mẹ của Kỳ Tu Nhiễm. Cũng chính là cha mẹ chồng tiện nghi của mình. Kỳ gia chủ mẫu gật đầu, chợt cùng với lão giả ngồi ở chủ vị, ánh mắt quan sát đầy dò xét rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Chương 1428, không bằng vô ưu. Ha ha, Tu Nhiễm ngược lại rất ít dẫn bạn khác giới về nhà. Kỳ gia chủ mẫu nhìn Diệp Oản Oản, thấp giọng cười một tiếng. Chợt, Kỳ gia chủ mẫu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, tôi mới vừa nghe Lăng Phi nói, cô gọi là Bạch Phong, là minh chủ không sợ minh. A di, đúng vậy. Diệp Oản Oản nhìn về phía phu nhân sang trọng duyên dáng, mở miệng nói. Ồ, đại danh của không sợ minh, tôi thật ra đã từng nghe nói qua. Năm đó, không sợ minh còn tiêu diệt một chi nhánh thuộc thế lực Kỳ gia. Kỳ gia chủ mẫu lãnh đạm thờ ơ lên tiếng. Nghe được câu này, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng. Cái cô nàng không sợ minh chủ Bạch Phong này rốt cục đã gây ra cái nghiệt gì vậy trời? Bạch minh chủ, ngồi đi, không cần khách khí. Kỳ gia chủ nhìn Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Vâng, Diệp Oản Oản ngồi xuống, lúc này mới ý thức được, chính mình lần đầu tiên đến nhà thăm, nhưng lại quên mua quà gặp mặt rồi. Tu Nhiễm, trước đây mẹ đã muốn nói với con rồi. Vô ưu đã trở lại nhiếp gia, mỗi lần muốn đến thăm con luôn tìm đủ loại lý do. Con như vậy, quả thật là làm vô ưu thương tâm, có biết không? Kỳ gia chủ mẫu nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, mở miệng nói. Nhiếp vô ưu. Nghe Kỳ gia chủ mẫu nói như vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút kinh ngạc. Nhiếp vô ưu không phải là nhị muội đã mất tích của Nhiếp vô danh, mẹ ruột của Đường Đường sao? Nhưng mà nghe ý này của Kỳ gia chủ mẫu. Cái gã Kỳ Tu Nhiễm này chẳng lẽ cùng Nhiếp Vô Ưu có một chân? Nhưng mà, Nhiếp Vô Ưu ngay cả con trai cũng đều đã sinh rồi đấy. Cha ruột của bảo bối Đường Đường, sẽ không phải là Kỳ Tu Nhiễm đấy chứ? Chỉ bất quá, Diệp Oản Oản lại cảm thấy không mấy hợp lý. Nếu như Kỳ Tu Nhiễm là cha của bảo bối Đường Đường, Nhiếp Vô Danh chẳng lẽ lại không biết sao? Nhưng nghĩ lại, cái loại con hàng không đáng tin cậy như Nhiếp Vô Danh, quả thật có thể không biết lắm chứ? Còn có thể trông cậy vào một gã có chỉ số IQ còn chưa tới 20 hay sao? Hai đại ngốc tử của Độc Lập Châu này, Nhiếp Vô Danh và Bắc Đẩu, đã sớm ngu ngốc đến tận xương tủy. Nhưng nếu như, Kỳ Tu Nhiễm và Nhiếp Vô Ưu có quan hệ, hơn nữa còn sinh ra Đường Đường. Vậy con mẹ nó cái gã Kỳ Tu Nhiễm này cũng quá cặn bã rồi, lại còn trêu chọc không sợ minh chủ Bạch Phong, 10 phần chính là cặn bã nam. Không cho Kỳ Tu Nhiễm có cơ hội mở miệng, Kỳ gia chủ lại tiếp lời, Tu Nhiễm. Nếu như con đối với vô ưu không có hứng thú, cha thấy Nhiếp Linh Lung cũng không tệ. Nói bậy nói bạ, Kỳ gia chủ mẫu hung ác trợn mắt lườm Kỳ gia chủ, anh im đi, chuyện tình cảm của con trẻ, không cho phép anh cua tay múa chân. Em đời này, cũng chỉ thừa nhận vô ưu, Linh Lung đứa bé kia mặc dù cũng rất tốt. Nhưng vẫn là không bằng vô ưu. Nghe vậy, Kỳ gia chủ liếc mắt nhìn Kỳ gia chủ mẫu một cái, gật đầu nói, được rồi, em nói cái gì cũng đúng. Tu Nhiễm. Ở bên ngoài vui đùa một chút còn được, nhưng không phải là người nào cũng đều có thể mang đến Kỳ gia, con có hiểu không? Kỳ gia chủ mẫu đầy chân thành mở miệng nói. Kỳ phu nhân tất nhiên cũng nhìn ra tướng mạo cô bé này và vô ưu có chút tương tự, nhưng so với vô ưu lại đẹp hơn gấp trăm lần. Bà không hy vọng con trai của bà bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Dù sao người thật lòng, cũng rất khó mà tìm được. Những lời này, mặc dù có vẻ là nói cho Kỳ Tu Nhiễm nghe. Nhưng kỳ thực nói là cho Diệp Oản Oản nghe. Để cho Diệp Oản Oản tự biết thân biết phận, không nên có tâm tư đùa bỡn con bà. Diệp Oản Oản kìm nén sự tức giận trong lòng, nhưng lại không tiện phát tác. Lửa giận này, cũng không phải là vì chính bản thân nàng, mà là vì không sợ minh chủ Bạch Phong. Quyết một lòng đi theo Kỳ Tu Nhiễm, nhưng hôm nay ngược lại thì hay rồi. Thân phận vị hôn thê không hề được công bố, Kỳ gia phụ mẫu còn không đồng ý. Nhất là cái gã cặn bã nam Kỳ Tu Nhiễm này, lại có thể cùng nhiều cô gái khác có quan hệ mập mờ không rõ ràng như vậy. Nói không chừng, ngay cả Đường Đường bảo bối cũng có thể là con của hắn ta. Diệp Oản Oản chỉ đơn thuần là thay không sợ minh chủ cảm thấy bất bình dùm. Phi, cặn bã nam. Chương 1429, há chẳng phải là bại lộ rồi sao? Nhìn thấy Kỳ gia chủ mẫu cùng Kỳ gia chủ, rất nhanh, khuôn mặt Diệp Oản Oản lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Nhưng cũng chẳng biết tại sao,
luôn cảm thấy Kỷ phu nhân và gia chủ, giống như đã từng gặp ở đâu, vô cùng quen mặt. Thật giống như từng có thời gian, nàng đã từng ở nơi nào đó gặp qua hai người. Nhưng nhất thời suy nghĩ hồi lâu, lại không nhớ nổi đã gặp ở nơi nào. Sau khi đi tới Độc Lập Châu, Diệp Oản Oản liền dấy lên nghi ngờ. Thật giống như rất nhiều người và cảnh tượng có vẻ như đã từng quen, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại không hề có một chút ấn tượng nào. Thậm chí, Diệp Oản Oản bắt đầu hoài nghi, trước khi chính mình bị trải qua ký ức bao trùm, có từng đến Độc Lập Châu hay chưa? Hoặc cũng có thể là, bản thân mình chính là người của Độc Lập Châu. Nhưng những mảnh ký ức vỡ vụn kia của mình, lại không hề có chút quan hệ nào với Độc Lập Châu. Một phần ký ức có thể nhớ lại được, chỉ có thể tiết lộ việc ông ngoại mình đang ở Hoa Quốc. Hơn nữa, ông ngoại chính miệng nói với mình, cha mẹ của mình, đã sớm không còn ở nhân thế. Mẹ, lần này con dẫn Tiểu Phong tới Kỷ gia, là hy vọng Kỷ gia sẽ chừa ra một danh ngạch tham dự võ đạo hội nhường lại, tặng cho Tiểu Phong. Kỷ Tu Nhiễm mở miệng nói. Danh ngạch võ đạo hội. Nghe được yêu cầu của Kỷ Tu Nhiễm, Kỷ gia chủ mẫu rõ ràng sửng sốt một chút. Danh ngạch của võ đạo hội, Kỷ gia thân là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, quả thực có không ít, hơn nữa cũng có dư một số danh ngạch. Chỉ bất quá, loại danh ngạch này vô cùng chân quý, há có thể tùy ý đưa cho người khác sao? Kỷ phu nhân cũng không mở miệng nói chuyện, chẳng qua chỉ lãnh đạm liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản. Tu Nhiễm, danh ngạch của võ đạo hội, chính tôi sẽ nghĩ biện pháp. Diệp Oản Oản nhìn về phía Kỷ Tu Nhiễm, mở miệng nói. Rất hiển nhiên, đám người Kỷ gia chủ mẫu và Kỷ gia chủ, cũng không hề thích mình. Muốn từ trong tay bọn họ lấy được danh ngạch của võ đạo hội, dường như không quá thực tế. Ha ha, võ đạo thịnh hội, cũng không phải là người nào cũng có thể tham gia. Kỷ gia chủ mẫu cười nhạt nói. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, một người đàn ông trung niên nhanh chân tiến vào phòng khách. Đầu tiên là hướng về phía Kỷ gia chủ và phu nhân hành lễ, sau đó nói, gia chủ, phu nhân, tam tiểu thư Nhiếp gia tới thăm. Nghe được lời nói này, thần sắc Diệp Oản Oản hơi hơi kinh ngạc. Tam tiểu thư Nhiếp gia, không phải là tam muội của Nhiếp vô danh sao? Thật giống như gọi là Nhiếp Linh Lung thì phải. Diệp Oản Oản tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang dâng lên một cơn sóng thần. Ban đầu, thời điểm mình ở Hoa Quốc cùng gọi video cho Đường Đường ở Độc Lập Châu. Đã từng gặp qua tam muội của Nhiếp vô danh, Nhiếp Linh Lung. Nếu như bị nhận ra, há chẳng phải là bại lộ rồi sao? Nhưng mà, giờ phút này muốn rời khỏi, dường như đã không kịp. Rốt cuộc, Diệp Oản Oản ngồi thẳng người lại. Trước mắt, chỉ có thể binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn. Coi như bị nhận ra, chính mình thà chết không thừa nhận là được. Người đàn ông trung niên vừa dứt tiếng, một cô gái vóc người cao gầy, mái tóc gợn sóng dài tới hông. Tướng mạo động lòng người đến tột độ, dẫn theo hai thiếu nữ người hầu, chậm rãi đi vào trong phòng khách Kỷ gia. Thúc thúc, a di. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Kỷ gia chủ cùng phu nhân, ngọt ngào mở miệng nói, bộ dáng đầy khôn khéo. Nhìn thấy Nhiếp Linh Lung, Kỷ gia chủ khẽ vuốt cằm, Kỷ gia chủ mẫu lại nhanh chóng đứng dậy. Linh Lung, làm sao lại lặng lẽ tới như vậy, cũng không nói trước với a di. Kỷ gia chủ mẫu kéo cánh tay nhỏ của Nhiếp Linh Lung. Con người tràn đầy vẻ ưa thích. Đối với Nhiếp Vô Ưu và Nhiếp Linh Lung của Nhiếp gia, Kỷ gia chủ mẫu đều hết sức ưa thích. Nhất là cái cô nàng Nhiếp Linh Lung, bà đã chứng kiến cô bé lớn lên từng ngày. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung thấp giọng cười một tiếng, nói, nhiều ngày không gặp, Linh Lung trong lòng vô cùng nhớ mong. Đúng lúc hôm nay đi ngang qua Kỷ phủ, liền mua một vài thứ, sang đây thỉnh an thúc thúc a di. Chương 1430, cũng không biết giống ai. Nói đến đây, Nhiếp Linh Lung bảo hai người hầu gái tiến lên, đem lễ vật Nhiếp Linh Lung mua được để ở một bên. Linh Lung, chị của con Nhiếp Phụ Yêu đoạn thời gian gần đây cũng không gặp, hôm nay làm sao cũng không tới cùng với con. Kỷ gia chủ nhìn về phía Nhiếp Phụ Yêu, mở miệng hỏi. Nghe Kỷ gia chủ hỏi như vậy, ánh mắt Nhiếp Linh Lung lóe lên, khẽ cười nói, Kỷ bá bá, tỷ tỷ gần đây không có nhiều thời gian, ở trong nhà lúc nào cũng phải phụng bồi Đường Đường, cũng không có quá nhiều lúc nhàn rỗi. Cho nên không thể tới. Lần sau nhớ nhắc Vô Ưu cùng đến chơi. Hôm nay Linh Lung con nếu như đã tới, liền theo Kỷ bá bá uống hai chén. Kỷ gia chủ nhìn Nhiếp Linh Lung nói. Nghe vậy, Nhiếp Linh Lung khẽ mỉm cười, gật đầu liên tục, vô cùng khôn khéo mở miệng, vâng, đúng lúc cũng muốn cùng với Kỷ thúc thúc uống hai chén. Giờ phút này, trong mắt Nhiếp Linh Lung, toát lên hàn quang. Nhiếp Vô Ưu rốt cục có gì tốt,
không những bị dã nam nhân khác làm cho lớn bụng, khiến cho Nhiếp gia hổ thẹn, tại Độc Lập Châu không ngóc đầu lên nổi, mà thậm chí còn mất tích nhiều năm, cùng cái gã dã nam nhân đó đi đến Hoa Quốc. Ở trong mắt Nhiếp Linh Lung, loại hàng phế phẩm này, thậm chí ngay cả một cọng lông tóc của Kỳ Tu Nhiễm cũng không xứng chấm mút. Bây giờ, đám người Kỳ gia chủ và chủ mẫu này, vẫn còn tâm trí nhớ tới cái đồ đê tiện Nhiếp Vô Ưu đó. Cũng thật may, nàng sớm đã có chuẩn bị, an bài người giả mạo Nhiếp Vô Ưu. Đúng rồi, đường đường gần đây như thế nào? Kỳ phu nhân cười hỏi. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung mở miệng nói, a di, đường đường gần đây rất tốt, cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ, càng ngày càng thông minh nhu thuận. Chỉ bất quá, lại có chút không mấy giống với tỷ tỷ, cũng không biết là giống ai. Đường đường đứa nhỏ này quả thật quá mức tinh xảo đẹp đẽ, nhưng tướng mạo của người mẹ như Nhiếp Vô Ưu lại tối đa chỉ có thể coi như thanh tú mà thôi. Nghe được lời này của Nhiếp Linh Lung, Kỳ gia chủ cùng Kỳ phu nhân hai người, sắc mặt đều khẽ biến. Năm đó Nhiếp Vô Ưu không lập gia đình mà đã mang thai sinh con, thậm chí ngay cả cha của đứa bé là ai cũng không rõ ràng. Chuyện này, không chỉ khiến cho riêng Nhiếp gia hổ thẹn, mà còn là một sự đả kích nặng nề, khiến cho mặt mũi của Kỳ gia cũng vô cùng khó coi. Năm đó, là Nhiếp Vô Ưu chính miệng tuyên bố, không phải là Kỳ Tu Nhiễm không gả, công bố ra cho toàn bộ Độc Lập Châu biết, mình là vị hôn thê của Kỳ Tu Nhiễm. Nhưng ngờ đâu, đứa bé cũng không phải là con của Kỳ Tu Nhiễm. Nhưng mà, điều này cũng không thể trách được Vô Ưu. Năm đó Vô Ưu nha đầu kia đối với Tu Nhiễm một tấm chân tình, nhưng chính đứa con trai này của bọn họ hết lần này tới lần khác không biết quý trọng, làm hại nha đầu kia rời nhà nhiều năm không về. Đối với đứa bé Vô Ưu kia, đáy lòng bọn họ vẫn luôn tồn tại sự áy náy, càng không cách nào trách được nàng một điểm nào cả. Thấy thần sắc của Kỳ gia chủ cùng Kỳ phu nhân có chút khó coi, Nhiếp Linh Lung âm thầm cười một tiếng. Nhiếp gia không muốn nhắc lại, tác phẩm, đầy oan nghiệt của Nhiếp Vô Ưu năm đó, Kỳ gia cũng giống như vậy. Nàng nói như vậy, chẳng qua chỉ là muốn cho Kỳ gia chủ cùng chủ mẫu hiểu rõ được, cái con hàng Nhiếp Vô Ưu kia rốt cục là loại hàng gì. Sau đó, Nhiếp Linh Lung hướng về phía Kỳ Tu Nhiễm nhìn lại, lập tức đứng dậy, đi tới bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, Tu Nhiễm ca ca thật lâu không được gặp anh. Gần đây có khỏe không? Không biết cô hỏi về phương diện nào, Kỳ Tu Nhiễm lạnh lùng mở miệng nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung sững sờ. Một câu nói này của Kỳ Tu Nhiễm, khiến cho nàng không biết tiếp theo nên nói cái gì. Kỳ phu nhân như có điều suy nghĩ, nhìn Nhiếp Linh Lung, bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với tâm tư của Nhiếp Linh Lung, Kỳ phu nhân dĩ nhiên là biết được. Tâm tư của cô bé Nhiếp Linh Lung này đối với của Kỳ Tu Nhiễm, chưa bao giờ được che giấu. Nhất là sau khi Nhiếp Vô Ưu mất tích, lại càng rõ ràng hơn. Tu Nhiễm ca ca, anh vẫn còn nhung nhớ Vô Ưu tỷ tỷ sao? Nhưng mà, Tu Nhiễm ca ca, anh cũng biết đấy, Vô Ưu tỷ tỷ đã có đường đường, tâm tư đã sớm không còn ở trên người của anh. Nhiếp Linh Lung nhìn Kỳ Tu Nhiễm, bộ dáng đầy vẻ đáng thương. Chương 1431, nữ nhân này dựa vào cái gì? Nghe tiếng, Kỳ phu nhân cùng gia chủ, đồng loạt lắc đầu. Nhiếp Linh Lung nói như vậy cũng không sai. Từ trước đó vài ngày, Nhiếp Vô Ưu sau khi được phát hiện ra, quay trở lại Nhiếp gia, chưa từng bao giờ đi tới Kỳ gia một bước, lại càng chưa bao giờ tìm Kỳ Tu Nhiễm ôn lại chuyện cũ. Nếu đổi lại là ngày trước, Nhiếp Vô Ưu hận không thể mỗi ngày ở lại Kỳ phủ. Nhất là lúc ăn cơm, đôi mắt vẫn luôn đặt ở trên người Kỳ Tu Nhiễm, chưa bao giờ rời đi nơi khác. Khóe miệng Kỳ Tu Nhiễm treo một nụ cười khó hiểu, khẽ nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, lại cũng không mở miệng nói chuyện. Lúc này, Diệp Oản Oản ngồi ở một bên cắn răng nghiến lợi. Cái gã Kỳ Tu Nhiễm này, tuyệt đối chính là một tên cặn bã nam. Chính mình trước mắt còn đang ngồi ở chỗ này, hắn lại còn có thể cùng chị em nhà Nhiếp gia dây dưa không rõ. Cũng thật may, mình không phải là không sợ minh chủ Bạch Phong. Nếu không, trên đầu cỏ thực sự đã mọc thành một đại thảo nguyên Siberia xanh ngát. Thích, đường đường cũng đúng là một đứa bé đáng thương, sau khi được tỷ tỷ sinh ra liền quẳng lại ở nhà. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng cảm thụ được tình thương của cha và mẹ. Nếu vậy thì cũng thôi đi, đến bây giờ, ngay cả cha ruột của đường đường là ai cũng không biết. Nhiếp Linh Lung đôi mắt đầy sầu bi, thật giống như vô cùng thương xót cho đường đường. Các cô thật là chị em tình thâm, Kỳ Tu Nhiễm cười nói. Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung nhẹ nhàng gật đầu, ở trên đời này, người tôi biết ơn nhất chính là Vô Ưu tỷ tỷ. Nếu như không có Vô Ưu tỷ tỷ, có khả năng tôi sớm đã chết rồi. Dĩ nhiên là từ đáy lòng hy vọng Vô Ưu tỷ tỷ có thể được hạnh phúc. Hiện tại thì tốt rồi,
Phổ Ưu tỷ tỷ đã về nhà, cũng có Đường Đường làm bạn. Linh Lung, mấy năm nay, Phổ Ưu tỷ tỷ của con không ở nhà, đều là con một tay chăm sóc Đường Đường. Đến bây giờ ngay cả thời gian tìm bạn trai cũng không có, thật là ủy khuất cho con rồi. Kỷ phu nhân nhìn Nhiếp Linh Lung, mặt đầy thương tiếc. Vì tỷ tỷ, coi như là độc thân cả đời, cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Linh Lung bộ dáng đầy khôn khéo. Phổ Ưu tỷ tỷ của con, có một muội muội khôn khéo hiểu chuyện như con, cũng là phúc khí của con bé. Kỷ gia chủ cười nói. Kỷ bá bá, con chẳng qua chỉ là làm tốt chuyện mà một người em gái nên làm mà thôi. Hơn nữa, nếu như không có tỷ tỷ, Linh Lung có khả năng sớm đã chết rồi. Có thể là muội muội của tỷ tỷ, mới là phúc khí của con. Nhiếp Linh Lung nói. Trò chuyện về vấn đề khác một chút đi. Ngón tay dài nhọn của Kỷ Tu Nhiễm nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Được, nghe Tu Nhiễm ca ca. Nhiếp Linh Lung gật đầu, nhưng mà khóe mắt liếc qua, lại nhìn thấy Diệp Oản Oản ngồi ở một bên, chân mày lúc này khẽ nhíu một chút. Cô gái này là ai, vì sao lại đến Kỷ gia? Tiểu thư, giờ phút này, một nha hoàn mặc áo đỏ khẽ thì thầm ở bên tai Nhiếp Linh Lung, tôi trước đó có nghe người nhà họ Kỷ nói, là Kỷ Hoàng dẫn cô ta tới. Nghe nha hoàn nói xong, sắc mặt Nhiếp Linh Lung nhất thời âm trầm xuống, trong mắt hiện ra một vệt hàn quang kinh người. Kỷ Tu Nhiễm lại có thể dẫn theo một cô gái đến Kỷ gia. Còn để cho nữ nhân này, cùng ăn cơm với Kỷ gia chủ và chủ mẫu. Lại nói, tướng mạo của cô gái này, dường như có chút quen mắt, thật giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, Nhiếp Linh Lung cũng không suy nghĩ nhiều, xoay người lại, vẻ u buồn trên mặt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là vẻ nhu thuận. Lăng Phi tỷ tỷ, vị tỷ tỷ này là, Nhiếp Linh Lung hướng về Kỷ Lăng Phi mở miệng hỏi. Bằng hữu của Tu Nhiễm, Kỷ Lăng Phi mở miệng giải thích. Bằng hữu, Nhiếp Linh Lung ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong mắt lại là một mảnh khói mù. Kỷ Tu Nhiễm cho tới bây giờ đều không kết giao với bạn khác giới. Mấy năm nay, nữ nhân muốn tiếp cận Kỷ Tu Nhiễm cũng rất nhiều, nhưng lại chưa từng có một người nào có thể đến gần được người của Kỷ Tu Nhiễm nữa là. Đừng nói người bên cạnh. Thậm chí ngay cả nàng, Kỷ Tu Nhiễm cũng thường xuyên tránh không gặp, thái độ đối với nàng cũng là vô cùng bình thản. Dựa vào cái gì, nữ nhân này có thể được Kỷ Tu Nhiễm dẫn tới Kỷ gia, cùng cha mẹ và người thân ăn cơm. Chương 1432, ăn ít thịt một chút. Chúng ta có phải là đã gặp qua ở nơi nào hay không? Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Lúc này, sắc mặt Diệp Oản Oản khẽ biến, miệng nó. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Nhiếp tiểu thư, chúng ta hẳn là cũng chưa bao giờ gặp nhau. Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, lạnh nhạt mở miệng nói. Thấy thái độ Diệp Oản Oản như thế, thần sắc hai ả hầu gái của Nhiếp Linh Lung nhất thời giận dữ. Cô gái tính là cái thứ gì, lại dám có thái độ cùng thần sắc như vậy đối với tam tiểu thư Nhiếp gia. Nếu như cô ta không phải là bạn của Kỷ Tu Nhiễm, và nơi đây cũng không phải là Kỷ Phủ. Nhất định sẽ khiến cho cô ta hối hận vì đã nói như vậy. Xin chào, tôi gọi là Nhiếp Linh Lung, nếu như cô là bạn của Tu Nhiễm ca ca, vậy thì cũng là bạn của tôi, không biết nên xưng hô như thế nào. Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Bạch Phong, Diệp Oản Oản bình tĩnh nói. Bạch Phong à, danh tự này dường như đã ở nơi nào nghe qua. Nhiếp Linh Lung như có điều suy nghĩ, nhưng nhất thời hồi lâu, cũng không thể nhớ ra được. Đúng rồi. Bạch tiểu thư quen biết Tu Nhiễm ca ca từ lúc nào, trước đó chưa bao giờ nghe Tu Nhiễm ca ca nhắc qua. Nhiếp Linh Lung mở miệng hỏi. Nghe Nhiếp Linh Lung nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ. Mình là không sợ minh chủ, vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm. Cái cô nàng tam tiểu thư Nhiếp gia này, chẳng lẽ không biết sao? Xuất phát từ trực giác của nữ nhân, cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cảm nhận được định ý của Nhiếp Linh Lung đối với mình. Mỗi một câu nói. Tựa hồ cũng như là đang tuyên bố chủ quyền của cô ta, thật giống như là Kỷ Tu Nhiễm thuộc về riêng mỗi mình cô ta. Tu Nhiễm ca ca bình thường luôn bận rộn, không thể chiếu cố cho bản thân thật tốt. Bất quá tôi thấy Tu Nhiễm ca ca gần đây, tinh thần có vẻ tốt hơn rất nhiều, nhất định là Bạch Phong tỷ tỷ chăm sóc rất tốt cho Tu Nhiễm ca ca. Tôi ở chỗ này trước tiên thay Tu Nhiễm ca ca cảm ơn Bạch Phong tỷ tỷ trước. Nhiếp Linh Lung nhìn Diệp Oản Oản, khóe miệng hơi hơi dương lên. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản lại dâng lên một luồng hỏa khí. Tuy rằng nàng cũng không phải là Bạch Phong chân chính, lại càng không phải là vị hôn thê của Kỷ Tu Nhiễm, nhưng bất kể nói thế nào, chính mình trước mắt đang mượn dùng thân phận của Bạch Phong.
không sợ minh chủ Bạch Phong, từ phương diện nào đó mà nói, đối với nàng cũng có ân tình nhất định. Chính mình dùng thân phận của Bạch Phong, há có thể để cho nữ nhân này cướp nam nhân của Bạch Phong sao? Hơn nữa, với tính tình của Bạch Phong, gặp phải loại tình huống này mà nói, chắc chắn sẽ không mặc cho người ta khi dễ mới đúng. Diệp Oản Oản cũng không phản ứng lại Nhiếp Linh Lung, ngược lại nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, nói Tu Nhiễm, cô ta là ai? Cô ta và anh thật giống như có vẻ rất quen thuộc. Không đợi Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói chuyện, thần sắc Nhiếp Linh Lung khẽ biến, sắc mặt âm trầm đến mức có thể chảy ra nước. Mỗi một câu của nàng, đều là đang âm thầm tuyên cáo chủ quyền, mà nữ nhân này, quả thật là rất dứt khoát, trực tiếp mở miệng khiêu khích. Bằng hữu, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Bằng hữu, nghe vậy, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, ồ. Bằng hữu sao, nếu đã là bằng hữu, vậy hẳn là nên sớm giới thiệu cho tôi biết một chút. Giờ phút này, hai ả hầu gái bên cạnh Nhiếp Linh Lung, hai quả đấm siết chặt, trong con ngươi tràn đầy tức giận. Được rồi, Kỳ Tu Nhiễm vuốt cằm nói. Đang nói, người làm của Kỳ gia tiến vào phòng khách, đặt đồ ăn lên trên bàn. Ăn cơm đi, Kỳ Tu Nhiễm nói. Vâng, Nhiếp Linh Lung khôn khéo ngồi ở bên cạnh Kỳ Tu Nhiễm, cũng gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén của Kỳ Tu Nhiễm. Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt, không đợi Kỳ Tu Nhiễm động đũa, Diệp Oản Oản lại đem miếng thịt trong chén của Kỳ Tu Nhiễm gắp bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Nhiếp Linh Lung mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Tu Nhiễm, anh gần đây xã giao nhiều như thế, ăn ít thịt một chút. Tới đây, ăn chút rau. Diệp Oản Oản dứt lời, gắp một miếng hành tây đặt ở trong chén Kỳ Tu Nhiễm. Chương 1433, truyền kỳ Xích Diễm học viện. Tu Nhiễm ca ca không ăn hành, Nhiếp Linh Lung mở miệng nói. Nhưng mà, Nhiếp Linh Lung vừa dứt lời, Kỳ Tu Nhiễm đã đem miếng hành Diệp Oản Oản gắp cho mình bỏ vào trong miệng. Mùi vị không tệ, Kỳ Tu Nhiễm nói. Vào giờ phút này, trên trán Nhiếp Linh Lung đã bắt đầu nổi gân xanh. Nữ nhân này rốt cuộc là ai, có thể khiến cho Kỳ Tu Nhiễm làm như thế? Nhưng mà, rất nhanh, Nhiếp Linh Lung đem tâm trạng thu liễm lại, đầy khôn khéo nhìn Kỳ Tu Nhiễm. Ôn nhu nói, Tu Nhiễm ca ca, không phải là cho tới nay anh đều không ăn hành sao? Hiện tại ăn rồi, Kỳ Tu Nhiễm nói. Nghe được lời này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên. Xem ra, khát vọng, cầu sinh, của gã Kỳ Tu Nhiễm này rất mạnh à nha. Kỳ bá bá, con mời ngài uống một ly. Bỗng nhiên, Nhiếp Linh Lung đứng dậy, mặt đầy vẻ tươi cười ngọt ngào, hướng về Kỳ gia chủ nâng ly. Kỳ gia chủ gật đầu một cái. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, Diệp Oản Oản cũng đem ly rượu ra, rót đầy, đứng dậy, hướng về Kỳ gia chủ nói, thúc thúc, tôi mời ngài một ly. Kỳ gia chủ thờ ơ liếc mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái, như là xuất phát từ sự lễ độ, cuối cùng vẫn cùng Diệp Oản Oản cùng ly, hai người uống một hơi cạn sạch. Kỳ bá bá, võ đạo hội lần này sắp bắt đầu, danh ngạch được phân phối cho Kỳ gia, hẳn là cũng đã đầy đủ. Hy vọng Kỳ bá bá có thể đem một vài danh ngạch thừa nhường lại cho con. Nhiếp Linh Lung hướng về Kỳ gia chủ cười nói. Sao vậy, danh ngạch của Nhiếp gia không đủ sao? Kỳ gia chủ sửng sốt một chút. Nghe câu hỏi, Nhiếp Linh Lung lắc đầu một cái, Kỳ bá bá, đại ca bên ngoài, bằng hữu đông đảo. Lần này rất nhiều danh ngạch của Nhiếp gia, cũng đã bị đại ca lấy đưa cho đám bạn bên ngoài kia rồi. Nghe được lời nói này, Kỳ gia chủ mẫu mặt đầy bất đắc dĩ. Nếu như chuyện này là nói về người khác, bọn họ có lẽ sẽ không tin, nhưng nếu như là Nhiếp vô danh. Loại chuyện thế này, hắn ta nhất định làm được. Được, A-di đem danh ngạch cho con, Kỳ gia chủ mẫu cười nói. Nghe Kỳ gia chủ mẫu nói như vậy, Nhiếp Linh Lung mặt đầy kinh hỉ, liền vội vàng đứng dậy, bưng rượu lên kính Kỳ phu nhân. Mãi đến khi bữa cơm này kết thúc, Diệp Oản Oản cũng không hề mở miệng, chẳng qua chỉ xem Nhiếp Linh Lung diễn trò. Sau khi cùng Kỳ gia chủ và Kỳ phu nhân nói chuyện phiếm một lát, Nhiếp Linh Lung lúc này mới đứng dậy, dẫn theo hai ả hầu gái rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Nhiếp Linh Lung lãnh đạm đảo qua toàn thân Diệp Oản Oản, chợt cũng không quay đầu lại, rời khỏi cửa chính Kỳ gia. Linh Lung thật là một đứa bé không tầm thường. Kỳ phu nhân mặt đầy vẻ yêu thích, mở miệng nói, năm đó, Vô Ưu là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm, con bé đã sáng lập ra rất nhiều loại kỷ lục. Mà những kỷ lục do Vô Ưu tạo ra, toàn bộ đều bị Linh Lung phá vỡ. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê Xích Diễm,
Diệp Oản Oản đương nhiên là biết được, lại càng từ trong miệng của bắt đầu nghe được không ít tin tức về học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe nói, vị nhị tiểu thư Nhiếp gia đại danh đỉnh đỉnh kia, Nhiếp Vô Ưu, cũng chính là nhị muội của Nhiếp Vô Danh, đã từng theo học tại Xích Diễm học viện, lại còn sáng lập ra rất nhiều kỷ lục tại công hội lính đánh thuê Xích Diễm. Tại Độc Lập Châu, học viện lính đánh thuê có vô số, nhưng danh tiếng lớn nhất cũng chỉ có 3 chỗ. Mà học viện lính đánh thuê Xích Diễm chính là một trong số đó. Trước đó mấy năm, Tam Đại học viện lính đánh thuê bất hòa, rất nhiều đội lính đánh thuê thuộc Xích Diễm ra ngoài làm nhiệm vụ, đều bị hai đại công hội lính đánh thuê kia ám sát. Cuối cùng Nhiếp Phụ Yêu đứng ra, treo các thiên tài hàng đầu của hai học viện lính đánh thuê kia lên đánh cho một trận dằn mặt, trở thành thần tượng của toàn bộ học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Sau đó, nàng còn trở thành truyền kỳ của Xích Diễm học viện, được ca tụng là học viên vĩ đại nhất trong lịch sử của học viện Xích Diễm từ xưa tới nay. Chương 1434, lệnh mời võ đạo hội. Chỉ bất quá, tất cả các kỷ lục và vinh quang của Nhiếp Vô Ưu, sau khi Nhiếp Linh Lung gia nhập học viện Xích Diễm, toàn bộ đều bị phá vỡ. Hiện nay, nhân vật truyền kỳ của học viện Xích Diễm, từ Nhiếp Vô Ưu đã biến thành Nhiếp Linh Lung. Mãi đến hiện tại, những kỷ lục mà Nhiếp Linh Lung lập nên tại học viện lính đánh thuê Xích Diễm, không một ai có thể phá được. Học viện lính đánh thuê Xích Diễm, Diệp Oản Oản lẩm bẩm trong miệng. Không rõ vì sao, đầu hơi hơi nhức nhức, một cảm giác đau đớn tê liệt dường như truyền khắp toàn thân. Dường như là mượn nhờ men rượu, trong đầu không hiểu vì sao bỗng hiện lên một số những mảnh vụn ký ức mơ hồ. Mà từ trong hình ảnh của những mẩu ký ức này, Diệp Oản Oản lại rõ ràng nhìn thấy được bảng hiệu chữ vàng của học viện lính đánh thuê Xích Diễm, và một số cảnh tượng của học viện. Không sao chứ? Thấy thần sắc Diệp Oản Oản tựa hồ có chút không đúng. Kỳ Thu Nhiễm vỗ bả vai của Diệp Oản Oản một cái, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhíu chặt chân mày, ký ức vẫn còn đang hỗn loạn, cơ hồ theo bản năng bật thốt lên, tôi thật giống như, đã từng đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trong mắt của Kỳ Thu Nhiễm lóe lên một tia sáng. Giờ phút này, ánh mắt của Kỳ Thu Nhiễm, từ trên người Diệp Oản Oản một khắc không rời. Đây là triệu chứng của hồi phục ký ức. Nhiếp Phụ Ưu năm đó đã từng tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm hai lần. Lần đầu tiên, là lấy thân phận của Nhiếp Vô Ưu tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, trở thành truyền kỳ Xích Diễm học viện. Lần thứ hai, chính là lấy thân phận của Demon, tiến vào học viện lính đánh thuê Xích Diễm, từ thân phận học viên biến thành huấn luyện viên trưởng của học viện. Chỉ bất quá, thân phận huấn luyện viên trưởng Demon, độ nổi tiếng cũng không vang dội như thân phận Nhiếp Vô Ưu. Hơn nữa, có rất ít người biết được. Demon chính là Nhiếp Vô Ưu. Tất nhiên, lần thứ hai tiến vào Xích Diễm như phù dung sớm nở tối tàn. Nhiếp Vô Ưu chỉ treo danh xưng lên mà thôi, rất ít khi lộ diện tại Xích Diễm học viện. Hiện nay, Diệp Oản Oản lại đột nhiên từ trong miệng nói ra, nàng thật giống như đã từng đến học viện lính đánh thuê Xích Diễm, chuyện này cũng khiến cho Kỳ Tu Nhiễm có chút ngoài ý muốn. Mọi người đều biết, sau khi bị ký ức bao trùm, ký ức ngày trước tương đương với bị xóa sạch, rất khó khôi phục. Rất nhanh, Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, bởi vì mới vừa rồi đầu đau đớn kịch liệt, làm cho nàng bây giờ càng thêm thanh tỉnh. Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Kỳ Lăng Phi cách đó không xa, trực tiếp mở miệng nói, đem lệnh mời của võ đạo hội đưa cho em. Không được, Kỳ Lăng Phi nhíu chặt chân mày. Lệnh mời võ đạo hội Kỳ ra, tất cả đều là do Kỳ Lăng Phi bảo quản. Nhưng mà, Kỳ Tu Nhiễm hướng về Kỳ Lăng Phi đưa tay ra, ngữ khí đầy khẳng định, đưa đây. Rất hiếm thấy Kỳ Thu Nhiễm lại khăng khăng như vậy, Kỳ Lăng Phi hơi sững sờ. Đừng nói là Kỳ Lăng Phi, ngay chính Kỳ gia chủ và phu nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Kỳ Thu Nhiễm chưa bao giờ dùng loại thái độ này nói với chị ruột hắn Kỳ Lăng Phi. Đây là lần đầu tiên. Thấy vậy, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút lúng túng. Võ đạo hội này, đi hay không cũng được, nếu như vì lệnh mời của võ đạo hội, mà khiến cho Kỳ Thu Nhiễm và người nhà huyên náo không vui, nàng thà tình nguyện không đi. Nhưng thời khắc này, Diệp Oản Oản cũng không dám nói thêm cái gì, rất sợ mâu thuẫn tiếp tục trở nên ác liệt hơn. Hơn nữa nàng dù sao cũng là hàng giả, nói nhiều dễ hớ, nhất là ở trước mặt loại đại nhân vật như Kỳ Hoàng. Cuối cùng, Kỳ Lăng Phi đành thỏa hiệp, xoay người rời đi. Sau khi quay lại, đem một khối lệnh bài màu bạc ném cho Kỳ Tu Nhiễm. Kỳ gia chủ và Kỳ phu nhân, mặc dù đều không hy vọng đem tấm lệnh mời võ đạo hội này tặng cho không sợ minh chủ. Chỉ bất quá,
nếu Kỳ Tu Nhiễm đã kiên quyết như vậy, vậy hẳn là tất có dụng ý của anh ta. Cho dù có không vui, cũng chỉ đành để mặc như thế. Chương 1435, vật này tỷ cũng dám cướp. Sau khi cầm được lệnh mời, Kỳ Tu Nhiễm cũng không ở trong nhà ở lâu, dẫn theo Diệp Oản Oản ung dung rời khỏi Kỳ gia. Rất nhanh, Kỳ Tu Nhiễm để cho Khô Cốt lái xe tới phụ cận trụ sở chính Không Sợ Minh, đem lệnh bài võ đạo hội đưa cho Diệp Oản Oản. Đem vật này giữ lấy, ngày mà võ đạo hội được tổ chức, tôi sẽ báo cho cô. Đến lúc đó, cô cầm lấy tấm lệnh bài này, sẽ là đại biểu cho Không Sợ Minh tham gia võ đạo hội. Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói. Cảm ơn, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, đem lệnh bài màu bạc cẩn thận cất đi. Đợi sau khi Diệp Oản Oản quay về trụ sở chính Không Sợ Minh, Khô Cốt nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, mở miệng nói, Kỳ Hoàng để cho Vô Ưu tiểu thư tham gia võ đạo hội lần này, hẳn là mong muốn Không Sợ Minh được tẩy trắng, trở thành một thành viên của Liên Minh Công Hội. Nghe được lời này của Khô Cốt, Kỳ Tu Nhiễm gật đầu, nói, không sai, bây giờ tình cảnh của Không Sợ Minh vô bất không ổn. Không nói đến thế lực Atula, Không Sợ Minh từng đắc tội quá nhiều thế lực. Nhưng mà hiện tại Vô Ưu cũng chưa khôi phục lại ký ức, rất nhiều chuyện không cách nào ứng đối được, quá mức nguy hiểm. Nghe tiếng, Khô Cốt như có điều suy nghĩ, nếu như Nhiếp Vô Ưu có thể thông qua khảo hạch, trở thành một thành viên của liên minh, những thế lực kia nếu như muốn động vào Nhiếp Vô Ưu hay Không Sợ Minh, cũng phải cân nhắc lại chính bản thân mình một chút. Giờ phút này, bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản nhìn Beerus cùng Đại Bạch đang khò khò ngủ say, một mình ngồi ở trên ghế, quan sát lệnh bài màu bạc trong tay, trong đầu lại lần nữa hiện ra những mẩu ký ức về công hội lính đánh thuê xích diễm. Hiện tại, Diệp Oản Oản không khỏi hoài nghi, vì những hình ảnh trong ký ức này cực kỳ chân thật. Nhưng nếu như, chính mình cũng không phải là người của Độc Lập Châu, làm sao lại có thể hiện ra những mẩu ký ức như vậy? Chẳng lẽ, nàng thật sự là người Độc Lập Châu? Hoặc cũng có thể, đã từng đi tới Độc Lập Châu? Giả sử, chính mình quả thật là người Độc Lập Châu, có thể nào, nàng thật sự chính là Không Sợ Minh chủ tóc húi cua ca hay không? Hết thảy những thứ này, cũng không phải là trùng hợp. Nhưng Không Sợ Minh chủ Bạch Phong, rõ ràng có cha mẹ. Nhưng ông ngoại lại nói với nàng, cha mẹ mình đều đã qua đời. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lúc Diệp Oản Oản còn đang miên man trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, bắt đầu lại đẩy cửa ra, nghênh ngang tiến vào phòng làm việc. Má ơi! Bắt đầu đến gần bên người Diệp Oản Oản, sau khi nhìn thấy trong tay Diệp Oản Oản đang vuốt vuốt lệnh bài màu bạc xong, sắc mặt nhất thời biến đổi. Bắt đầu bật thốt lên một tiếng này, lại làm cho dòng suy nghĩ hỗn loạn của Diệp Oản Oản bị cắt ngang. Lúc này, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, liếc mắt lườm bắt đầu, mặt đầy vẻ không vui, tôi ngày trước có phải là đã nói với cậu rồi hay không? Vào phòng làm việc nhớ phải gõ cửa, còn nữa, sau này đừng có mà la toáng lên đột ngột như vậy. Nhưng mà, bắt đầu một chữ cũng không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào lệnh bài màu bạc trong tay Diệp Oản Oản. Chỉ chốc lát sau, bắt đầu bỗng nhiên nói, con bà nó. Phong tỷ, tỷ sẽ không thật sự làm ra chuyện như vậy đi. Nghe bắt đầu nói như vậy, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hoàn toàn không cách nào hiểu được bắt đầu đang nói gì. Nàng đã làm cái gì? Phong tỷ, chúng ta cướp bóc mặc dù không sai, nhưng đây là lệnh mời của võ đạo hội đấy. Vật này mà tỷ cũng dám cướp. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, chợt giơ ngón cái lên tặng cho Diệp Oản Oản, mặt đầy bội phục. Không phải là cướp, Diệp Oản Oản xạ mặt lại, mở miệng nói. Nàng dù thế nào đi nữa, cũng không đến nỗi đi cướp một cái lệnh mời đấy chứ. Lại nói, đồ chơi này trừ phi là người bên cạnh tặng cho, còn có giành được cũng vô dụng. Phong tỷ, tỷ đây không phải là cướp, bắt đầu không hề tin tưởng chút nào. Đồ chơi này, trừ thời điểm Không Sợ Minh mới vừa được thành lập còn được mời một lần, sau này mỗi một lần võ đạo hội được tổ chức, cũng chưa từng mời qua Không Sợ Minh. Huống chi, Không Sợ Minh bọn họ không chuyện ác nào không làm, nói kiểu nào đi nữa, ai mà dám mời cơ chứ. Chương 1436, Kỷ Hoàng đưa. Bắt đầu không tin, Diệp Oản Oản cũng lười tiếp tục giải thích. Thấy Diệp Oản Oản bày ra vẻ mặt này, bắt đầu mặt đầy nghi ngờ, Phong tỷ, thật không phải là cướp sao? Chẳng lẽ, là liên minh mời chúng ta? Kỳ Tu Nhiễm đưa, Diệp Oản Oản nói. Con bà nó, Kỷ Hoàng đưa, bắt đầu nhất thời sững sờ, mặt đầy vẻ kinh ngạc, đây là muốn làm nhục Không Sợ Minh chúng ta sao? Làm nhục Không Sợ Minh? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu, lời này có ý gì? Phong tỷ, tỷ nghĩ xem,
không sợ mình chúng ta từ trước đến giờ đều là độc hành hiệp, cho tới bây giờ đều không tham dự thị phi giữa liên minh và tội ngục. Hơn nữa, ngày trước không sợ mình chúng ta đã tham gia võ đạo hội một lần, nhưng cuối cùng bị đá ra khỏi. Kỷ Hoàng hiện tại cho chúng ta một cái lệnh mời, để thấy chúng ta vẫn là nên đừng tham gia thì tốt hơn. Bắt đầu nói. Đối với tội ngục và liên minh, Diệp Oản Oản cũng có hiểu biết. Nhiều năm trước, Độc Lập Châu có một thế lực gọi là tội ngục một tay che trời, tại Độc Lập Châu hô phong hoán vũ, không có bất kỳ một thế lực nào dám can đảm trêu chọc. Sau đó, rất nhiều thế lực lớn liên hợp lại cùng nhau, cùng tội ngục khai chiến. Trận chiến này, là một trong những chiến dịch cỡ lớn vốn không nhiều tại Độc Lập Châu. Mà người phát động của liên minh, cũng chính là hội trưởng đời trước của võ đạo liên minh công hội. Trải qua mấy năm tranh đấu, phe tội ngục bị đánh lui. Từ đó, võ đạo liên minh công hội hoàn toàn quật khởi. Mà võ đạo liên minh công hội, cũng chính là do rất nhiều thế lực lớn tạo thành. Tỷ như, tứ đại thế gia, cũng như rất nhiều thế lực cỡ lớn, đều đã từng là một thành viên của liên minh. Chỉ bất quá sau khi giải quyết xong tội ngục, tứ đại thế gia thoát ly khỏi liên minh mà thôi, bây giờ chẳng qua chỉ bài danh cho có. Nhưng cũng có thật nhiều thế lực không rời khỏi liên minh, mà lại tạo thành võ đạo liên minh công hội có quy mô như ngày hôm nay. Mà tội ngục, chính là do ba thế lực lớn tạo thành một tổ hợp thống nhất đối trọng với liên minh. Ba thế lực lớn này chia ra làm, Đồ Môn, Thiên Hận, Atula. Ba thế lực lớn này được ngoại giới thống nhất gọi là tội ngục, thậm chí còn được xưng là thế lực liên minh tà ác nhất Độc Lập Châu. Năm đó Atula bị võ đạo liên minh công hội nhằm vào, cũng chính là một cuộc tập kích của hội trưởng đời trước của công hội đối với tội ngục. Sau khi Atula bị bao vây, hai đại siêu cấp thế lực Đồ Môn cùng Thiên Hận rối rít ra tay, sai số lượng lớn cường giả đỉnh cấp, cùng võ đạo liên minh công hội liều chết đánh giết. Mà kết quả sau cùng, chính là lưỡng bại câu thương. Sau đó, Tu La chủ mất tích, tội ngục thiếu đi một vị đồng minh, nhiều năm trước cho tới nay đều ẩn núp trong hang ổ, cũng không có động tác lớn gì. Mà bất kỳ một phe nào gia nhập võ đạo hội, là cho thấy có hứng thú gia nhập phe liên minh, củng cố thế lực liên minh, để ngừa tội ngục phát động chiến tranh lần thứ hai. Phong tỷ, gia nhập liên minh đệ không có hứng thú. Nhưng nếu như chúng ta muốn cũng có thể gia nhập tội ngục. Phe đấy thực sự rất châu bò, rất uy phong đó nha. Bắt đầu mặt đầy kích động. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu lại thở dài một tiếng, bất quá, không sợ mình chúng ta tại thời kỳ Hoàng Kim, cũng không có tư cách gia nhập tội ngục. Mặc dù Phong tỷ ngoan độc, đủ độc ác, cũng đủ âm tàn, nhưng so với ba thế lực lớn nòng cốt của tội ngục, Đồ Môn, Thiên Hận, và Atula. Vẫn còn kém quá nhiều, chúng ta và người ta cũng không cùng một đẳng cấp. Huống chi, không sợ mình năm đó từng đánh lén chi nhánh của Atula, cũng tương đương đã ngả theo hướng đối nghịch với tội ngục. Người ta không thèm diệt chúng ta, chính là căn bản xem thường chúng ta. Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, hận không thể một cái tát đánh chết hắn. Ai ngoan độc, ai âm tàn, ai độc ác, con mẹ nó có thể nói tiếng người hay không? Một đao thấu tim nhất chính là Atula không thèm, làm thịt, không sợ minh, là bởi vì về cơ bản xem thường bọn họ. Chương 1437, không phải là dễ trêu. Nhưng mà, chính Diệp Oản Oản cũng không nghĩ tới. Hôm nay bắt đầu nói như vậy, sau này sẽ trở thành sự thật. Thời khắc này Diệp Oản Oản, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, trong tương lai, nàng sẽ xuất lĩnh không sợ minh, lại thật sự cùng Atula, Thiên Hận, Đồ Môn ký kết hiệp nghị liên minh, để cho không sợ minh trở thành thành viên nòng cốt thứ tư của tội ngục sau Thiên Hận, Đồ Môn, và Atula. Tất nhiên, những thứ này đều là chuyện của sau này. Thời khắc này Diệp Oản Oản, đem lệnh mời trong tay thu vào. Nhìn về phía Bắc Đầu, người của đội lính đánh thuê Chu Tinh đâu? Nghe tiếng, Bắc Đầu nhún vai một cái mở miệng nói, sau khi rời khỏi trang viên, ba người đuổi theo đệ đòi tiền. Đệ chạy rồi, nên không biết bọn họ ở đâu. Diệp Oản Oản. Tuy nói ba người kia yêu tiền như mạng, nhưng mình và bọn họ là quan hệ thuê dịch vụ, nên tiền vẫn phải trả đầy đủ. Làm sao lại chơi kiểu chạy làng thế này được? Đi đem 100.000 tệ gửi cho bọn họ. Lần trước cậu hố tiền của cậu tạp chủng. Số này vừa đủ. Diệp Oản Oản nhìn Bắc Đầu nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Bắc Đầu đột nhiên biến sắc, liền vội vàng nói lảng sang chuyện khác, đúng rồi Phong tỷ, đệ tìm tỷ là có chính sự cần nói đấy. Nói, Diệp Oản Oản nói. Những lão già kia bảo tỷ hãy tổ chức một buổi họp, bàn về việc một thế lực chi nhánh của Atula, đã diệt một chi nhánh thuộc địa bàn của chúng ta. Thế lực chi nhánh của Atula, nghe vậy,
Diệp Oản Oản nhất thời sửng sốt một chút. Thế lực chi nhánh của Atula, diệt một chi nhánh của Không Sợ Minh. Lúc này, Diệp Oản Oản nhanh chóng đứng dậy, hướng về phía phòng hội nghị đi tới. Giờ phút này, bên trong phòng họp, đã ồn ào đến mức không thể can được. Có cao tầng đề nghị phát động một cuộc chiến trả thù. Atula mặc dù là thành viên nòng cốt của tội ngục, nhưng Không Sợ Minh bọn họ cũng không phải là dễ trêu, cùng lắm thì mọi người ôm nhau cùng chết. Có một số cao tầng lại kiên quyết phản đối việc đánh trả, vì tổn thất e rằng sẽ không cách nào tả nổi. Atula mặc dù cường đại, cũng là một thành viên của tội ngục, nhưng kẻ dám hủy diệt chi nhánh chúng ta chính là chi nhánh thuộc thế lực Atula, cũng không phải là do Atula làm. Chúng ta đi đem cái chi nhánh phụ thuộc này tiêu diệt, vậy thì đã làm sao? Nực cười, tam trưởng lão Lý Tư cười lạnh một tiếng, các ngươi cũng biết, cái gì gọi là thế lực chi nhánh. Nếu như chúng ta đả kích chi nhánh lệ thuộc Atula, Atula làm sao lại có thể nhắm mắt làm lơ cho được. Trong phòng hội nghị, cơ hồ tất cả đều là cao tầng Không Sợ Minh, hơn nữa từng người đều thuộc những trận doanh khác nhau, ý kiến tất nhiên bất đồng. Mà sau khi Diệp Oản Oản tiến vào phòng họp, nguyên bản âm thanh cãi vã không ngừng lại trong nháy mắt biến mất, bên trong phòng hội nghị hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Oản Oản đi vào phòng hội nghị, đảo mắt nhìn qua mọi người một cái, chợt vô cùng tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Nhìn mọi người yên lặng như tờ, Diệp Oản Oản cũng không bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Mỗi một người ở đây, đều trong bóng tối có động tác của riêng họ, tất cả mọi người đều hy vọng tìm ra được nhược điểm nàng không phải là Không Sợ Minh chủ, sau đó giết chết nàng. Từ trong miệng Thất Tinh, Diệp Oản Oản đã biết được một chút nội tình. Vì để cho nội bộ Không Sợ Minh không bị chia rẽ, bọn họ đem chính mình xem thành một con cờ, từng người ký kết hiệp nghị. Người nào chứng minh được nàng không phải là Không Sợ Minh chủ đầu tiên, liền có thể ngồi lên trên bảo tọa Không Sợ Minh chủ. Bây giờ, mỗi một quyết định, mỗi một bước đi của Diệp Oản Oản đều phải thật cẩn thận. Nếu không, hơi không cẩn thận một chút, nghênh đón nàng chính là vực sâu không đáy, là cái chết vạn kiếp bất phục. Những cao tầng này đều xem nàng là quân cờ, muốn lợi dụng nàng để thượng vị. Nhưng ai có thể ngờ được, nàng cũng đem những cao tầng này, đem toàn bộ Không Sợ Minh coi như là quân cờ của mình. Muốn xác nhận được nàng có phải là Không Sợ Minh chủ hay không, nào có dễ dàng như vậy. Chương 1438, dò xét. Nói một chút đi. Trên chủ tọa, ánh mắt lãnh đạm của Diệp Oản Oản đảo qua đám người tam trưởng lão. Ha ha, Minh chủ, cô mới từ trong hội nghị của Atula trở lại. Chẳng lẽ ở trong hội nghị, không xảy ra chuyện gì sao? Một lão già nào đó nhìn về phía Diệp Oản Oản, như có thâm ý khác mở miệng nói. Trước đó biết được Diệp Oản Oản ở tại hội nghị Atula hoàn toàn không hao tổn quay trở về, đích xác khiến cho những cao tầng này vạn phần giật mình. Với tính cách của Tu La chủ, lại không động thủ với nữ nhân này. Bất quá, như vậy cũng tốt, nếu như Diệp Oản Oản thật sự chết ở trong tay Tu La chủ, như vậy vở kịch mà bọn họ đang diễn này, chỉ sợ cũng phải kết thúc. Diệp Oản Oản chưa chết, bọn họ mới có thể tiếp tục đi tìm chứng cứ Diệp Oản Oản giả mạo Không Sợ Minh chủ. Thế nào, người cảm thấy trong hội nghị hẳn là phải nên phát sinh một chút chuyện sao? Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lão già, lạnh giọng hỏi. Lúc này, lão già thấp giọng cười một tiếng, lắc đầu một cái, cũng không tiếp tục nhiều lời. Mới vừa rồi ta nghe bắt đầu nói, một chi nhánh khu bắc của Không Sợ Minh, bị chi nhánh thuộc Atula hủy diệt. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, trên mặt tam trưởng lão Lý Tư treo lên một nụ cười khó hiểu, vuốt cằm nói, Minh chủ, chi nhánh khu bắc. Trước đó từng xảy ra tranh chấp về lợi ích với chi nhánh Atula. Cái thế lực chi nhánh kia ỷ có Atula che chở, tiến hành công kích hủy diệt chi nhánh chúng ta. Nghe nói, thậm chí có một vài thành viên Atula cũng ở trong đó. Diệp Oản Oản như có điều gì suy nghĩ. Dựa theo tác phong làm việc của Không Sợ Minh mà nói, nhất là Không Sợ Minh chủ, bị người ta hung hăng đập cho một bạt tai đến bực này, nhục nhã đến bực này, làm sao có thể chịu đựng được. Không cần biết Atula các ngươi là cái cóc khô gì, không cần biết ngươi thuộc tội ngục cái cóc khô gì, chọc tới Không Sợ Minh, cùng lắm là ôm nhau chết chùm. Dù cho đẳng cấp chênh lệch, không cách nào cùng bọn họ dùng mạng đổi mạng, tối thiểu cũng phải làm cho bọn họ sứt đầu bể trán. Chúng tôi bây giờ tranh luận không thôi, có cao tầng cho rằng, chi nhánh phụ thuộc, hủy diệt cũng không sao, nhưng cũng có cao tầng cho rằng, nỗi nhục lần này, nên phản kích. TRUENFULL VN tất nhiên, rốt cuộc làm thế nào,
hẳn là nên do minh chủ cô quyết định. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cười như không cười nói. Giờ phút này, ánh mắt các cao tầng ở đây, rối rít rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Vô luận nàng làm ra quyết định loại nào, đối với nàng mà nói, đều hết sức chí mạng. Nếu như Diệp Oản Oản lựa chọn buông tay, tương đương với vi phạm vào tín ngưỡng cùng định hướng của Không Sợ Minh, hơn nữa tuyệt đối không phải là phong cách của Không Sợ Minh chủ. Nhưng nếu như nàng quyết định tiến hành phản kích, Atula nhất định sẽ xuất thủ can thiệp, sẽ đổ thêm dầu vào lửa, chuyện bé xé ra to, rất có thể dẫn đến thất bại của Không Sợ Minh. Lần này, vô luận chọn như thế nào, số kiếp nàng đều đã định. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản yên lặng không nói. Không biết qua bao lâu, cuối cùng, Diệp Oản Oản vẫn quyết định, thù này nhất định phải báo. Còn phải đích thân dẫn đội. Một mặt, thành lập uy thế của chính mình, mặt khác có một điểm rất trọng yếu là, cũng có thể dò xét thử cái gã Tu La chủ có tướng mạo giống Tư Dạ Hàn như đúc. Chính mình dẫn theo Không Sợ Minh đi hủy diệt thế lực chi nhánh của A Tu La, nàng ngược lại muốn nhìn một chút xem, Tu La chủ rốt cục có xuất thủ hay không. Thất Tinh, bắt đầu, ý của các cậu thế nào? Diệp Oản Oản nhìn về phía hai người cách đó không xa. Phong tỷ, chuyện đó còn cần phải nói sao, nhất định phải đánh chứ. Đánh chết cái đám chó chết kia, dám đụng đến chi nhánh Không Sợ Minh chúng ta. Bắt đầu mặt đầy kích động, bộ dáng chỉ sợ thiên hạ không loạn, câu trả lời cũng không sai biệt lắm với dự đoán của Diệp Oản Oản. Phải nói, cũng khó trách bắt đầu óc bá đậu như vậy lại có thể được tóc húi cua ca trọng dụng, phỏng chừng cũng là bởi vì tính cách cá mè một lứa. Chương 1439, ta chỉ cần 100 người. Ngay sau đó, Diệp Oản Oản nhìn về phía Thất Tinh, cậu cho là thế nào? Không đánh, Thất Tinh lạnh lùng mở miệng nói, thế lực chi nhánh Atula, thực lực cũng không yếu, hơn nữa quan hệ cùng Atula cũng không tệ. Nghe nói, bọn họ thậm chí từng xuất hiện cùng lúc với Tu La chủ. Một khi khai chiến, Atula nhất định sẽ xuất thủ, tình cảnh của chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ một chi nhánh, buông tha cũng không sao. Đợi sau khi Thất Tinh nói xong, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, chợt nhìn lướt qua mọi người, trực tiếp tuyên bố, lập tức triệu tập đội ngũ, do ta tự mình dẫn đội, hủy diệt thế lực chi nhánh kia của Atula. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, trong phòng họp lặng yên không một tiếng động. Trừ bắt đầu, những người khác tất cả đều kinh ngạc nhìn Diệp Oản Oản, Thất Tinh cũng nhíu chặt chân mày. Cho dù là các cao tầng trước đó la hét muốn báo thù, cũng là như vậy. Gáy vang như dế ở ngoài miệng, ai không làm được. Nhưng nếu như thực sự hành động, lại là một chuyện khác. Minh chủ, quả thật là quá sức tùy tiện. Một khi Atula ra tay, chúng ta biết làm thế nào bây giờ. Một vị cao tầng, thần sắc kích động nhìn Diệp Oản Oản. Không sai, với thực lực của Không Sợ Minh chúng ta mà nói, khu Bắc cách chúng ta khá xa, điều động nhân lực quy mô lớn thật sự là bất lợi. Minh chủ ngàn vạn lần xin nghĩ lại, đừng nôn nóng kích động nhất thời. Vào giờ phút này, đông đảo cao tầng tại phòng hội nghị rối rít mở miệng, cho rằng Diệp Oản Oản là chó má vô dụng, đem tiền đồ của Không Sợ Minh ra đùa giỡn. Làm sao? Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi ta nghe các người ồn ào náo nhiệt như vậy, không ít người nói muốn báo thù, khai chiến, hiện tại ngược lại đều phản đối rồi sao? Nói muốn báo thù, chẳng qua chỉ là một đám to mồm, giờ đơn giản bảo các ngươi làm một chút chuyện, mỗi một người đều kinh sợ như một đám chó chết rồi hả? Lời này của Diệp Oản Oản vừa nói ra, sắc mặt của không ít cao tầng đều biến đổi. Nữ nhân này, lại có thế đáng chống lảng, mắng bọn họ là một đám chó chết. Không, đâu chỉ là đánh chống lảng, đây chính là đang chửi thẳng vào mặt bọn họ. Hừ, Minh chủ, từ nơi này đi đến khu Bắc, không thích hợp để hưng sư động chúng. Nếu không, há chẳng phải là sẽ khiến cho dư luận xôn xao, chi nhánh thế lực Atula kia, tất nhiên cũng có đề phòng. Nếu như bọn họ liên hiệp với Atula, bố trí một trận mai phục, há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Một vị cao tầng cười lạnh nói. Cái con ả đáng chết này, thật đúng là tự xem mình thành Không Sợ Minh chủ. Nếu như trước đây không ký kết hiệp nghị, không thể tìm được chứng cứ ả ta giả mạo Minh chủ. Ả ta làm sao có thể xuất hiện tại phòng họp này nói ẩu nói tả? Diệp Oản Oản lườm một đám lão già đang om sòm kia, cười lạnh nói, người nói tất nhiên là có lý. Trận chiến này, không thích hợp để gióng trống khua chiêng, ta chỉ yêu cầu 100 người. 100 người. Nghe Diệp Oản Oản cuồng ngôn, đừng nói là cao tầng bên trong phòng họp, ngay chính Bắc Đẩu và Thất Tinh đều sửng sốt một chút. Chỉ là 100 người,
lại dám đi trả thù thế lực chi nhánh phụ thuộc Atula. Chỉ riêng chi nhánh không sợ minh khu Bắc bị tiêu diệt kia đã có hơn ngàn người. Thậm chí chi nhánh hơn ngàn người đều bị diệt, cô ta lại đòi dẫn 100 người đi báo thù. Ha ha ha, được, minh chủ quả nhiên chính là minh chủ. Dĩ nhiên là chúng tôi không cách nào sánh bằng. Nếu minh chủ đã có lời vàng lời ngọc, vậy xin mời minh chủ dẫn 100 người đi báo thù đi. Lập tức, một vị trưởng lão luôn miệng cười nói. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, nữ nhân này, sẽ vì sự dốt nát và cuồng vọng của mình, trả giá như thế nào. Nếu như cô ta thật sự là không sợ minh chủ Bạch Phong, có lẽ còn có thể làm được chuyện dẫn theo 100 người đi tiêu diệt thế lực chi nhánh của Atula, nhưng mà, cô ta là thật sao? Chương 1440, từng sợ ai? Bên trong phòng hội nghị, Diệp Oản Oản ngồi ở trên chủ tọa, hướng về Thất Tinh và bắt đầu nói, các cậu đi chọn lựa ra 98 tinh anh hàng đầu không sợ minh tới đây. Nghe được mệnh lệnh này, bắt đầu hơi sững sờ, ngơ ngác hỏi ngược lại, Phong tỷ, không phải là chọn 100 người sao? Làm sao chỉ chọn có 98 người? Diệp Oản Oản lườm bắt đầu một cái, cậu không phải là người sao? Không đợi bắt đầu mở miệng, Thất Tinh nói, cậu cùng tôi, tính là hai người. Bắt đầu suy nghĩ một hồi, gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Tan họp, Diệp Oản Oản từ trên chủ tọa đứng dậy, đầu cũng không thèm quay lại, nhanh chân từ trong phòng hội nghị rời đi. Bắt đầu cùng Thất Tinh đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Phong tỷ, chúng ta thật sự sẽ động thủ đối với thế lực chi nhánh của Atula. Thất Tinh nhanh chân đi tới bên người Diệp Oản Oản, hơi nhíu mày. Theo Thất Tinh, quyết định này, có phần quá mức lớn mật. Vẻn vẹn chỉ 100 người, muốn báo thù thành công, căn bản là không quá thực tế. Cử động này, vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến việc tiểu đội 100 người của bọn họ, toàn quân bị diệt. Tôi tự có tính toán, Diệp Oản Oản nói. Thất Tinh, lá gan của cậu càng ngày càng nhỏ. Bắt đầu lườm Thất Tinh một cái, không sợ minh chúng ta từng sợ ai. Chuyện này cùng với có sợ hay không sợ cũng không liên quan. Thất Tinh nói. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục mở miệng. Diệp Oản Oản ngắt lời nói, trước tiên lựa người cho xong cái đã. Nếu Diệp Oản Oản đã quyết định như thế, Thất Tinh đương nhiên sẽ không tiếp tục nói thêm cái gì, cùng bắt đầu đi chọn. Trạng vạng, việc chọn lựa 98 người cũng hoàn tất, mỗi một vị đều là thành viên tinh anh của Không Sợ Minh. Sau khi biết được bọn họ sắp phải đi khu Bắc trả thù thế lực chi nhánh của Atula, mọi người ít nhiều đều có chút không mấy tình nguyện, cảm giác chuyến đi này chính là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà đích thân minh chủ đã hạ lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể tuân theo. Trạng vạng, trụ sở chính Không Sợ Minh, bên trong phòng làm việc. Beerus ngáp một cái, đem đầu gác lên trên hai chân Diệp Oản Oản, đôi con ngươi dọa người nhìn về phía Diệp Oản Oản. Giờ phút này, Diệp Oản Oản sau khi xác định bốn phía không có ai, lúc này mới đem điện thoại di động lấy ra, chợt nhìn một chút các tin nhắn gửi đến. Cung Húc, Diệp ca, cô đi du lịch ở đâu vậy, ngoài không gian sao? Làm sao vẫn chưa trở lại? Lạc Thần, Diệp ca có ở đó không? Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, gần đây đi đâu vậy? Một mực đều không có tin tức của cô, điện thoại cũng không gọi được, đọc được tin nhắn xin hãy gọi lại. Diệp Oản Oản sau khi xem xong các tin nhắn, đột nhiên nhấn, đem toàn bộ các tin nhắn xóa bỏ sạch sẽ. Những tin nhắn này, nếu như bị người bên cạnh nhìn thấy, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là mẹ Lương Uyển Quân, Diệp Oản Oản cũng rất ít khi liên lạc qua tin nhắn, chẳng qua chỉ thỉnh thoảng sẽ báo tin bình an, hỏi thăm tình hình Lương Uyển Quân gần đây như thế nào một chút, cũng nắm được một chút tình trạng gần đây của Diệp Mộ Phàm và cha. Sau khi xóa xong các tin nhắn, Diệp Oản Oản gọi một cú điện thoại cho Nhiếp Vô Danh. Alo, âm thanh Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền ra. Đi ra gặp mặt, có chuyện tìm anh. Diệp Oản Oản đi thẳng vào vấn đề. Hữu Danh muội, gặp mặt không thành vấn đề. Trước tiên đem tiền thuê đội lính đánh thuê Chu Tinh thanh toán cho xong đi đã. Nhiếp Vô Danh vội la lên. Địa chỉ đã nhắn cho anh rồi, đến lúc đó cùng nhau kết toán. Diệp Oản Oản nói xong sau liền cúp điện thoại. Chợt, Diệp Oản Oản đứng dậy, sau khi lại mần Beerus cùng Đại Bạch một hồi, xoay người rời khỏi Không Sợ Minh. Một quán nước nào đó tại Vân Thành. Diệp Oản Oản đợi tới hơn một tiếng, Nhiếp Vô Danh lúc này mới phong trần uể oải đi vào. Ở đây. Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh hô. Nghe tiếng, Nhiếp Vô Danh nhìn chung quanh chốc lát, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, lúc này mới nhanh chân đi tới.
Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1440.